chương 1951. Kể từ lúc đường Tuấn tiến vào lõi hải, cậu ta đã nhìn chăm chăm vào. Lúc này phát hiện bóng dáng hiện ra từ trên lỗi hải đầu tiên. Sao lại cảm giác có chút kỳ quái, hình như những lôi mãng kia đang cung tiên anh ta. Vương Hồ Cao mày nói. Cậu nghĩ nhiều rồi, những thứ lỗi mang thế nhưng là thiên địa sinh linh, bất kỳ một đầu nào tu vi cũng mạnh hơn một phần so với chúng ta. Nghe nói ở giữa lỗi hải còn có một đầu lôi mãng chi vương, thực lực có thể so với nửa bước hóa thần. Lâm Lạc Tây cười nhạo nói. Mình cả nghĩ quá rồi. Vương Hồ cười ngượng ngùng một tiếng, cũng cảm thấy tôi tới đây. Y Thu Sương đứng dậy, hướng về đường Tuấn. To Lini 17. Y Thu Sương ra tay, không ai có ý kiến gì. Bởi vì cô ta mạnh nhất trong số đó, thứ hạng ở thang trời suýt soát với bán bộ hóa thần. Ngoài tiêu xuân minh ra, Y Thu Sương là người mạnh nhất trong số các đệ tử thần đình đương thời. Kỹ thuật kiếm thu sát của cô ta được rất nhiều trưởng lão thần đình khen ngợi, được mệnh danh là một nhát kiếm thu sát đánh bại hỏa thần. Đương nhiên, hóa thần được nói đến ở đây chính là bản bộ gầm rồi. Hóa thần, nhưng như vậy cũng là đáng. Mọi người nhìn y thu xương với nụ cười hiện trên khuôn mặt, lâm lạc tây nói, thực lực của tên này không tệ, trên người chắc chắn có không ít bảo vật, vậy thì hời cho chúng tôi quá. Hồng Nhật Linh lạnh lùng nói, tôi muốn có lưỡng giới bi lam lốc tay te miligura yong tao phân lâm lạc tây liếc nhìn cậu ta không hài lòng nói đừng quá tham lam hiền kỵ hồng nhật linh trầm giọng nói tôi chỉ cần lưỡng giới bi chủ ba của tôi sẽ bồi thường tổn thất cho các người nghe xong đám người lâm lạc tây mặt biến sắc cuối cùng phải gật đầu hồng nhật linh chuyển ra khỏi hồng hữu châu đó cũng là sự cảnh cáo với bọn họ đang nói chuyện thì y thu sương đi đến trước mặt đường tuấn cô ta nhướng mày lá liếu kiếm khi tự tỏa ra, cổ ta nghiêm nghị nói, giao hết bảo vật trên người rồi rời khỏi lỗi trì thì tôi có thể không ra tay. Đường Tuấn nói, cô không phải là đối thủ của tôi. Lúc trước, Y Thu Sương nghĩ đến tất cả những câu trả lời có thể của Đường Tuấn, nhưng hoàn toàn không ngờ Đường Tuấn sẽ nói ra câu như vậy. Cô ta lại nhướng mày, điệu ở trên cao, biểu lộ khí chất kiêu ngạo với giọng nói, Tiêu Xuân Minh nói câu này còn được, nhưng anh thì kém xa rồi. Cô ta lạnh lùng nhìn Đường Tuấn, Nói, mau giao bảo vật ra đi, có lẽ còn có thể tiếp tôi vài chiêu, nếu không thì một chiêu anh đã quỳ xuống rồi." Đường Tuấn lắc đầu, nói, "Muốn thì tự đến lấy đi." Vừa dứt lời thì kiếm trong tay y thu xương bay ra khỏi vỏ kiếm, một tia sáng màu bạc chợt lóe lên trên bầu trời như trăng non buông xuống. Tốc độ ánh sáng thanh kiếm rất nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn đan hai ngón tay vào nhau rồi kẹp chặt ánh sáng thanh kiếm. Thanh kiếm dài như nước mùa thu, trên kiếm có những đốm bạc như xương giá. Cái tên này đúng là có bản lĩnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Y Thu Sương. Lâm Lạc Tây kinh ngạc nói. Đa Di Thiên gật đầu nói, nếu anh ta ngăn cản Y Thu Sương xuất kiếm thì có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng Y Thu Sương đã xuất kiếm thì quý thần cũng uy nhiên cũng không cứu, đưa không cứu được. Thanh kiếm bị kẹp chặt, Y Thu Sương không chút hoang nổi đỏ như hoa anh đào, vụt ra hai từ. Th mang đôi môi đỏ như hoa anh đào vụt ra hai tử, thu sát. Ý định giết người tỏa ra từ trên kiểm của cô ta, sát khi ấy biến thành kiếm ý rồi bao phủ cả trăm mét xung quanh y thu xương. Bỗng vô số kiếm khí chém ngang dọc, trong hư không đều có xu hướng bị đóng băng, mỗi kiếm khí đều mang hơi thở cô quạnh. Đây chính là thu sát, lâm lạc tây ngưỡng mộ với vẻ mặt đầy sợ hãi, y thu xương đã dựa vào chiêu này để khiến bọn họ thấy mình kém cõi. Đà Di Thiên mặt mày ủ rũ, Nói kiếm ý thu sát của cô Di ngày càng tinh sáo rồi. Lúc đầu, cô dị dựa vào nhất kiếm thu sát này giết hết thảy 60 kẻ trộm ở biển tinh thần. Năng lượng toàn thân của 60 tên trộm bị rút cạn dưới kiếm ý thu sát, cuối cùng hỏa thành cho tàn. Cái tên thu sát một nhát đánh bại cũng được lan truyền từ đó. Chương 1952. Hồng Nhật Linh luôn tự đề cao mình, nhưng khi đối mặt với nhất kiếm này thì cậu ta cũng phải tự nhận mình kém cõi dù sao cậu ta cũng là đệ tử mới của thần đình và có khoảng cách không nhỏ với những đệ tử không biết đã tu luyện bao lâu trong thần đình. Rất lâu sau đó, ý định giết người tan biến, trời đất trở lại quang đăng. Y Thu Sương đứng thu kiếm lại và nhìn đường Tuấn với vẻ mặt kiêu ngạo, nói anh đã chết rồi, gì? Trên khuôn mặt của đám người lâm lạc tây hiện rõ nụ cười. sốt sốt một mảnh áo của đường Tuấn bị cắt đôi, mảnh vụn ảo từ trên không trung rơi xuống mọi người tiếp tục đứng nhìn và đầy trông mong kiếm ý thu sát đã cắt đứt áo của anh tiếp đến chắc chắn là đường tuấn bị chém thành nhiều mảnh mọi người đều đang chờ đợi nụ cười trên khuôn mặt càng thêm dạng dỡ đáng tiếc hai phút trôi qua rồi vẫn chưa có gì xảy ra các người đang làm gì vậy đúng lúc này đường tuấn bỗng nhiên hỏi xuất kiếm xé nát áo của anh rồi thu kiếm chờ đợi đó được xem là gì là truyền thống phong tục quê hương các người sao anh vẫn chưa chết ư?" Y Thu Sương ngạc nhiên nói như thể nhìn thấy một chuyện gì đó kỳ lạ. "Chút kiếm đó cũng muốn làm tôi bị thương ư?" Đường Tuấn nhướng mày. Với đầu thai kinh ngạc, hai tất cả mọi người đều thấy kinh ngạc, ngay cả Tiêu Xuân Minh cũng phải thận trọng đối phó. Thanh kiếm đánh bại Thu Sát Hóa Thần, vậy mà chỉ chém nát một phần mảnh áo của Đường Tuần. Sắc mặt Y Thu Sương thay đổi, cơ thể trở nên run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp bóng tái mét. Sau khi dùng Thu Sát cơ thể của cô ta hơi quá tải điều làm cô ta không thể nào chấp nhận đó chính là biểu hiện của đường tuấn nhật kiểm mạnh nhất của mình chỉ cắt đứt một mảnh áo nhớ đến lúc nãy khi bản thân nói ra câu anh đã chết rồi thì cô ta cảm thấy bản thân như một kẻ ngốc y thu sương vào đúng lúc này một tiếng hét phát ra từ trong miệng của đà di thiên năm lúc này một tiếng giữa trời đất có tiếng phật hát một vị phật lớn với toàn thân lấp lánh ánh vàng hiện ra trong hư không vị Phật lớn từ trên trời rơi xuống và đè lên đường tuần. Đây là thân Phật do Đà Di Thiên kết tụ lại. Y Thu Sương chợt bừng tỉnh, thanh kiếm trong tay lại bay ra khỏi vỏ kiếm một lần nữa, thanh kiếm xuyên ngang bầu trời. Nhưng lần này lại không ra tay với đường Tuấn mà lướt qua lôi trì ở tầng 6. Lâm Lạc Tây, Vương Hồ, Hồng Nhật Linh cũng không quan tâm đến việc bị gây kinh ngạc. Bọn họ vội dùng nhiều cách khác nhau để bay đến cổng lôi chi. Thân Phật ngã xuống, một hơi thở cưỡng chế phà vào mặt. Nhưng đường Tuấn chỉ tung một trường, thân Phật đã sụp đổ và hóa thành ánh vàng. Phó và cảnh giới Ninh Anh Hậu Kỳ phát sau khi phá vỡ cảnh giới Nguyên Anh Hậu Kỳ, pháp lực của anh đạt đến mức độ 9999 nguyên khủng khiếp. Cho dù là bản bộ hóa thần cũng chưa chắc đấu lại được với anh. Thân Phật vỡ vụn, sắc mặt đà di thiên tái nhợt và phun ra ngụm máu đỏ. Thừa lúc thân Phật đang ngăn cản vào lúc này, mọi người hợp sức điên cuồng ném các bảo vật đi, cuối cùng bọn họ đã phá được cổng lôi trì và tiến vào tầng 6. Tuần không dùng lại mà đuổi theo, bảy đường tuần không dừng lại mà đuổi theo. Khi anh đến gần cổng lôi trì thì sấm sét nổi lên, một lôi linh thể sấm sét bắt trước theo sức mạnh của anh được tạo ra. Lề mề quả, đường Tuấn lẩm bẩm một câu. chương 1953, có gì mà không được. Anh mở miệng và hít một hơi thật mạnh, vô số sấm sét được kéo vào trong miệng và bụng anh. Sấm sét quanh cổng lôi trì chợt biến mất. Đường Tuấn đột nhập vào gác, cổng lôi trì không người canh. Kể từ sau khi tiếp xúc với mảnh vụn lôi trì thì anh đã đạt đến mức độ khó biến ứ ngắt ngôn trong việc kiểm soát năng lượng lỗi hệ. Mặc dù không đạt đến cảnh giới phép tắc, nhưng cũng không quá khi nói rằng vạn sấm sét cũng không xâm nhập được có lẽ chỉ có tiền thiên lôi linh thể trong truyền thuyết mới có tư cách phân cao thấp với anh còn với cổng lôi chi thì mở khóa lôi linh thể 50%, ngay cả ngăn cản bước chân anh cũng làm không được. Xông vào không gian lôi chi ở tầng 6, đường Tuấn nhìn thấy đảm người y thu xương đang nghĩ bay đến nơi nào ở tầng 6. Nó tiêu xuân minh rét chạy đến ta, tôi còn nhớ tiêu, rất chú ý đến tầng này, chắc anh ta sẽ cản đường tuần giúp chúng ta. Y thu xương nói với giọng chua chát. Không sai, nếu như tiêu xuân minh ra tay thì chúng ta thật sự không cần phải sợ anh ta. Đám người lâm lạc tây gật đầu nói. Mọi người muốn tôi ra tay ư. Lúc này, bọn họ đã đến nơi sâu trong không gian lôi chỉ ở tầng 8, bỗng có một giọng nói như ma quỷ vang lên bên tai bọn họ. Không gian lung lay, một chàng trai đẹp trai với mái tóc bạch kim bước ra khỏi đó. Chính là Tiêu Xuân Minh. Y Thu Sương nhìn Tiêu Xuân Minh, mặt biến sắc nói, anh đã phá vỡ bán bộ hóa thần rồi sao? Tiêu Xuân Minh ngạo mạn nói, tôi không chỉ phá vỡ bán bộ hóa thần, mà còn luyện thành thể phách của lôi linh thể. Chỉ cần nuốt tiên thiên lôi linh quả thì tôi có thể biến thành tiên thiên lôi linh thể thật sự. Khi anh ta nói, sấm sét dâng trào trong lòng bàn tay anh ta như một vị thần linh điều khiển sấm sét. Đám người lâm lạc tây, đà di thiên nghe xong, nụ cười gượng gạo và sự tiếc nuối hiện rõ trên khuôn mặt. Bọn họ thì thầm, chúng tôi đã chăm chỉ tu luyện, tưởng chừng có thể đuổi kịp anh nhưng khoảng cách lại ngày càng lớn. Y Thu Sương nhìn chằm chằm Tiêu Xuân Minh, bỗng nói gần đây anh bị thương ư tiêu xuân minh ngẩn người trong đôi mắt lộ vẻ lạnh lùng nói tôi không thận trọng để mình chịu thiệt trong tay gã đó nhưng đợi sau khi tôi luyện thành tiên thiên lôi linh thể thì sẽ giết chết cái tên đó anh ta xua tay rồi nói tiếp các người vừa nói muốn tôi giúp đối phó với ai anh ta tự hào nói đợi tôi nuốt được lôi linh quả thì lôi trì sẽ trở thành thế giới của tôi cho dù hóa thần thực sự có đến cũng không phải là đối thủ của tôi nhìn lại tình cảm trước đây, tôi có thể ra tay giúp mọi người giải quyết. Đừng lo, mọi người không tưởng tượng được sức mạnh hiện giờ của tôi đâu. Sắc mặt của đám người y thu xương trở lại bình thường, đang định nói thì một giọng nói đã vang lên trước là tôi. Một bóng người từ chân trời bay đến. Tiêu Xuân Minh thấy có người đến, trên khuôn mặt đẹp trai như yêu tinh hiện lên vẻ lạnh lùng, nói lại là anh. Người trước mắt chẳng phải là cái tên đã đánh nát sự phân tâm của bản thân ở tầng năm hay sao? Đường Tuấn cười nói, anh muốn ra tay. Tiêu Xuân Minh lạnh lùng nói, có gì mà không được. Dứt lời, anh ta ra tay ngay lập tức. Trường 1954, tôi không tin tôi không đỡ được một chiêu của anh. Thực lực Tiêu Xuân Minh bộc phát còn mạnh hơn khi ở tầng 5. Nhưng vẫn không có ích gì, dưới một trường trấn áp trời đất của Đường Tuấn, roi sấm sét và Tiêu Xuân Minh cùng bị đánh tan nát và hóa thành sấm sét chói mắt. Một chùm ánh sáng bạc lóe lên trong sấm sét bay về phía cổng Lôi Chi. Tiếng cười hả dạ của Tiêu Xuân Minh phát ra từ ánh sáng bạc, ha ha ha. Anh nghĩ tôi thật sự chịu không nổi một đòn như vậy sao? Tôi chỉ mượn năng lực của anh để rửa sạch vết bẩn tạp chất của phân tâm. Ha ha ha, hiện giờ tôi là ba thần hợp nhất, thực lực mạnh hơn trước gấp 10 lần, lần gặp sau lại chính là ngày chết của anh. Nhiều lời quá. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, ý nghĩ dao động một cái bóng to lớn đẻ xuống tiêu xuân minh. Không gian khép kín trong lòng bàn tay mang đến cho người ta cảm giác khó tránh khỏi. Ánh sáng lướt qua, tiêu xuân minh cười to, tốc độ ánh sáng bạc tăng vọt gấp mấy lần, ngay khi sấm sét của cánh cổng dâng lên thì ánh sáng màu bạc lao vào cánh cổng. Ha ha ha, đã bị tôi tính kế rồi, ngay cả phân tâm của tôi cũng không bắt được, lần sau gặp lại chính là ngày chết của anh. Giọng nói kiêu căng của Tiêu Xuân Minh phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Đường Tuấn, chẳng lẽ anh thật sự dám ra tay với chúng tôi? Tôi khuyên anh, tốt nhất là hãy tha cho chúng tôi, nếu không các trưởng lão thần đình trách tội xuống thì anh gánh vác nổi không? Giọng nói của Tiêu Xuân Minh dần tan biến. Mặc dù anh ta đã rời khỏi nhưng đám người lâm lạc Tây, Vương Hồ đã quét sạch sự chán nản trước đó của họ, sau đó nói với Đường Tuấn bằng giọng điệu có phần khiêu khích và cảnh cáo. Những chuyện vừa xảy ra, theo như bọn họ thấy, có Tiêu Xuân Minh ở đó thì Đường Tuấn được định sẵn là kẻ thất bại dài dòng, nhưng Lâm Lạc Tây đã quên rồi, anh ta là anh ta, Tiêu Xuân Minh là Tiêu Xuân Minh. Cho dù Đường Tuấn bị tính kế một lần thì Lâm Lạc Tây làm sao có thể ngang hàng được. Đường Tuấn lạnh lùng hét một tiếng, Lâm Lạc Tây cảm thấy có một lực rất mạnh đập vào ngực mình. Tôi không tin tôi không đỡ được một chiêu của anh, Lâm Lạc Tây gầm gừ, pháp lực toàn thân dâng trào. Nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng, cả người Lâm Lạc Tây nổ tung, trên bầu trời bùng nổ một đám xương máu một người nhỏ bé có bộ dạng giống hệt lâm lạc tây từ trong xương máu bay ra thì ra là nguyên anh của lâm lạc tây trong mắt nguyên anh của lâm lạc tây chứa đựng sự phẫn uất và hối hận anh ta không ngờ đường tuấn lại mạnh và tàn nhẫn đến vậy một trưởng đã đánh tan nát lâm lạc tây chỉ còn lại nguyên anh vẫn sống sót ở đó chỉ có thể nghe thấy giọng nói có hơi thở nặng nề đôi mắt hồng nhật linh ửng đỏ cậu ta siết chặt hai nắm đấm nhìn đường tuấn với vẻ không cam tâm Đôi chân của Vương Hồ vô cùng run rẩy, dường như đứng không vững nữa. Tay cầm kiếm của Y Thu Sương khẽ run lên. Chương 1955, vậy thì có gì là khó? Các người có cản được tôi không? Đường Tuấn nhìn đám người kia với vẻ mặt lạnh lùng. Trong lòng ai cũng không có tự tin, nhưng trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết. Y Thu Sương nhướng mày, nhẹ nhàng nói, "Đường Tuấn, lâm lạc tây chỉ nói có một câu mà anh đã đánh tan xác thịt của anh ta cũng coi như là trừng phạt rồi thôi hãy bỏ qua đi đà di thiên nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng anh có ý đồ giết người không phải là vì lời nói của lâm lạc tây xúc phạm anh mà là vì tiêu xuân minh làm anh có cảm giác thất bại nên anh thẹn quá hóa giận mà thôi anh ta nhìn đường tuấn như thể nhìn thấu được những bí mật trong sâu thẳm con tim anh cười nói vì như vậy mà làm liên lụy đến người khác anh không thấy quá đáng hay sao He he. Đường Tuấn cười mỉa mai khi nghe thấy những lời này. Tiêu Xuân Minh đã nhiều lần trốn chạy, thật sự làm anh có chút bất ngờ nhưng không đến nỗi thẹn quá hóa giận như lời Đà Di Thiên đã nói. Mọi người lộ vẻ mặt căng thẳng, nói nhiều như vậy chỉ là muốn tôi tha cho các người thôi. Đường Tuấn nhìn đám người kia rồi chế giễu, nếu các người đã nói vậy thì tôi tạm tha cho các người. He, các người không thấy Tiêu Xuân Minh lợi hại hơn tôi ư? Vậy thì tôi để các người tận mắt nhìn thấy tôi làm thế nào đánh bại anh ta." Mọi người chợt tỏ vẻ ngạc nhiên. Vương Hồ nghẹn ngào nói, "Chẳng lẽ anh không nghe thấy Tiêu Xuân Minh vừa nói bản thân là ba thần hợp nhất nên sức mạnh tăng ít nhất gấp 10 lần hay sao? Cho dù là thống lĩnh Bạch Thụy Du cũng chưa chắc là đối thủ của anh ta." "Các người xem là được rồi." Đường Tuấn nói. Đa Di Thiên nói, "Anh muốn khiêu chiến với Tiêu Xuân Minh thì trước tiên hãy đến tầng 9 Lôi Trì, hơn nữa phải thật khẩn trương." nếu không anh ta ăn được tiên thiên lôi quả thì anh cũng không còn cơ hội nào nữa. Vậy thì có gì là khó? Ánh mắt đường Tuấn nhìn về hướng cửa lôi trì, sau đó, mọi người nhìn thấy cảnh làm bọn họ kinh hồn bạt vía. Hai tia sấm sét bắn ra từ trong đôi mắt đường Tuấn, ầm một tiếng xuyên qua cổng lôi trì. Giây phút bọn họ mơ hồ nhìn thấy hai tia sấm sét chạm vào cửa thì tiên thiên lôi thể xuất hiện, nhưng chưa cản được ánh sáng sấm sét thì đã bị nổ thành mảnh vụn rồi. Lôi trì tầng thứ bảy, lần trước lôi trì mở ra, y thu xương dùng hết tất cả thủ đoạn, cũng chỉ dừng bước tại đây. Đám người vương hồ lại càng chưa từng đi vào, nhưng bây giờ, đường lôi trì giữ kia kia ngăn cản rất nhiều người, cứ như vậy bị nổ nát rồi. Một đám người gần như thần thờ đi theo sau lưng đường Tuấn, lúc này bọn họ đã không muốn chạy trốn. Cho dù chạy trốn, cũng hoàn toàn trốn không thoát. Có lẽ, anh ta thật sự có thực lực sánh ngang với tiêu xuân minh đó mấy người y thu xương nhìn đường Tuấn, trong lòng bỗng nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 1956, loại cảm giác này, chính là vô địch cùng cảnh giới. Không gian lôi chỉ tầng thứ 9, ở đây gần như không có bao nhiêu lôi đình lực, tại nơi trung tâm của không gian, một thân cây to lớn chu vi khoảng chừng mười mấy mét cao chót vót, đâm vào trong hư không. Bên trên gốc cây này là một ánh sáng màu trắng bạc, mang theo một chút trong suốt, nhìn một cái, có thể nhìn thấy bên trong thân cây kia lại là từng đường sấm sét lưu động. Đây là gốc cây tiên thiên lôi quả kia. Bọn người y thu xương thấy thế, không khỏi thất thanh nói, bộ phận chính của cây tiên thiên lôi quả ở tầng thứ 10, thân cây lại có thể phá vỡ mà vào không gian, chui qua đến tầng thứ 9. Mọi người xem, bỗng nhiên đà di thiên hoảng sợ nói. Mọi người nhìn qua, chỉ thấy bên cạnh thân cây lại có một thanh niên đang ngồi thanh niên tóc bạch kim, vô cùng khôi ngô, chính là Tiêu Xuân Minh. Nghe đầu đại nhân Lam Thiên Sứ từng ngộ đạo ở bên dưới cây lôi của, một hành động đột phá hóa thần. Lẽ nào Tiêu Xuân Minh muốn mô phỏng hành động của ông ta? Vương Hồ Dường như nghĩ tới điều gì đó, giọng nói khẽ run nói. Y Thu Sương nói, Tiêu Xuân Minh quả nhiên có chí lớn, lại muốn trở thành Lam Thiên Sứ tiếp theo. Lúc này Tiêu Xuân Minh cũng cảm ứng được khí thức của mấy người, ánh mắt nhìn sang, nhìn thấy nhiều người xông vào tầng thứ 9 như vậy, trong mắt nhịn không được lộ ra vẻ kinh ngạc. Thủ đoạn của tôi gần như dùng hết, mới xông vào đến ở đây, còn bị một chút tổn thương. Nếu không phải tam thần hợp nhất, e rằng vẫn phải tu dưỡng một khoảng thời gian. Y thu xương bọn họ mặc dù thực lực thiên phú cũng không tệ, nhưng không có khả năng xông vào tầng thứ 9. Chẳng lẽ là tiên thiên lôi quả sắp ra đời, sức che chắn của không gian lôi chỉ bắt đầu yếu đi rồi sao? Tiêu Xuân Minh khẽ nhíu mày, từng suy nghĩ hiện lên trong lòng. Nếu đúng là như vậy, có lẽ đây chính là thời cơ tốt nhất để tôi hái tiên thiên lôi của. Tôi tam thần hợp nhất, chắc chắn hái được lôi quả cũng nhiều hơn 2-3 phần. Nhưng trước tiên giải quyết tên này rồi nói sau. Nghĩ đến đây, Tiêu Xuân Minh đứng dậy, nhìn về phía đường Tuấn, nói thằng nhóc cậu vẫn rất may mắn, lại có thể xông vào lôi chỉ tầng thứ 9. Nghe được hai chữ, may mắn, này, khóe miệng mấy người lâm lạc tây, y thu xương giật một cái, bạo lực như vậy, ngay cả lôi chỉ giữ cửa cũng phá hư rồi, như thế nào cũng đều không thể liên quan đến may mắn. Nhưng vận may của người cũng đến đây thôi, tiêu xuân minh nhếch miệng lên thành một nụ cười diễu cợt, hít một hơi thật sâu, hơi hít mắt lại, dùng một giọng say lúy túy nói, cậu hoàn toàn không hiểu rõ sau khi tam thần hợp nhất, thực lực của tôi đã đạt đến trình độ gì. Vừa dứt lời, một luồng khí thế đáng sợ từ trên người anh ta tỏa ra, như ùn ùn kéo đến sắc mặt đám người lâm lạc tây đột nhiên trắng nhợt, cách xa như vậy, bọn họ cũng có thể cảm giác được tính áp bức lớn mạnh của luồng khí tức này. Loại cảm giác này, chính là vô địch cùng cảnh giới. chương 1957, Trấn Thiên Địa Rất mạnh sao? Kinh phong đáng sợ như thủy triều dâng trào đến, nhưng thân hình đường tuấn không lui về phía sau chút nào. Anh nhẹ giọng cười một tiếng, đơn trưởng làm đau, tựa như một đao cắt đứt nước, vút lên trời cao chém xuống trên bầu trời một đường khí tức ác liệt vô căn cứ sinh ra. Trong nháy mắt, bàn tay của hai người Đường Tuấn và Tiêu Xuân Minh đã đụng vào nhau. Oanh oanh, áo khoác của hai người bị kình phong thổi đến vang loạn lên, tựa như sắt cứng rắn, phát ra âm thanh trầm thấp. Rằng co trong chốc lát, sắc mặt Tiêu Xuân Minh thay đổi bất ngờ, thân hình bay ngược ra ngoài về phía sau, quần áo của anh ta nứt ra hết mấy chỗ, hiện ra vết thương bên trong. Dòng máu màu bạc từ trong vết thương ảo ạt chảy ra. Tiêu Xuân Minh vậy mà thua rồi. Đám người y thu xương đưa mắt nhìn nhau, trên mặt hiện ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không, tôi sẽ không thua. Trên mặt Tiêu Xuân Minh cũng lộ ra vẻ không dám tin, điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa vọt về phía đường Tuấn. Đường Tuấn hừ khẩy một tiếng, bàn tay dương lên, đánh Tiêu Xuân Minh bay ra ngoài. Bộ dạng tùy ý kia, cho thấy anh vẫn chưa dùng hết toàn lực anh ta thật sự đã đánh bại tiêu xuân minh anh ta không phải mới là cảnh giới nguyên anh hậu kỳ sao đám người vương hồ không thể không tiếp nhận sự thật này đường tuấn nhìn bọn họ một cái nói đây chính là vô địch mà các người nói sao đám người y thu xương hổ thẹn mà cúi thấp đầu cho dù thực lực của cậu mạnh hơn so với tôi thì thế nào anh vẫn không bắt được tôi tôi đã bước đầu hòa hợp cùng với sức mạnh của mảnh thế giới này thương tích nặng đến đâu bất cứ lúc nào cũng có thể khỏi hẳn cuối cùng người chết chắc chắn là cậu. Giọng nói thù hận của Tiêu Xuân Minh vang lên, mang theo một cảm giác gào thét. Khi giọng nói vang lên, thân hình của Tiêu Xuân Minh phân tách ra, hóa thành một loạt ánh sáng bạc, mỗi ánh sáng bạc dường như đều là Tiêu Xuân Minh. Đây là thân pháp phù quang lược ảnh do Tiêu Xuân Minh tu luyện, nghe đâu tu luyện đến trình độ cao nhất có thể đuổi kịp tốc độ ánh sáng. Bọn người vương hồ thở dài, nói có môn thân pháp này, Tiêu Xuân Minh cho dù không bằng đường tuấn, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Đường Tuấn, không ngờ rằng cậu lại lợi hại như vậy. Nhưng cậu càng lợi hại, tôi càng vui vẻ, chờ tôi nuốt lôi quả rồi, luyện hóa cậu thành đan, nói không chừng có thể một lần hành động bước vào cảnh giới hóa thần. Ha ha ha, giọng nói Tiêu Xuân Minh từ trong ánh sáng bạc trùng trùng điệp điệp truyền ra. Nhưng ánh sáng bạc này thỉnh thoảng bay ra một đường đánh lén Đường Tuấn, định nhờ vào đó không ngừng tiêu hao thực lực của Đường Tuấn trong lòng đám người vương hồ thở dài vì đường tuấn, đối mặt loại cục diện này, bất kỳ ai cũng sẽ cảm thấy không cam tâm. Đường tuấn giơ tay lên, sau khi đánh bay một đường ánh sáng bạc lần nữa, nhìn về phía bầu trời, nói anh thật sự cho rằng tôi không làm gì được anh sao. Trấn Thiên Địa, chương 1958, đây là nguồn gốc chảy ngược. Đám người vương hồ, đà di thiên kinh hãi im lặng, nét mặt này đã không phải là kinh hoàng có thể hình dung được là đối thủ cùng nhau trưởng thành với Tiêu Xuân Minh đến bây giờ, bọn họ vô cùng hiểu rõ sự đáng sợ và hùng mạnh của Tiêu Xuân Minh. Người này là đại thiên tài chân chính, trăm ngàn cuộc chiến bất bại, là đối tượng vô số đệ tử thần đình sùng kính. Nhưng bây giờ Tiêu Xuân Minh không chỉ thất bại rồi, còn bị người ta một quyền đập nát, ngay cả Nguyên Anh cũng không thể chạy thoát ra ngoài. Đường Tuấn hừ khẩy một tiếng, mọi người mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, dùng ánh mắt càng thêm sợ hãi nhìn anh hồng nhật linh càng là ánh mắt không ngừng trốn tránh thân thể run rẩy không ngừng ầm ầm đúng lúc này trong không gian lôi chỉ bỗng nhiên nổ lên một âm thanh dữ dội thân cây lôi của kia đâm thủng hư không bung ra vô số ánh sáng có thêm sấm sét đang không ngừng kích phát ánh sáng đi qua thân cây lại bắt đầu co lại đi lên đây là nguồn gốc chảy ngược tiên thiên lôi quả chín mùi rồi y thu sương run giọng nói Đường Tuấn cũng nhìn qua thân cây kia, ánh mắt lộ ra một vẻ mê mẩn. Anh có thể cảm thấy sức mạnh hệ sấm trong cơ thể đang sôi sùng sục dâng tràn, mang theo một loại khát vọng vô hình. Nếu như ăn tiên thiên lôi quả, anh lập tức có thể cô động ra một pháp tác hệ sấm hoàn chỉnh. Theo một đoạn thân cây cuối cùng lùi về không gian lôi chỉ tầng thứ 10, trên không trung tầng thứ 9 xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn, giống như bầu trời nứt ra. Bên trong lỗ thủng là sấm chấp bộc phát không ngừng nghỉ, so lôi hải trước đó gặp phải ở tầng thứ 5 còn kinh khủng hơn. Đường Tuấn, tiên thiên lôi quả chính là thánh vật có một không hai của không gian lôi trì, nếu như anh có thể hái được, đối tu vi của anh rất có ích lợi. Nếu như hiến tặng cho thần đình, anh cũng có thể thu được tích phân số lượng cao. Vốn dĩ đây là kỳ vọng của trưởng lão thần đình đối với Tiêu Xuân Minh. Y Thu Sương trầm giọng nói. Đa Di Thiên thở dài, Nói, đáng tiếc hôm nay sấm sét bên trong hang là theo sự thai nghén của Tiên Thiên Lôi Quả mà sản sinh, tràn ngập uy năng vô cùng đáng sợ. Mạnh mẽ như anh, chỉ sợ cũng không có cách nào bình yên vượt qua. Đường Tuấn khẽ cười khẩy, nói, muốn bảo tôi đi lấy Tiên Thiên Lôi Quả cứ việc nói thẳng, làm ngoằn ngoèo nhiều như vậy tính là gì? Nói xong, thân thể Đường Tuấn rung động, rồi bay về phía hang trời kia, trong nháy mắt toàn thân đã tiến vào bên trong hang trời. Y Thu xương cô cảm thấy anh ta có thể hái được tiên thiên lôi quả không đà di thiên hỏi y thu sương lắc đầu nói cho dù hái được rồi thì làm sao cuối cùng cũng không phải của anh ta nét mặt đà di thiên thay đổi nhanh nói cô là nói y thu sương nói thần đình sắp đặt mấy trăm năm làm sao có thể để cho người ta tùy tiện phá hủy bên trong hang trời đường tuấn vốn cho là sẽ cực kỳ nguy hiểm nhưng anh vừa tiến vào hang trời sấm sét bên trong lại cho anh một cảm giác giống như nước ấm, hết sức thoải mái, thậm chí còn đang rửa sạch cơ thể và tinh thần của anh. Chỉ trong thời gian chốc lát, anh đã xuyên qua hang trời, đi tới không gian lôi trì tầng thứ 10. Một thân cây cổ thụ khổng lồ chính khoảng trăm mét chiếm cứ phần lớn không gian của tầng thứ 10, thân cây chọc vào tầng thứ 9 cũng chỉ là một nhánh trong đó của cây cổ thụ này, so với thân cây chính, thật giống như tranh lệch của con kiến và voi sấm sét đùng đùng chạy tán loạn ở mỗi một thân cây cành lá của cây cổ thụ này, trên chỗ cao nhất của cổ thụ, đang treo một trái cây long lanh trong suốt. Đây chính là tiên thiên lôi quả sao, đường Tuấn nhìn trái cây kia, giọng nói cũng có chút kích động. chương 1959, mưu kế buồn cười. Con mắt đường Tuấn hơi híp lại, thân hình anh bay lên, cho đến khi cách quả trái cây này khoảng cách không đến 10 mét. Anh chỉ cần đưa tay, thì có thể hái lôi quả xuống. Bỗng nhiên, một đám lửa vô căn cứ sinh ra, bắt đầu thiêu đốt lôi quả. Ngọn lửa hiện lên màu tím bầm, bỗng nhiên là kiếp hỏa. Kiếp hỏa bốc cháy hừng hực, lôi quả lại dần dần hóa hư không, dường như không chịu nổi nhiệt lượng này. Tâm niệm đường Tuấn vừa động, pháp lực rót vào bên trong lôi quả, bộ phận vốn hóa hư không của lôi quả lần nữa ngưng tụ. Dưới sự thiêu đốt của kiếp hỏa, pháp lực của đường Tuấn đang tiêu hao dữ dội. Nếu không phải trình độ pháp lực mạnh mẽ của anh vượt xa cảnh rời bán bộ hóa thần bình thường, sợ rằng tiêu hao trong chốc lát sẽ hút anh thành người khô. Khó trách thánh vật trong trời đất ít như vậy, Đường Tuấn nói nhỏ. Kiếp trời đất của bảo vật chia làm bốn kiếp hỏa, phong, lôi, thủy, lôi quả sinh trưởng theo sấm sét, đương nhiên không sợ lôi kiếp. Nhưng ba kiếp khác, nếu như không có người bảo vệ, hoàn toàn có thể hủy diệt nó. Kiếp hỏa đi qua, chính là kiếp hàn thủy. Sức của băng lạnh giá rét thấu xương dường như ngay cả pháp lực của Đường Tuấn cũng phải đông cứng, anh dùng pháp lực bảo vệ lôi quả, tương đương với thay lôi quả chịu đựng ba kiếp. Toàn thân đường tuấn đều kết một tầng băng xương thật mỏng, nhìn giống như một người băng. Sau kiếp thủy, lại là kiếp phong. Gió hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt chém hư không, ra thì toàn thân đường tuấn đều bị cắt ra từng đường rách, máu tươi chảy ròng. Không biết qua bao lâu, kiếp phong cuối cùng kết thúc. Sau khi thay lôi quả chịu đựng ba tai họa, sắc mặt đường tuấn cũng tái nhợt đi rất nhiều vết thương trên người còn đang đổ máu. Với tu vi của anh, bất kỳ vết thương gì chỉ cần không thương tổn đến căn nguyên, đều có thể chữa trị ngay. Lúc này trạng thái này chứng minh pháp lực của anh gần như thấy đấy, không cách nào chia ra sức mạnh dư thừa để chữa trị vết thương. Nhưng cuối cùng đã trải qua ba kiếp rồi, chỉ cần nuốt lôi quả xuống, tôi đã có thể bù đắp tổn thức, hoàn toàn khôi phục sức mạnh, tạo nên lôi linh thể. Trên mặt đường Tuấn lộ ra nụ cười, đưa tay chộp về phía lôi quả, Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đường ánh sáng bạc từ hư không sau lưng Đường Tuấn thoát ra, bay về phía Lôi Quả. Ánh sáng bạc vặn vẹo, hóa thành một bóng người, lại là Tiêu Xuân Minh trước đó bị Đường Tuấn đập nát. Tiêu Xuân Minh vừa bay đi vừa nhìn về phía Đường Tuấn, đắc ý cười nói, "Ha ha ha. Cậu lại bị tôi tính kế, cậu cho rằng bản thân thật sự có thể giết chết tôi sao? Tôi muốn cảm ơn cậu thay Lôi Quả vượt qua ba tai họa khó khăn." đã giảm bớt đi một chút công sức của tôi. Có phải cậu rất không cam tâm không, đáng tiếc cậu quá ngu xuẩn, chỉ có thể bị tôi lợi dụng. Đợi tôi nuốt lôi quả vào, lập tức sẽ là của ngày rỗ của cậu. Lúc nói chuyện, tay của Tiêu Xuân Minh đã sắp chộp lên tiên thiên lôi quả, nụ cười trên mặt anh ta cũng càng thêm sáng rực. Khi ở tầng thứ 9, anh ta bị đường tuấn đập nát cơ thể, tại thời khắc cuối cùng của sinh mệnh quyết định thật nhanh, lợi dụng bí thuật bảo lưu lại một chút ý thức ẩn nấu, đi theo đường tuấn tiến vào tầng thứ 10. Tuy đường tuấn tiến vào tầng thứ 10 làm cho anh ta có chút ngoài ý muốn, nhưng không sao, thắng lợi cuối cùng là của anh ta. Ngay cả Tiêu Xuân Minh cũng cảm thấy vô cùng đắc ý với quả quyết và tính toán của mình. Đường Tuấn lúc này vô cùng suy yếu, làm sao là đối thủ của anh ta? Mưu kế buồn cười. Đúng lúc này, lời nói của Đường Tuấn bỗng nhiên vang lên bên tai anh ta chương 1960. Chờ phả hủy nốt một sợi linh hồn của Tiêu Xuân Minh, đường tuần thu về nắm đấm, trên mặt không có biến hóa gì. Từ khi bước vào tầng thứ 10, anh đã phát hiện ra linh hồn của Tiêu Xuân Minh, cho nên vẫn luôn giữ cảnh giác. Sự suy yếu ban nãy, anh chỉ giả vờ mà thôi. Tuy pháp lực của anh tiêu hao rất nhiều nhưng còn chưa đến mức độ suy yếu. Đường Tuấn quay qua nhìn về phía lôi quả kia một lần nữa. Lúc này, lôi quả đang lóe ra ánh sáng mê người, khiến người ta chỉ cần liếc mắt một cái, tâm trí đã bị hút vào, không thể thoát khỏi. Not Kai Zabi Trường Tuấn chấn động anh với vàng tinh tâm trí đường Tuấn chấn động, anh vội vàng tinh táo lại, nhẹ giọng nói, không hổ danh là bảo vật tiên thiên. Đường Tuấn giơ tay, hải lôi quả xuống. Lần này không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa, cứ thế mà lôi quả rơi vào trong tay của anh. Cầm lôi quả trong tay, anh cảm thấy có chút lạnh. Bên trong trái cây, dường như có sấm sét vô tận đang chuyển ở thành động không ngừng, biển đổi thành nhiều loại dị tượng, khiến cho người ta cảm thấy trái cây này có linh tính. Sắp, lôi quả bị hải mất, lôi thụ đang chiếm cứ hơn một nửa không gian bắt đầu thu nhỏ lại, tốc độ thu nhỏ rất nhanh, chỉ mất một lúc lôi thụ đã nhỏ lại đến mức chỉ cần hai ba người đã có thể ôm hết. Đường Tuấn kinh ngạc, xem ra lối quả này chứa đụng phấn lớn năng lượng tinh hoa của lôi thụ. Để mình xem thử tiền thiên lôi quả có thần kỳ như lời đồn không. Đường Tuấn trầm ngâm, ngoàm. Đường Tuấn cắn một miếng trên lôi quả, ngay lập tức lôi quả biến thành chất lỏng màu bạc mang theo năng lượng sấm sét tinh thuần, từ huyết hầu chảy vào trong cơ thể anh. Đúng dùng đoàn, trong cơ thể Đường Tuần vang lên từng trận tiếng sấm. Ánh sáng sấm sét bao phủ cả người anh. Đường Tuần nhanh chóng ngồi xuống khoanh chân, thu lại tâm trí, dồn hết sức vào việc luyện hóa năng lượng của lôi quả. Lúc này không gian tầng thứ 9 lôi trì đã trở nên yên mang thi chin loi tích lặng 10 phần. Đám người y thu xương thở dài nói, xem ra tiêu xuân minh đã lấy được lôi quả. Ăn của tiên xoan tinh hoạt động cao, thu thủ đoạn của tiên xuân minh thật đáng sợ, như thế rồi mà còn không chết. Bây giờ lâm lạc tây chỉ còn lại nguyên anh, anh ta khiếp sợ mà nói, nếu tiên xuân minh đã lấy được lôi quả, vậy đường tuấn kia chắc chết rồi, cậu ta chết tốt lắm. Được rồi, lực lượng phong ấn trong không gian lôi chỉ đã sắp cởi bỏ, chúng ta cũng nên đi xem không gian tầng thứ 10 trong truyền thuyết mở mang kiến thức, nhân tiện chúc mừng tiên xuân minh luôn. Y Thu Sương nhìn lối đi thông với tầng thứ 10, trong ánh mắt mang theo hâm mộ và ghen tị. Nói xong, cô ta tự mình dẫn đầu, mang theo mấy người bay về phía không gian tầng thứ 10. Rất nhanh sau đó, mấy người đã tiến vào không gian tầng thứ 10 bọn họ nhìn thấy lôi thụ mà hai ba người mới ôm hết cùng với một người đang ngồi dưới tán cây. Thân hình người này bị sấm sét bao phủ, không nhìn rõ mặt mũi. Tiêu Xuân Minh, chúc mừng anh lấy được tiên thiên lôi quả, qua một đoạn thời gian nữa, anh có cơ hội đột phá đến cảnh giới hóa thần rồi. Y Thu Sương nhìn bóng dáng kia, dù trong lòng cô ta thở dài một tiếng nhưng vẫn chân thành nói ra câu chúc mừng. Năm đó, mấy người họ cùng nhau tiến vào thần đình, Tu Vi không tranh lệch nhiều, mà bây giờ tiêu xuân minh sắp tu ăn còn cả luyện tới hóa thần cũng chưa đạt đến còn bọn họ ngay cả nửa bước hóa thần an ban pho ngay cái nửa bước hóa thần anh của lâm in tây bay lên ánh cây ết nguyên anh của lâm lạc tây bay lên ánh mắt nhìn xung quanh nói tiêu xuân minh đường tuấn đâu không phải cậu ta bị anh đánh đến mức không còn sót lại ảnh vụn nào chứ tôi còn muốn nghiền xương cậu ta thành cho nữa đám người đà di thiên nghe thế cũng gật nhẹ đầu thầm nghĩ đúng là phong cách của Tiêu Xuân Minh, đã ra tay thì không trở lại đường sống nữa. chương 1961 Ai ngờ được ngay khi Lâm Lạc Tây vừa mới nói xong, một tia sét đột một từ không trung bổ xuống, đánh đúng vào trên Nguyên Anh của Lâm Tây Lạc. Nguyên Anh vốn yếu ớt không chịu được, tia sét này lại mang theo lực lượng cuồng bạo như thế, Lâm Tây Lạc chỉ kịp kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt bị tia sét đánh vỡ vụn. Tiêu Xuân Minh, anh làm gì thế? Nghi Thu Sương nhíu máy nói, Ha ha, bóng dáng bị bao vây trong ánh sáng sấm sét phát ra một tiếng cười lạnh. Nghe thấy âm thanh này, trong lòng mấy người Y Thu, xương kêu lên một tiếng không xong, hình như đây không. Phải thanh âm của Tiêu Xuân Minh. Ở trong ánh mắt kinh hãi của đám người, tầng ánh sáng sấm sét kia dần dần giảm bớt, cuối cùng lộ ra gương mặt mà mấy người vô cùng quen thuộc. Bu, thư xương kinh âm, Đường Tuấn, mấy người Vương Hồ cũng thất thanh trong theo sung hải và phe nhiên giọng nói mang theo sự sợ hãi và ngạc nhiên cùng cực. Tại sao lại là cậu? Y Thu Sương kinh ngạc nói. Một tia sấm sét cuối cùng dung nhập vào trong cơ thể đường tuần, anh từ từ đứng dậy, nhìn mấy người, cười nói, vì sao không thể là tôi? Tiêu Xuân Minh đâu? Y Thu Sương hỏi. Đường Tuấn búng ngón tay, không chút để tâm nói, chết rồi. Mấy người Y Thu Sương như bị sét đánh, giật mình đứng tại chỗ, không nói nên lời một lúc lâu sau, Y Thu Sương nói, cậu gây ra họa lớn rồi. Trong đại sảnh nghị sự của thần đình, Hồng Hữu Châu ngồi ở trên cao, bên dưới là Lương Thiên Lam và hơn 10 vị trưởng lão. Ban nãy lôi trì rung động, lực lượng phong ấn giảm bớt, Y Thu Sương đã nhuyễn ra the đờ nói tan đảm người Y Thu Sương giã chuyển ra tin tức nói rằng Tiêu Soan Minh đã lên đến tầng thứ 10, sắp lấy được tiên thiên lối quả. Hồng Hữu Châu bình tĩnh nói. Trong lòng ông ta thở dài, vốn Hồng Nhật Linh cũng có hy vọng này, nhưng tiếc là tu vi cậu ta chưa đủ, hơn nữa không lâu trước đó, bị Đường Tuấn nói cho đến mức đạo tâm không ổn, so với Tiêu Xuân Minh thì Hồng Nhật Linh kém xa nhiều lắm. Tuy rằng trên đường xuất hiện biến số là Đường Tuấn, nhưng bằng vào mưu kế và thủ đoạn của Tiêu Xuân Minh, chắc không có vấn đề gì. Hồng Hữu Châu nói, van mấy trưởng lão bên dưới bắt đầu bàn luận, nói ai ngờ được Đường Tuấn lại mạnh như thế. Vậy mà có thể đánh bại mấy người y thu xương, ngay cả tiêu xuân minh tu vi tam thần hợp nhất cũng không phải đối thủ bị buộc dùng đến thủ đoạn cuối cùng sắc mặt lương thiên lam khế biến bà ta vốn cho rằng đường tuấn đã bị trọng thương từ tầng thứ năm thậm chí chết đi ai mà ngờ được cậu ta không hợp thói thường như vậy chẳng lẽ do cậu ta thu phục châm cài tóc lửa sấm sét của mình nếu như vậy thì có phiền toái rồi chỉ sợ châm cài tóc lửa sấm sét rơi vào trong tay của tiêu xuân minh trong lòng lương thiên lam tự nhủ Tiêu Xuân Minh là một trong mấy người thống lĩnh tự thân lựa chọn, tương lai có khả năng bị dẫn đến chiến trường thiên ngoại để tỉ thí, lần này lấy được tiên thiên lôi quả, chắc chắn Tiêu Xuân Minh sẽ tăng trưởng thật lớn thực lực của Tiêu Xuân Minh sẽ tăng trưởng thật lớn, nói không chừng thế giới man hoang chúng ta có thể lấy được thứ tự không tồi ở chiến trường thiên ngoại. Hồng Hữu Châu nói, mấy vị thống lĩnh cũng đang trở về, muốn tận mắt nhìn thấy sự rầm rộ ngàn năm không có một ngày. Bỗng nhiên sắc mặt Hồng Hữu Châu biến đổi đột ngột, Pider một tiếng răng rắc vang lên, tay vịn ghế dựa bị ông ta bóp thành mảnh nhỏ. To Gan, Hồng Hữu Châu đứng dậy, quát to một tiếng. "Xảy ra chuyện gì? Có trưởng lão hỏi." Hồng Hữu Châu nói, "Tiêu Xuân Minh bị đánh chết, Đường Tuần lấy được Tiên Thiên Lôi Quả." Chương 1962. "To Gan, người này muốn tạo phản sao? Đây là cơ duyên mà cậu ta được lấy hả?" Câu nói Hồng Hữu Châu vừa dừng, các trưởng lão nhao nhao quát lớn khiển rong thu châu, phổ, bây giờ phải làm sao? Sau khi mắng một trận, một đảm trưởng lão nhìn về phía Hồng Hữu Châu, chờ quyết định của ông ta. Hồng Hữu Châu nhìn về phương hướng lôi chỉ nói, người này nhất định phải giết chết. Cậy ta mới ăn tiên thiên lôi quả không lâu, nếu luyện hóa thành đan có thể giữ được phần lớn tinh hoa của lôi quả. Tiêu Xuân Minh đã chết, vậy chúng ta dùng một viên lôi đạn này tạo là một lôi linh thể nữa, chiến trường thiên ngoại sắp mở ra, chúng ta không thể trì hoãn nữa vậy trưởng lão hồng cảm thấy ai có tư cách dùng viên lôi đan này có người hỏi hồng nhật linh trong lòng mọi người rung động hồng nhật linh cũng là thiên tài có tư cách lấy được lôi đạn tôi đồng ý tôi đồng ý hồng hữu châu vừa lòng mà cười cười bỗng nhiên ông nhìn về phía lương thiên lam vẫn luôn yên lặng cười lạnh nói trưởng lão lương bà cảm thấy ý kiến của tôi thế nào ở vài lần hội nghị trước lương thiên lam từng nói giúp đường tuấn mấy câu hiển nhiên Hồng Hữu Châu còn chưa quên đầu. Trong lòng Lương Thiên Lam khẽ động, nhanh chóng nói kiến của trường vào Hồng, tôi rất tán thành ý kiến của trưởng lão Hồng, loại người như Đường Tuấn không để ý đến đại cục của thần đình, giữ lại cũng là tai họa, nên diệt trừ từ sớm là tốt nhất. Không có bốn đại thống linh, tương đương với việc Hồng Hữu Châu khổng chế cả hội trưởng lão. Cho dù Lương Thiên Lam còn con bài chưa lật cũng không thể vì Đường Tuấn mà trở mặt thành thù với ông ta. Rất tốt, Hồng Hữu Châu nhìn quanh một vòng, cất cao giọng nói, như vậy mời chư vị theo ta đến lôi trì, chờ khi đường Tuấn đi ra, chúng ta trước tiên bắt lấy cậu ta, luyện thành lối đan. Trưởng Lão Hồng, vậy việc khóa hồn thú bị mất thì tính đảm tương là một trường làm sao đây? Trong đám trưởng Lão, một trưởng Lão trung niên mang theo khuôn mặt yêu sầu đứng lên, đột nhiên hỏi. Mặt mấy trưởng Lão khác cũng biến đổi nhẹ, khóa hồn thú bị mất đúng là việc trọng đại vốn dĩ chủ đề hội nghị lần này là về việc khóa hồn thú bị mất hồng hữu châu nao nao do dự một lúc nói trước tiên giải quyết xong chuyện của đường tuấn rồi tính tiếp người này đột nhiên nổi lên đúng lúc khóa hồn thú bị mất sao lại có chuyện trùng hợp như thế được nói không chừng việc khóa hồn thú bị mất có liên quan đến cậu ta chờ đến lúc đó ép hỏi đồng mưu mặc kệ chuyện gì ông ta dự định cứ chụp mũ trước rồi tính sau vốn dĩ nếu tiêu xuân minh nuốt mất lôi quả Hồng Nhật Linh không hề có hy vọng người đến sau vượt người đi trước. Người này đổi thành đường Tuấn nhưng bây giờ người này đổi thành đường Tuấn, Hồng Hữu Châu cảm thấy đây là cơ hội đến. Trước khi bốn đại thống lĩnh trở về, luyện hóa đường Tuấn thành lối đan cho Hồng Nhật Linh ăn vào. Chờ đến lúc đó ván đã đóng thuyền, bốn đại thống lĩnh cũng phải chấp nhận sự thật này. Đường Tuấn, lần này mệnh lệnh của giảm thiên sử cũng không bảo vệ được cậu. Trong lòng Hồng Hữu Châu tự nhủ. Yên ngoài, vây xem N, N. thần đình, Vị trí Lôi Trì, nơi đây tiếng người ồn ào, vô số đệ tử thần đinh đứng bên ngoài, vây xem trận pháp ở trung tâm. Thử thách Lôi Trì lần này sắp kết thúc, không biết ai thể hiện tốt nhất. Liễu Ngọc Duy của Thượng Tam Tông đứng ở bên ngoài đám người, lẩm bẩm. An Thi hơi nhíu mày, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra chắc là Y Thu Sương, xếp hạng cô ấy ở trên thang trời là cao nhất. Chương 1963. Y Thu Sương có thể coi là tấm gương cho các nữ đệ tử thần đinh. An Thi cũng không tránh được có chút sùng bái cô ta. Mạc Lăng Thiên lại nói, chưa chắc, nhiều ngày nay tôi nghe người ta nói trong các đệ tử khóa trước của thần đình còn có một người là siêu cấp thiên tài, tên là Tiêu Xuân Minh. Có lẽ anh ta mới thể hiện tốt nhất. Ừ, thủ đoạn của những đệ tử khóa trước không phải là thứ được. Đường Tuấn và TH chúng ta so sánh được. Đường Tuấn và Hồng Nhật Linh khi so cùng với họ hiển nhiên kém hơn rất nhiều. Nói đến Đường Tuấn, tên kia khiến cho N, không nói đến Đường Tuấn, Tên kia khiến cho người khác không yêu, đúng là một kẻ tai họa, chuyến đi gây rối. Hồng Nhật Linh cũng tính có hy vọng, nói không chừng đột nhiên nổi lên thì sao? Mạc Lăng Thiên nói. Đúng lúc này, trong đám người truyền ra một đợt tiếng hô. Đùng đoàng. Một cột sáng từ trên trời chiếu xuống, phải bóng người hiện ra trong cột sáng. Nghi Thu Sương, Đa Di Thiền, cả Vương Hồ, Hồng Nhật Linh nữa vô số đệ tử Trần Đình chỉ trong chớp mắt đã nhận ra những bóng người ở trong cột sáng, ngạc nhiên hô thành tiếng. Nhưng ngay sau đó vẻ mặt mọi người hiện ra vẻ kinh ngạc. Biểu cảm một đám đệ tử thần đình y thu xương, đà thiên di này như chết cha chết mẹ, tâm tình rất không tốt. Xảy ra chuyện gì? Mọi người khó hiểu. Đúng lúc này lại có một bóng người theo cột sáng hạ xuống. Mấy người y thu xương vội vàng nhường ra một con đường, vẻ mặt sợ hãi sen lẫn cung kính, mấy người y thu xương là thiền chi kiêu tử sao, rất kiêu ngạo nhưng bây giờ cùng thể hiện ra loại tư thái này khi đối người khiến cho người ngoài không diện với một người khiến cho người ngoài không hiểu được sao thiên chi kiêu tử chỉ những người thiên tài có tài năng thiên phủ là con cưng của trời chẳng lẽ là tiêu xuân minh sao mấy người liễu ngọc duy nghĩ đến trong lòng càng thêm tò mò về vị thiên tài thần bi kia đó về mấy người bởi nhưng ngay sau đó vẻ mặt mấy người biến đổi bóng người trong cột sáng dần dần rõ ràng người đứng ở trước mặt đám người y thu xương hiện ra trong tầm mắt mọi người tại sao là cậu ta vẻ mặt ba người liễu ngọc duy đột nhiên biến đổi thất thanh nói bóng dáng kia đúng là đường tuấn tiêu xuân minh đâu không biết trong lòng bao nhiêu đệ tử thần đinh hiện ra câu hỏi này ngoại trừ tiêu xuân minh bọn họ cũng không nhìn thấy lâm lạc tây đâu cả đang lúc mọi người khó hiểu một tiếng quát lớn mang theo lửa giận từ chân trời vang lên. Đường Tuấn, là gan của cậu thật to, dám giết tiêu Xuân Minh. Phút phút phút, ngươi cho nây sần ban đần 47 mấy bóng người từ chân trời bay vụt đến. Hiển nhiên là mấy trưởng lão thần đình mà hồng Hữu Châu dẫn đầu, tiếng quát vừa ngừng, phần lớn các đệ tử cả kinh. Đường Tuấn giết chết tiêu Xuân Minh, sao cậu ta dám, sao cậu ta làm được. Đường Tuấn đứng dậy từ trong cột sáng, ngẩng đầu nhìn Hồng Hữu Châu nói, đúng là tôi giết Tiêu Xuân Minh, ai bảo anh ta quá yếu. Hồng Hữu Châu hừ lạnh một tiếng nói, cậu còn dám xuất khẩu cuồng ngôn sao? Cậu phải nhận xử phạt của thần đình. chương 1964 Sao xuất khẩu cuồng ngôn, lời nói ra khỏi miệng ngông cuồng, trái với lý lẽ. Khi nói chuyện, ánh mắt ông ra trở lên cực nóng. Trong mắt ông ta Đường Tuấn là một viên lôi đan sống lão già kia chỉ dựa vào ông mà cũng dám xử phạt tôi suy nghĩ trong lòng đường tuấn chuyển động ngay lập na tu tức biết được hồng hữu châu muốn làm gì sao còn có thể khách khí với ông ta xuống dưới cho tôi đường tuấn quát khẽ một tiếng bàn tay như núi khí thế rời non lấp bể mà đánh ra ngoài một tiếng ầm vang lên không chung giống như bị một trường này đập vỡ tên nhóc cuồng vọng trong mắt hồng hữu châu lộ ra vẻ ngạc nhiên bị lực lượng đường tuấn thể hiện ra làm cho ngạc nhiên. Nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, ông ta vốn là trưởng lão thứ nhất trong thần đình, thực lực hùng hậu, ngoại trừ bốn đại thống lĩnh, đâu ai dám so bì với ông ta. Càng đừng nói đến gờ khiêu khích ông ta, lúc này ra tay đường tuấn từng khiêu khích ông ta, lúc này ra tay, hồng hữu châu càng không cố kỵ Phá cho tôi. Đồng dạng, hồng hữu châu đánh ra một trường, vẻ mặt mang theo tự tin và bá đạo không ai địch nổi. Tên nhóc này muốn chết mà, thực lực trưởng lão Hồng đã đạt đến cấp thống lĩnh, cậu ta cho rằng giống với trưởng lão Hoàng từng thất bại trong tay cậu ta sao? Không ít trưởng lão thần đình cùng lộ ra vẻ mặt hèn mọn khinh thường. Trong lúc tâm tư mọi người xoay chuyển, bàn tay hai người va chạm với nhau, oanh một tiếng, như âm thanh hai tòa núi nhỏ đâm vào nhau, đinh tai nhức óc. Ha ha ha, tên nhóc nhà cậu. M trưởng lão Hồng cười to, ô thanh âm ông cười to, ông ta nghĩ cười to ông ta nghĩ đến việc đường Tuấn bị một trưởng này đánh đến trọng thương không dậy nổi. Nhưng không đợi ông ta nói nốt, thì Hồng Hữu Châu đã cảm nhận được một loại lực lượng mãnh liệt như thủy triều từ trên bàn tay đối phương truyền đến. Sắc mặt ông ta biến đổi, nửa câu phía sau bị nghẹn trở lại. Âm âm âm, lực lượng đảng sợ không ngừng đánh sâu vào, tay áo trưởng lão Hồng nổ tung, vô số mạch máu cũng theo đó mà đột một nên nứt toác. A, à, trên không trung hồng trưởng lão lùi liên tục ba bốn bước mới miễn cưỡng dừng lại được nhưng bộ dáng ông ta lúc này vô cùng chật vật tác thuốc do tội khiếu lão tặc trước đó tôi khiêu chiến ông ông không ra tay bây giờ để cho tôi đánh chết ông đi đường tuấn nghe răng cười một tiếng thân hình phóng lên trên như thiên thần đâm về phía hồng hữu châu vài vị trưởng lão giật nảy người vậy mà tên này hung hãn như thế một vài vị trưởng lão đều bị đường tuấn hung bạo giữ chân nhưng một số người vẫn phản ứng lại. Lương Thiên Lam phi thân bay tới, dừng ở trước mặt Đường Tuấn, sắc mặt lạnh lùng quát, Đường Tuấn, cậu muốn làm gì? Đồng thời, bà ta truyền âm cho Đường Tuấn, cậu có lấy được mảnh vỡ của búa sấm sét không? Đường Tuấn lật lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một chiếc châm cải tóc mang theo sức một chiếc châm cải tóc mang theo sức mạnh lửa sấm sét, chính là chiếc châm cải tóc lửa sấm sét. Bay sao một lượng đổi, nhìn thấy vậy, sắc mặt Lương Thiên Lam hơi thay đổi, truyền âm tới. Quả nhìn cậu đã lấy được mảnh vỡ của búa sấm sét, mau đưa châm cài tóc lửa sấm sét cho tôi. Bà ta đã cảm nhận được sự tồn tại của sợi phân thần của mình trong chiếc châm cài tóc lửa sấm sét. Đường Tuấn không trả lời. Vẻ tàn nhẫn lóe lên trong mắt Lương Thiên Lam, nhưng dòng ơ biểu cảm trên mặt bà ta vẫn ôn hòa, nói tôi nói thật với cậu, hôm nay Hồng Hữu Châu muốn bắt cậu luyện đan cậu mau ngoan ngoãn đưa châm cài tóc lửa sấm sét và mảnh vỡ búa sấm sét cho tôi, hào phóng giao ra tinh hoa của lôi quả mà cậu đã chiếm đoạt, tôi cũng có thể cầu tình cho cậu và cứu cậu một mạng. Bà ta hai tay chống lưng, giống như nắm thóp được đường Tuấn. chương 1965 Hãy hào phóng đưa ra tinh hoa quả lôi đi. Vẻ mặt của đường Tuấn đột nhiên trở nên u ám khi nghe những lời này. Tinh hoa lôi quả đã dung hợp với anh, cho gia tinh hoa lôi quả tương đương với việc giết chết nửa đời người, phế bỏ phần lớn cơ sở tu luyện của anh, đối với loại chuyện này, Lương Thiên Lam thật sự muốn anh rộng lượng. Đúng vậy, trình độ tu luyện của cậu quả thực rất tốt, nhưng chỉ riêng trong thần đình đã có hơn 20 trưởng lão đạt cậu làm giới hoa thần cội được một nửa cảnh giới hóa thần. Cậu làm sao có thể sánh kịp, Lương Thiên Lam mỉm cười. Chuyện này bà không cần lo lắng, Đường Tuấn lạnh lùng nói, muốn châm cài tóc lửa sấm sét, bà có thể tự mình lấy, vừa dứt lời đường tuấn lại di chuyển lao tới như sóng thần hồ đồ không ngộ ra lương thiên lam phun ra mấy chữ một luồng pháp lực hồng lưu bị đánh bay ra khỏi tay bà luồng pháp lực hồng lưu thực ra có hai màu bạc và đỏ hồng lưu như cột cố gắng chặn đường tuấn nó trưởng lão khảo nhìn thấy điều này và khi những trưởng lão khác nhìn thấy điều này vẻ mặt của họ đột một thay đổi nói đây là hai loại quy luật hình thành hồng lưu không ngờ trưởng lão lương ẩn sâu như vậy hai loại quy luật, đây là cảnh giới mà ngay cả trưởng lão hồng cũng chưa đạt tới. Không, trong hai loại quy luật chỉ có quy luật hệ lửa là hoàn chỉnh, còn quy luật hệ sấm sét vẫn còn thiếu một chút chân ý. Ngay cả hồng hiếu châu cũng khẽ cao mày, trong đôi mắt lướt qua một tia sát khí. Ý định giết người, để nhanh chóng bắt được đường tuấn. Quả nhiên lương bốn con đi chủ tài của mình quần bởi thiên lam đã đưa ra con át chủ bài của mình để lấy chiếc châm cài tóc lửa sấm sét Lôi thần thương, ngay lúc dòng pháp lực sắp đánh vào người đường Tuấn. Đường Tuấn gầm nhẹ một tiếng, trong tay lóe lên một tia sấm. Xét, một bổ, dòng năng lượng bị chia cắt. Lôi mang vô hiệu hóa liên tục, xì xì một tiếng, xuyên qua vai lương thiên lam. Một sức lực kinh khủng bắn ra, ghim lương thiên lam vào khoảng không. Trinh, ca bước hoa thăm luông thiên ca, pháp tác chi lực, cậu vậy mà lĩnh ngộ được pháp tác chi lực, đã tới nửa bước hóa thần. Lương thiên lam phun ra một ngụm máu, hoàn toàn không thể tin được. Đường Tuấn nhìn chăm chú vào những trưởng lão, nói cùng nhau đi. Nếu tính về cảnh giới, anh hiểu được quy luật của hệ sấm sét, quả thực có thể coi là nửa bước hóa thần. Nhưng anh không chỉ đang tu luyện một loại công pháp hệ sấm, còn có 98 loại công pháp vẫn đang trong quá trình ngưng tụ. Sau khi nuốt lấy lôi quả, anh cảm nhận được chân ý bẩm sinh, đồng thời hiểu được những siêu năng lực khác cũng bước vào cảnh giới hoàn mỹ, tiếp cận pháp tắc phương hướng. Hồng, trưởng lão hồng lúc này những trưởng lão khác cũng không dám động nhẹ đến tháng đệ tử đã đạt đến một nửa cảnh giới hóa thần có thể là trưởng lão thân phận ngang hàng với bọn họ sắc mặt hồng hữu châu càng thêm ảm đạm trợn tròn mắt nói với đường tuấn đường tuấn chúc mừng cậu đã đột phá được nửa bước hóa thần chờ án lệnh lam thiên sứ cậu cũng là trưởng lão có thân phận tương đương với chúng ta huy tuy nhiên là trưởng lão ngoài việc đại được cảnh giới tuy nhiên là trưởng lão ngoài việc đạt được cảnh giới tu luyện, cậu còn phải có tinh thần cống hiến cho thần đình. Tiên thiên lôi quả vốn ban đầu không phải chuẩn bị cho cậu, nhưng nếu có được tiên thiên lôi quả, chứng tỏ cậu có cơ duyên. Tôi sẽ không tinh chế cậu thành đan, nhưng cậu phải hiến một nửa máu của mình, để chúng ta nghiên cứu luyện đan, đồng thời cậu đưa ra bảo vật có thể vượt qua lỗi trì mà không bị thương giao cho thần đình. Bảo vật này liên quan đến thứ tiếp theo thuộc về lôi quả, nhất định phải giao ra chương 1966, tụ lý càn khôn. Đương nhiên, việc này sẽ gây ra một số tổn thất cho việc tu luyện của cậu. Chúng tôi sẽ bồi thường tương xứng cho cậu, các đệ tử của thần đình cũng sẽ ghi nhớ tấm lòng hảo tâm của cậu. Một vài câu nói của Hồng Hữu Châu đã làm dậy sóng vạn tầng, nhất là khi họ biết Đường Tuấn bị thương do bảo vật lôi trì xuyên không, ánh mắt của vô số đệ tử thần đình đột nhiên thay đổi khi nhìn anh. Vốn dĩ bọn họ coi Đường Tuấn là thiên tài nhưng bây giờ biết anh lấy được lôi quả bằng ngoại vật, trong lòng đột nhiên cảm thấy ghen tị cùng hận. Có bảo vật như vậy, quả thực nên giao ra. Nếu có được loại bảo vật này, tôi nhất định sẽ giao cho mọi người cùng có lợi. Tôi còn tưởng rằng anh ta thiên tài hơn Tiêu Xuân Minh, không ngờ chỉ là một tên này cũng chỉ là hư danh mà thôi. Giao bảo vật ra. Yêu có bao nhiêu danh bản luôn xin xăm không biết có bao nhiêu đệ tử bàn luận xì sầm, cuối cùng phần lớn đệ tử hung ác nhìn Đường Tuấn, như muốn ăn thịt anh. Hồng Hữu Châu mỉm cười hài lòng, thứ ông ta muốn chính là loại tác dụng này. Đường Tuấn thì sao, hiến một nửa máu sẽ không tổn hại đến gốc rễ của cậu, chỉ cần tu luyện một thời gian. Hồng Hữu Châu búng ngón tay, trong lòng nói, Đường Tuấn, Đường Tuấn, bây giờ cậu đã trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Xem cậu ứng đối như thế nào. Đường Tuấn lạnh lùng liếc nhìn mọi người nói, một đám phế vật. Của anh vô động, bia vạn giới khi suy nghĩ của anh vừa động, bia vạn giới hiện lên trên đỉnh đầu anh, vô số sấm sét nổ vang, rất nhiều cột sấm sét từ trên trời sụp đổ, giống như mưa xuống biển. Ram ram ram, tiếng rung chuyển không dứt giữa đất trời. Vô số đệ tử bị cảnh tượng này làm cho hoảng sợ, há to miệng không dám nói lời nào. Đường Tuấn lại nhìn Hồng Hữu Châu bằng ánh mắt lạnh lão đạo tặc, chất ra lùng, nói, lão đạo tặc, chết đi. Trên bầu trời, bia vạn giới đánh xuống Hồng Hữu Châu ăn tay giữa hồng hải chơi trống lên trên lòng bàn tay của hồng hữu châu hướng lên trên cố gắng chống chọi với bia vạn giới nhưng cảnh giới của đường tuấn lúc này không còn thua kém ông ta hơn nữa thực lực còn vượt trội hơn ông chỉ chặn lại trong chốc lát hai tay của hồng hữu châu đã bị sức lực kinh khủng làm cho tan nát ngay khi bia vạn giới sắp đập vào ngực hồng hữu châu từ xa truyền đến một tiếng hét dừng tay giọng nói này mang theo một cỗ sức lực mạnh mẽ thậm chí còn có thể ngăn cản bia vạn thể đang muốn rơi xuống trong chốc lát. Lợi dụng thời điểm này, Hồng Hữu Châu đã trốn thoát khỏi bia vạn giới. Ba bóng người xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, ngành đờ mết có một trong số họ là thống lĩnh thiên hào. Vị thống linh đại nhân, bái kiến ba vị thống lĩnh đại nhân, nhìn thấy ba người, các trưởng lão của Hồng Hữu Châu Lập. Tức cung kinh nói, ba người này hóa ra là thống lĩnh của phương Bắc, phương Nam và phương Đông của thần đình. Thiên hào, xem ra chúng ta đã lâu không xuất hiện, vậy mà lại xuất hiện một vài đệ tử không tô ích. Thống lĩnh bên trái hành tiền mặc quần áo Nga Thiên Hào, một thanh niên mặc quần áo hoa văn nước cười nói. Ta ba đối mặt trông anh ta chưa đầy 30 tuổi, nhưng đôi mắt rất sâu, như đã trải qua những thăng trầm của cuộc đời. Nhưng Tiêu Xuân Minh thực sự đã chết trong lôi trì, điều này có chút ngoài dự đoán của chúng tôi. Một người phụ nữ trung niên ở bên phải Thiên Hào nói chương 1967 không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ta. Thiên hào, anh muốn làm gì vậy? Đúng lúc này, lại là một tiếng quát truyền đến. Một bóng dáng to lớn mạnh mẽ xuất hiện trước mặt mọi người, tay cầm một cây thần thương, trong mắt thần quang trong veo, bảo vệ trước người đường tuấn. Không phải ai khác, chính là thống lĩnh phương Tây Bạch Thụy Du. Thiên hào thấy thế, ánh mắt âm trầm đến mức có thể nhỏ giọt ra nước nhìn trầm trầm Bạch Thụy Du, nói anh muốn giúp cậu ta, thần thương bạch thụy du quét ngang nói ai khỏe mạnh nhất người đó sống sót mạnh thắng yếu thua đây không phải là quy luật các người tin tưởng sao đường tuấn có được lôi quả giết tiêu xuân minh cũng không có vi phạm quy tắc thần đình lại bị đối đãi như thế các người mang tâm tư gì cho rằng tôi không biết sao không phải là muốn đạt được tinh chất lôi quả tu vi tiến thêm một bước nữa sao bạch thụy du anh bị vạch trần suy nghĩ trong lòng sắc mặt thiên hào lại khó coi vài phần lên thanh niên mặc áo gấm hoa văn nước nhíu mày mắt lộ ra hung quang giết một tiếng quát đồng thời vang từ miệng ba vị thống lĩnh cấp cao phát ra ba người khí thế ngút trời mỗi một đạo khí thế đều cường đại hơn hồng hữu châu gấp mấy lần đường tuấn cũng hơi đổi sắc vừa rồi giao đấu anh đã có thể đánh giá ra thực lực của thiên hào so với mình chỉ yếu một chút hai vị thống lĩnh khác cũng sẽ không thua kém bao nhiêu lúc này ba người liên thủ cho dù là anh cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt Bạch Thụy Du cũng chỉ đạt được nửa bước của cảnh giới hóa thần, có thể tiếp chiêu được sao? Một thương cách Sơn hải. Thương của Bạch Thụy Du quét ngang, hóa thành một đạo thủy triều như lụa. Bùm bùm bùm. Ba vị thống lĩnh đồng thời rút lui, ngược trào ra đoàn huyết hoa, trên mặt đều hiện ra thần sắc sợ hãi. Bạch Thụy Du, anh đã đột phá một bước kia rồi. Bạch Thụy Du dung thần thương, nói, đúng vậy, tôi đã ngộ ra thông suốt bí mật hóa thần, trong vòng 3 năm, tôi nhất định đột phá hóa thần. Lúc nói chuyện, tinh thần hắn rời khỏi thân thể, trong ý niệm dường như có một thế giới được sinh ra và hủy diệt, kỳ quái, vô cùng huyền bí. Nhất niệm sinh ra thế giới, ngàn vạn hóa thần. Đây là dấu hiệu của cảnh giới hóa thần. Ba người thiên hào thấy thế, càng hoảng sợ không nói gì. Ba người ông tìm hiểu mấy trăm năm, đều bị ngăn ở một bước này. Đừng nói bọn họ, toàn bộ thế giới man hoang, nửa bước cảnh giới hóa thần sợ có tiếp cận trăm người nhưng có thể bước qua một bước này chỉ có hai ba người và bây giờ bạch thụy du đã làm được còn muốn đến nữa không bạch thụy du nhìn vào đám đông ánh mắt sắc bén đảo qua tam đại thống lĩnh còn có một đám trưởng lão hồng hữu châu không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ta đúng lúc này một sự ép buộc khủng khiếp từ sâu trong thần đình tràn ngập ra ngay sau đó là một thanh âm lơ lửng bất định đủ rồi chương 1968, việc này trách không được anh Bạch. Thái thượng trưởng lão, tôi, Bạch Thụy Du cũng lộ vẻ xúc động. Anh ta tuy rằng đã ngộ thông tầng kia, nhưng còn cần 3 năm mới có thể chân chính đột phá. Mà thái thượng trưởng lão trước mắt lại là cảnh giới hóa thần chân chính. Im lặng lại, một tiếng quát lớn vang lên. Thất khiếu của xương trắng đồng thời chảy máu tươi. Đây là một hình phạt nhỏ cho bạn, thái thượng trưởng lão lạnh lùng nói. Ông nhìn về phía đường Tuấn, trầm giọng nói, bản lĩnh của cậu không tệ. Có thể đánh bại tiêu Xuân Minh, đạt được lôi quả, mặc dù có sức mạnh pháp bảo, nhưng cũng có vài phần thiên phú. Vốn cậu đột phá nửa bước hóa thần, có tư cách xếp vào hàng trưởng lão, nhưng sát tâm của cậu quá nặng, thời gian gia nhập thần đình lại ngắn, tạm thời không thích hợp trước trưởng lão. Vừa mới tốt biển tinh tú phát sinh náo loạn, tùy thuộc vào việc cậu dẫn người đi chấn áp bạo loạn, sau khi nhiệm vụ hoàn thành xong, sẽ thăng cho cậu làm trưởng lão. Hai cột mốc danh giới này có thể xuyên qua không gian lôi trì, không phải cậu có thể khống chế, nhất định phải giao cho thần đình. Thái thượng trưởng lão trong nháy mắt ong ong một tiếng biến ra hai cột mốc danh giới, sau đó liền rơi vào trong tay ông. Được rồi, đó là cách nó xảy ra, tất cả mọi người không được phản đối nữa. Thái thượng trưởng lão nói một câu, liền biến mất. Mọi người trong nhất thời thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Thụy Du cùng Đường Tuấn mang theo một tia cười nhạo. Bạch Thụy Du trong lòng thở dài, vỗ vỗ bả vai Đường Tuấn, nói, xin lỗi. Đường Tuấn lắc đầu, nói, việc này trách không được anh Bạch. Thái thượng trưởng lão này hiển nhiên là có định ý đối với hai người bọn họ, nếu như không phải cố kỵ Bạch Thụy Du đã khám phá tầng kia, chỉ sợ sẽ càng làm càng thêm quá đáng hơn. Bia vạn giới cực khổ hy sinh bị cướp mất, Đường Tuấn phẫn nộ hơn ai hết nhưng anh không thể không thừa nhận, vị thái thượng trưởng lão này thực lực quá đáng sợ, có thể tùy thời giết chết anh. Thiên Hào và Hồng Hiếu Châu bay tới, trên mặt hai người đều mang theo ý cười, nói, biển tinh tú động loạn đã phát sinh một thời gian, đường tuấn tốt nhất cậu nên nắm chặt một chút, tốt nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ trong vòng trăm năm. Biển tinh tú động loạn, luôn luôn là chiến tranh lâu dài, trong vòng trăm năm hoàn thành nhiệm vụ đều xem như là nhanh. Nhiệm vụ này của Thái Thượng Trưởng Lão tương đương với việc lưu đày đường tuấn, hơn nữa còn vĩnh viễn. Thái thượng trưởng lão thật sự là anh minh, loại người này nên lưu lạc. Tốt nhất là chết trong biển tinh tú đi, tránh cho trở về gây tai họa cho thần đình. Không ít đệ tử cũng nghị luận sôi nổi, hành động trước đó của Đường Tuấn đã chọc giận bọn họ. Hồng Hữu Châu cười lạnh một tiếng, đưa Hồng Nhật Linh rời đi, truyền đến giọng nói, "Hy vọng ông còn sống trở về, tôi sẽ để lại một vị trí trưởng lão cho ông." Ha ha ha. Chương 1969, tôi sẽ giết người kia. Đường Tuấn đột nhiên hỏi, vị thái thượng trưởng lão vừa rồi là ai? Ông ta không phải người ở Man Hoang Thành, nếu biển tinh tú không xảy ra hỗn loạn thì đã không có liên quan gì đến ông ta, nhưng bia vạn giới khổ cực tế luyện đã bị cướp, đây là lần đầu tiên mà thứ anh khổ công luyện ra bị cướp mất. Bạch Thụy Du liền giật mình, cảnh cáo cậu đừng làm chuyện điên rồ. Cho dù tôi nhập hóa thần cũng không phải đối thủ của thái thượng trưởng lão cậu chỉ mới nửa bước hóa thần, tranh lệch rất lớn, nếu dùng sức thật sự, chỉ có thể rơi vào tình thế kiến càng đòi lay ngã cây đấy. Tôi biết, Đường Tuấn gật đầu, nhìn không ra sắc mặt, nói tôi chỉ muốn biết ông ta rốt cuộc là ai. Bạch Thụy Du trầm xuống, nói, danh xưng hóa thần không hề dễ biết, nếu không sẽ bị cảm ứng được, tôi chỉ có thể nói vị thái thượng trưởng lão đó họ chi. Đường Tuấn gật đầu, xem như ghi nhớ. Cậu tuân mệnh đi chấn áp hỗn loạn của biển tinh tú, Thần đình hẳn sẽ sắp xếp cho cậu một quân đội. Trong khoảng thời gian này cậu nhanh chóng tập hợp sức mạnh, sau đó thì xuất phát. Dù biển tinh tú hỗn loạn vô cùng, ẩn giấu vô số nguy hiểm, nhưng sẽ có một chút kỳ ngộ. Bạch Thụy Du thấp giọng nói, đừng làm chuyện điên rồ. Quy lực của Thái thượng không phải là thứ cậu có thể tưởng tượng được. Nói xong những lời này, anh ta cũng rời đi. Biển tinh tú hỗn loạn, vùng lân cận thành man hoang cũng bị rung chuyển, anh nhất định phải nhanh chóng trở về. Đường Tuấn liếc mắt nhìn chỗ Thái Thượng vừa mới rời đi, biển tinh tú hỗn loạn, chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Anh phải mau đến xem Thần Đình sắp xếp cho anh quân đội như thế nào. Chỗ sâu nhất của Thần Đình có một hồ nước rộng lớn như biển. Một ông lão đầu đội cao quan, áo dài bay phấp phới ngồi trên mặt hồ. Người này chính là chỉ Thái Thượng trưởng lão đã cướp đi bia vạn giới. Trong tay Thái Thượng trưởng lão, bia vạn giới thu nhỏ thành một tia sáng cỡ nắm tay, đang không ngừng chìm nổi, khẽ chấn động. Bảo bối cũng không tệ, sức mạnh sống cùng bản nguyên của không gian lôi trì, khó trách có thể xuyên qua lôi trì." Thái thượng trưởng lão nói nhỏ. "Ông ta cũng không biết, bia vạn giới là năng lượng do Đường Tuấn sinh ra sau khi tiếp xúc với mảnh vỡ của búa sấm sét, Đường Tuấn có thể xuyên qua lôi trì, nhưng không phải là ỷ vào bia vạn giới." Mặt hồ bỗng nhiên phun trào. Một thanh niên xuất hiện. Vậy mà dung mạo người này không khác Tiêu Xuân Minh một chút nào. Thái thượng trưởng lão ném bia vạn giới trong tay cho người kia, nói cậu là song sinh của Tiêu Xuân Minh à, tôi bí mật bồi dưỡng cậu, vốn muốn làm cậu liên thủ cùng với Tiêu Xuân Minh, đi thiên ngoại chiến trường giao đấu với cường giả, đoạt lại một chút không gian chi lực cho ta. Bây giờ Tiêu Xuân Minh đã chết, tôi sẽ giết người kia, thanh niên kiên quyết nói. chương 1970 cuối cùng, chỉ còn lại 6 người. Lúc này, đường Tuấn đi tới quân doanh, đây là chỗ huấn luyện quân đội thần đình. Người quản quân doanh là một vị trưởng lão nửa bước hóa thần, nhìn thấy Đường Tuấn thì biết rõ ý đồ đến đây của anh. Ông ta ném một cái lệnh phù cho Đường Tuấn, trên mặt mang một loại biểu tình kỳ quái, nói: "Giao cho cậu quân doanh thứ 50." Đường Tuấn dựa vào nét mặt bên trong của ông ta thì lập tức nhận ra âm mưu. Quân doanh thứ 50. Một đám nam nữ tản ra ngồi khắp nơi, đang thảo luận một vài chuyện. Đội chúng ta được điều đi trấn áp biển tinh thú hỗn loạn lần này tất cả mọi người xong đời rồi. Một người cao lớn sầu mi buồn bã kể khổ. Trong quân doanh có 50 quân đội, chúng ta xếp ở cuối cùng, phần lớn người đều chỉ đạt tới nguyên anh cảnh sơ kỳ, trung kỳ đều là cao thủ. Lần trước chân áp biển tinh tú hỗn loạn, 10 quân đội xếp trước đã đi hết ba đội, cuối cùng cũng thiệt hại một phần 3 quân lực. Có thể suy ra chuyện này nguy hiểm cỡ nào, sao lại cho chúng ta đi nhỉ? Ha ha, còn không phải do doanh trưởng mới của chúng ta gây ra à? Ý có trước thực lực, làm bừa làm bậy ở thần đình, bây giờ ngay cả chúng ta đều gặp nạn theo. Một người cao lớn phàn nàn, vốn quân đội chúng ta có 100 người, sau chuyện này, bây giờ chỉ còn lại không tới 20. Cái này đều là công lao của trưởng quản chưa gặp mặt kia. Anh ta nói chuyện làm cho người ta không thoải mái, nhưng không có người phản bác. Nếu không thì chúng ta cũng rời đi thôi, bỗng nhiên có người đề nghị. Cũng được, nhưng tên kia trở thành trưởng đoàn, ý tưởng này không tệ nhưng mà doanh trưởng cũ đi chúng ta muốn đi cần doanh trưởng mới đồng ý tôi sợ anh ta sẽ không đồng ý không tôi đồng ý bây giờ các người có thể đi đúng lúc này một thanh âm truyền vào quân doanh sau đó một mình đi vào quân doanh chính là đường tuấn đường tuấn một mắt nhìn mấy người nói người nào muốn rời đi bây giờ có thể đi ánh mắt của mấy người cao lớn kia tỏa sáng thật sao đường tuấn gật đầu các anh em, doanh trưởng đại nhân đã lên tiếng, vậy chúng ta đi." Giọng nói to lớn mang theo sự mỉa mai. Lập tức, có gần 10 người đứng lên, đi đến phía bên ngoài sân. Cuối cùng, chỉ còn lại 6 người. Không phải bọn họ không muốn rời đi, mà là tu vi của bọn họ quá thấp, chỉ có nguyên anh cảnh sơ kỳ. Rời đi quân doanh 50, sợ là không có bất kỳ đội ngũ nào muốn thu lưu bọn họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền Chương 1971, doanh trưởng, đây là thật sao? Anh, không cần an ủi chúng tôi, tiến vào thần đình, chúng tôi đã từng nghĩ đến một ngày như vậy. Thứ chúng tôi học là công pháp ở đẳng cấp thấp nhất, thần thông kém nhất, đi biển tinh tú, chỉ e là tới cây súng cũng không bằng. Những người này khuôn mặt ai cũng đều sầu khổ. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, những người này ngược lại là tự biết mình. Bọn họ tu tập công pháp thần thông đúng là kém nhất dùng điểm công lao trong quân doanh để đổi bí tịch, tu vi kém, kiếm lấy điểm công lao cũng chậm. Nếu đã như vậy, tôi sẽ truyền công pháp và thần thông cho các người. Đường Tuấn Hạ giọng nói. Cái gì, đám người vẻ u sầu răng đầy trên mặt hiện ra kinh hãi. Tôi không nghe nhầm chứ. Lúc này sáu binh sĩ rơi vào trạng thái khiếp sợ, không thể tin được. Bí tịch thần thông cùng công pháp, cho dù là ở bất kỳ môn phái nào đều rất tư mật, không thể khinh truyền. Ngay cả ở thần đình, muốn có được bí tịch cũng phải dùng điểm công lao để đổi. Dĩ nhiên là sự thật, Đường Tuấn mỉm cười nói. Sau khi ăn tiên thiên lôi quả, 99 chữ cổ trong thức hải của anh càng ngày càng rõ hơn, mỗi thời mỗi khác trong lòng đều đối với cảm ngộ thiên địa đại đạo dạo dực, những chữ cổ này giống như nguồn của tất cả đạo Pháp. Những thứ cảm ngộ này, lấy đại một đoạn thôi cũng không phải bí tịch tầm thường, có thể làm nhiều người tu hành tranh đoạt. Chữ cổ, chính là thần kỳ ở chỗ này lúc nói chuyện, ngón tay anh chỉ một cái, một đạo quang hoa bắn vào mi tâm của một binh sĩ. Đầu tiên người lính kia sửng sốt một chút, sau đó lộ ra dáng vẻ mừng như điên trên mặt. Anh ta cảm thấy bên trong thức hải có một âm thanh vang lên, giống như mang theo ma lực, làm anh ta không nhịn được thực hiện theo phương thức trong âm thanh vận chuyển pháp lực. Pháp luật vận chuyển, một âm thanh đùng đùng vang lên trong cơ thể binh sĩ, ám thương tích lũy từ những trận chiến đấu chém giết quanh năm trong nháy mắt đều lành lại, xương cốt toàn thân cùng huyệt khiếu phóng thích quang hoa nhàn nhạt, nhạt, pháp lực càng trở nên tinh thuần hùng hậu. Bang! Một tiếng vang trầm. Cảnh giới của tên lính này đột phá, từ nguyên anh cảnh sơ kỳ bước vào nguyên anh cảnh trung kỳ. Quang hoa dần dần biến mất, trên mặt binh sĩ lộ ra biểu cảm chấn kinh, lầm bẩm nói, đây là có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh tột cùng công pháp hoàn chỉnh còn có thất phối thần thông. Cái này, cái này. Những binh sĩ khác đối diện nhìn nhau, biểu cảm chấn kinh rõ ràng. Thần đình phải dùng điểm công lao có ích đổi công pháp, đều đổi theo cảnh giới. Bây giờ không ngờ Đường Tuấn lại truyền thụ chọn thiên công pháp, đã giảm bớt đi khổ công và thời gian của bọn họ. Doanh trưởng, đây là thật sao? Có binh sĩ hỏi. Đường Tuấn nói thật, đi theo tôi, tôi không thể chắc chắn các người có thể sống sót trong động loạn, nhưng thần thông công pháp thì tôi có thể cung cấp. Chương 1972 mấy người cực kỳ hoảng sợ. Năm binh sĩ còn lại đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, Đồng Thanh nói. Tốt, Đương Tuấn cười nói. Trong lúc nhất thời, đội quân thứ 50 trong quân doanh cảnh giới đột phá tiếng hoan hô và tiếng vang ăn mừng phát ra không ngừng. Nửa ngày sau, mười mấy người ở quân doanh 50 cùng rời đi vừa rồi vẻ mặt đang tràn đầy đắc ý, một đoàn người hướng đến nơi ở của quân doanh 50. Ha ha ha, không ngờ doanh trưởng mới lại đần như vậy, thế mà thật sự đồng ý may anh ta đã đồng ý, tôi chuẩn bị kế hoạch ngày mai đi tham gia dự bị của quân doanh 49, chỉ cần thông qua được khảo thí thì sẽ có được công pháp tu luyện nguyên anh cảnh hậu kỳ. chúng ta đây là trong hỏa có phúc, không biết bọn họ ở lại sẽ thế nào. tu vi mấy người bọn họ nằm hàng chót ở quân doanh 50, lúc nào cũng không có nhiều tài nguyên, ngay cả công pháp luyện tới nguyên anh cảnh trung kỳ cũng không có. đợi lát nữa chúng ta đi thuyết phục một chút, để bọn họ cũng rời đi quân doanh 50. Dù thực lực của bọn họ không thể thông qua khảo thí, nhưng làm việc sai vặt ở quân doanh 49 thì vẫn có thể. Dù sao so với việc đi theo vị doanh trưởng mới kia chịu chết vẫn tốt hơn. Mấy người họ vừa đến quân doanh 50, vừa nói chuyện phiếm. Lần này bọn họ trở về là muốn mấy người kia rời đi, làm Đường Tuấn trở thành doanh trưởng độc nhất trong lịch sử quân doanh thần đình. Bọn họ tới gần quân doanh 50, chợt nghe từng đợt âm thanh hoan hô, phảng phất muốn bay lên trời sắc mặt của mấy người cao lớn khe biến, chẳng lẽ bọn họ bị ép đến điên rồi sao? Lúc nói chuyện, bọn họ tiến vào quân doanh 50, tiếp đó sừng sốt. Chỉ thấy quân doanh 50 lớn như vậy, chỉ có 6 người đang so thí luận bàn. Khí tức mỗi người đều đạt đến nguyên anh cảnh trung kỳ, nắm đấm rực sáng trong không trung, đủ loại thần thông tầng tầng lớp lớp, trông vô cùng bất phàm. Đó là vương cầu đản sao, tại sao khí tức lại cường đại như vậy? Không phải họ kẹt ở nguyên anh cảnh sơ kỳ sắp 20 năm rồi sao, quân y cũng nói họ bị ám thương quá nhiều, cần phải dùng thiên tài địa bảo phạt mau tài tủy, nếu không cảnh giới không có khả năng đột phá. Với lại mấy người bọn họ, không phải công pháp tu luyện đã cố sao? Tại sao lại có uy năng đáng sợ như vậy? Mấy người cực kỳ hoảng sợ, nhìn lẫn nhau. Sáu người vương cầu đàn cũng nhìn thấy mấy người cao lớn, dừng tỉ thí lại, đi tới các người đã không phải người của quân doanh 50 xin các người rời đi. Vương cầu đản, cậu nói cái gì, cậu muốn đuổi tôi đi. Người cao lớn nhíu mày, nói, đã quên trước đó ông đây đã giáo huấn cậu thế nào rồi sao? Người cao lớn có tu vi không tệ ở quân doanh 50, ngày thường bắt nạt vương cầu đản bọn họ không ít. Vương cầu đản sầm mặt lại, nói, doanh trưởng nói, ở đây không chào đón các ngươi. Láo tuét, trường 1973, tôi tới nhận binh khí của quân doanh 50 nhưng mà anh ta mới ra quyền đã cảm thấy hoa mắt một bàn tay với tốc độ cực nhanh đánh vào trên mặt của anh ta không kịp phản ứng trên mặt tên cao lớn xuất hiện một dấu đỏ hình bàn tay liền lùi lại mấy bước khí tức bất ổn còn muốn nhào vô nữa không vương cầu đản ngang nhiên đứng đó phía sau anh ta là năm người đồng thời phóng thích khí tức như sóng chiều ép tới mười mấy tên cao lớn lui về sau mấy bước không thể nào tên cao lớn không thể tin được loại vương cầu đản này nằm hạng chót ở quân doanh 50, thế mà đánh lại anh ta. Đến cùng là xảy ra chuyện gì, công pháp cùng thần thông của bọn họ đều không giống lúc trước. Có người nói, vương cầu đản hơi lườm bọn họ, nói, doanh trưởng đại nhân truyền thụ cho chúng ta công pháp và thần thông hoàn chỉnh, có thể tu luyện đến nguyên anh cảnh đỉnh phong. Mấy người lần nữa khẽ giật mình, sao thế được? Doanh trưởng đại nhân khí phách như thế nào làm sao các người có thể đoán được? Vương cầu đản nói chúng tôi còn có thể gia nhập vào quân doanh 50 không? Có người động lòng, hỏi, cùng lắm thì nhận được công pháp thần thông, sau đó tiếp tục rời khỏi thôi. Vương cầu đản nói, bất luận kẻ nào chỉ cần thông qua khảo thí thì đều có cơ hội gia nhập vào quân doanh 50. Sắc mặt mấy người cao lớn vui mừng, nhưng câu nói tiếp theo của vương cầu đản làm lòng bọn họ như cho nguội. Doanh trưởng nói, trừ bọn anh ra. Vương cầu đản nói, dựa vào cái gì chứ? Tên cao lớn nói, nhưng khi hỏi ra lời anh ta biết rõ đã sai rồi bọn họ đã quyết rời khỏi quân doanh năm mươi sao đường tuấn có thể để bọn họ trở lại như trước được nhìn mấy người vương cầu đản giống như thoát thai hoán cốt trong lòng mọi người nồng nặc hối hận những chuyện nhỏ nhặt này đường tuấn dĩ nhiên không biết lúc này anh đang đi tới binh khí các ở thần đình thần thông công pháp anh có thể ban cho nhưng binh khí anh lại không có thời gian đi luyện chế tôi tới nhận binh khí của quân doanh năm mươi Đường Tuấn tiến vào binh khí khác, nói với một binh sĩ đứng ở cửa. chương 1974 Các loại binh khí pháp bảo xếp thành một hàng bên trong gian hàng binh khí, bảo quang chiếu ra rất đẹp mắt. Lúc này hồ trưởng lão đang phụ trách gian hàng binh khí cùng một thanh niên có dáng vẻ công tử. Thân hình thanh niên cao mất có khí chất khiến người ta sợ sệt, giữa hai hàng lông mày còn mang theo vẻ ngạo nghễ. Cậu Trinh, những thứ này đều là trang bị phải chia cho các tiểu đoàn, Tuy rằng là bảo khí nhưng luyện ra đều rất thô giáp, không phải là vật phẩm quý giá gì, cậu muốn thứ gì thì cứ xê lấy là được. Hồ trưởng lão cười ninh nói việc lấy là được, hồ trưởng lão cười nịnh nói, Ưng, cảnh giới của thanh niên đó là nửa bước hóa thần, không kém gã bao nhiêu. Nhưng huyền tôn của thanh niên đó chính là cảnh giới hóa thần chân chính, không lâu trước đó còn uy nghiêm ra tay với thái thượng trưởng lão của thần đình. Dựa vào thân phận này, cậu trình đó đáng để hồ trưởng lão liều mạng nịnh bợ đừng nói là những bảo khí này cho dù cậu trình lấy hết gian hàng binh khí thì gã cũng sẽ ở bên cạnh vỗ tay. Thanh niên khinh thường nhìn thoáng qua binh khôi rực rỡ muôn màu, cười nhạo nói chi là mấy thứ hàng kém cỏi, có cái gì lọt được vào mắt tôi chứ. Lần này tôi tới là vì Huyền Tôn bảo tôi tiếp nhận đệ nhất quân doanh, nên tôi đến lấy một ít binh khí pháp bảo chia cho thuộc hạ để lấy lòng. Hồ trưởng lão nghe vậy sắc mặt khẽ thay, đệ nhất quân doanh chính là một trong đội mấy tiểu đội lợi hại nhất thần đình dường như đều là cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ, cảnh giới Nguyên Anh đỉnh phong cũng có không ít. Không biết vị trí tiểu đoàn trưởng đã có bao nhiêu người giành giật đến vỡ đầu, nhưng đối với thái thượng trưởng lão kia đó chỉ là chuyện một câu nói. Chúc mừng cậu Trình, hành động lần này của thái thượng trưởng lão là muốn mở đường cho cậu. Chỉ cần cậu có thể tạo ra được ít chiến tích trong nhiệm kỳ thì 3 năm sau thống lĩnh Bạch Thụy Du rút lui khỏi chức vị thống lĩnh phương Tây, cậu sẽ có cơ hội trở thành thống lĩnh phương Tây mới. Tâm tử tê hồ trưởng lão vừa chuyển, lập tức biết dụng ý của Thái thượng trưởng lão. Cậu Trình mỉm cười mang theo sự tự tin nói, đương nhiên, ai dám tranh với tôi chứ? Tôi muốn hết những binh khí này." Cậu Trình chỉ vào một phòng binh khí, trong lòng khẽ động, nói, "Bố trí trang bị binh khí của tiểu đoàn 50 cho tôi, tôi muốn mang đi." Hồ trưởng lão khẽ nhíu mày nói, "Cậu Trình, cái này có chút không hợp quy củ cho lắm." Cậu Trình hừ lạnh một tiếng, nói, "Tiểu đoàn 50 chính là tiểu đoàn pháo, dù sao cũng phải chết." còn lãng phí những binh khí vất vả mới luyện thành đó làm gì? Hồ trưởng lão thấy giọng điệu cậu trình in dần, vội vàng gật đầu đồng lạnh. Lúc này bên ngoài bỗng nhiên rung động, hồ trưởng lão nắm trong tay đại trận của gian hàng binh khí nên thoáng cái đã biết xảy ra chuyện gì. Có chuyện gì vậy? Cậu trình nhíu mày. Hỏi. Anh ta khó mới đến được đây một chuyến lại bị người ta quấy dày làm mất hứng thú, nên có chút không vui. Hồ Trưởng lão nói, là tiểu đoàn trưởng mới Đường Tuấn của tiểu đoàn 50. Chương 1975. Trong mắt cậu trình hiện lên nét sắc bén, nói, là anh ta. Chính là người khiến Huyền Tồn tôi ra tay sao? Đi, chúng ta ra ngoài xem xem. Đường Tuấn vừa mới bước vào bên trong gian hàng binh khí thì không gian trước mắt đã rung động. Hồ Trưởng lão và câu mình lập tức xuất trước anh. Anh chính là Đường Tuấn. Cậu trình đánh giá Đường Tuấn từ trên xuống dưới giọng điệu khiến cho người ta có cảm giác không thoải mái. Tuấn Phường Trường giả vờ không nghe thấy nhìn về phía hồ trưởng lão nói, tôi đến lấy binh khí của tiểu đoàn 50. Bị phất lờ khiến trên mặt cậu trình hiện ra sát khí, anh ta cầm nhẫn không gian ra trêu chọc nói, trong này chính là vật tư quân bị của tiểu đoàn 50 các người, muốn lấy không? Lúc này đường Tuấn mới nhìn về phía cậu trình. Cậu trình xoay nhẫn không gian, cười nói, vậy mới đúng chứ, chưa ai dám bơ tôi đó. Hì hi hi, anh muốn lấy lại binh khí của tiểu đoàn 50 cũng rất đơn giản, quỳ xuống dập đầu cho tôi, tâm trạng tôi tốt lên nói không chừng ngay cả binh khí của tiểu đoàn 1 cũng cho anh luôn. Tuy rằng hồ trưởng lão cảm thấy hành vi của cậu Trình có chút không thích hợp nhưng vẫn cười nói, Đường Tuấn, cậu Trình là tiểu đoàn trưởng của tiểu đoàn 1, cũng là tổng phụ trách trấn giữ biến tinh thủ động loạn lần này, tính ra vẫn là cấp trên của cậu. Anh họ Trình sao? Đường Tuấn nhướng mày, bỗng nhiên hỏi. Cậu Trình kiêu ngạo nói, đương nhiên, huyền tôn tôi là thái thượng trưởng lão của thần đình đó. Anh ta dùng ánh mắt trêu tức nhìn đường Tuấn rồi nói, với lại anh và huyền tôn đã gặp qua một lần, đáng tiếc ấn tượng của huyền tôn đối với anh rất kém, nếu như anh khiến tôi vui vẻ nói không chừng tôi sẽ nói chuyện với anh. Ý cười trên mặt cậu trình càng nồng đậm giống như mèo vờn chuột sắp ăn thịt đến nơi. Rất được, bỗng nhiên đường Tuấn thốt ra một câu, quỳ xuống cho tôi. Hồ trưởng lão và cậu trình sửng sốt, nhưng một bàn tay đường tuấn đã hướng về phía cậu trình và ấn xuống đường tuấn cậu muốn làm gì hồ trưởng lão quát hai tay chống cự muốn đỡ một trưởng này cút đi không phải chuyện của ông tay kia đường tuấn vung một cái hồ trưởng lão bị đánh lùi sang một bên anh thật to gan dám ra tay với tôi cậu trình quát lên toàn thân phát ra mấy luồng sáng đều là pháp bảo có cấp bậc không tồi anh ta muốn vận dụng bảo vật để dạy dỗ đường tuấn một trận Huyền Tôn Anh nói lời này thì còn nghe được đó. Ánh sáng trong mắt đường Tuấn chống động, sau khi bị thái thượng trưởng lão họ. Trình kia thu bia vạn giới lại, trong lòng anh vẫn luôn nghẹt, bây giờ cậu Trình này còn dám đụng vào cơn ngứa ngáy trong lòng anh, điều này đã khiến anh không chịu được. Bưng bưng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1976. Mấy luồng sáng trong thân thể cậu Trình bị chấn giữ mãnh liệt, ảm đạm tay đường Tuấn đẻ xuống như một mảng trời xanh. Cuối cùng cậu Trình không chịu nổi nữa, quỳ xuống một tiếng thịch. Cậu Trình nhìn đường Tuấn, trong mắt như có thể phun ra lửa giận. Rất ấm ức. Huyền Tôn là thái thượng trưởng lão cảnh giới hóa thần, bản thân anh ta cũng là nửa bước hóa thần, trước giờ đều là anh ta ức hiếp người khác vậy mà bây giờ lại bị người ta bắt anh ta quỳ xuống. À à à, tôi nhất định sẽ bảo Huyền Tôn giết anh, trong âm thanh cậu Trình mang theo sát ý đáng sợ sắc mặt đường tuấn hơi trầm xuống nói chỉ cần ông ta dám tuy rằng thực lực của anh không phải là đối thủ của cảnh giới hóa thần nhưng tự tin chạy trốn sẽ không thành vấn đề hơn nữa anh có thể đoán ra giường như thái thượng trưởng lão kia đang kiêng kỵ gì đó nếu không đã sớm ra tay giết anh sao chỉ có thể tịch thu bia vạn giới cơ chứ mang đến đây đường tuấn đưa tay nắm lấy những không gian trên ngón tay cậu trình rơi vào trong tay đường tuấn tinh thần lực mạnh mẽ của đường tuấn rửa sạch xóa sạch ấn ký mà câu trình để lại. Sắc mặt cậu trình lập tức huệ hoài. Đường Tuấn nhìn hồ trưởng lão. Hồ trưởng lão vốn còn muốn ra tay nhưng lại bị ánh mắt này dọa đến giật mình. Nếu đã thích nhìn người khác quỳ như vậy, vậy thì anh cứ quỳ cho đàng hoàng đi. Đường Tuấn nói với cậu trình một câu sau đó rời khỏi gian hàng binh khí. Cậu trình quỳ khoảng một khắc thì pháp lực của đường Tuấn mới mất đi hiệu lực. Gian hàng binh khí vốn là nơi có rất nhiều người hôm lui tới vì thế có không ít người nhìn thấy cảnh cậu trình đang quỳ. Quá bá đạo, lại dám để cậu trình quỳ, đó là ai vậy? Là tiểu đoàn trưởng mới đường tuấn của tiểu đoàn 50. Nghe nói cậu ta binh khí thuộc về tiểu đoàn 50, kết quả cậu trình không những chiếm những binh khí đó mà còn bảo đường tuấn quỳ xuống. Cậu trình trước giờ luôn hống hách, chiếm của công dùng tư, lần này đã gặp được đối thủ rồi. Tin tức đường Tuấn bảo cậu trình quỳ xuống vừa truyền ra ngoài thì anh đã trở về tiểu đoàn 50 phân phát binh khí cho mấy người cầu đàn. Chỉ là bảo khí không tệ, dù không phải là vật phi phàm gì nhưng mấy người cầu đàn vẫn rất vui vẻ. Trước giờ bảo khí chia cho tiểu đoàn 50 đều là bảo khí dư thừa của các tiểu đoàn khác, thậm chí có lúc còn không phải là bảo khí. Công pháp mới, thần thông mới, binh khí mới. Thực lực của 6 người tiểu đoàn 50 tăng vọt, đồng thời càng trung thành hơn với đường Tuấn. Trong lúc phát binh khí Đường Tuấn phát hiện một thanh kiếm trong nhẫn không gian của cậu trình. Mũi kiếm sắc bén như muốn xé rách bầu trời, luồng ánh sáng phảng phất hình người xuất hiện ở phía trên kiếm, này phim trên kê khiển rất nhiều bảo khí đều đang run rẩy dường như muốn bái lại thanh kiếm này. Phút, cảm nhận được ý niệm của Đường Tuấn muốn tiến vào, thanh kiếm này phát ra âm thanh của kiếm, một luồng kiếm quang xé rách màn trướng nhẫn không gian rồi xuất hiện ở bên ngoài. Chương 1977 sáu binh lính đang luyện bảo khí của mình, bỗng nhiên bảo khí trong tay chấn động muốn thoát khỏi sự khống chế của bọn họ. Linh khí, nhìn thấy thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trên không trung, mấy người cầu đàn thất thanh nói. Tuy rằng bọn họ chưa từng thấy qua linh khí nhưng đã xem qua ghi chép nên biết đặc ên biết đặc điểm của linh khí. Luồng sáng hình người trên thân kiếm chính là khí linh thật sự. Họ nắm chặt bảo khí trong tay nhưng trên mặt đầy khiếp sợ. Luồng sáng hình người tản đi, một cô gái thanh lệ thoát tục, cô gái khoảng 17-18 tuổi xuất sau hiện trước mặt mọi người, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái mang theo sát ý chỉ vào dương tu xinh đẹp, cường đạo. Tên nhóc vô liêm sỉ, Tuấn, cô ấy lại chỉ trỏ mấy người cầu đản rồi quát lớn. Còn không buông tay, mấy thứ này đều là của chủ. Nhân, các người đều là trộm cắp, nếu không muốn, chết thì hãy ngoan ngoãn buông tay, quay về thỉnh tội. Với chủ nhân cùng tôi chủ nhân trong miệng của cô ấy chính là cậu trình điều này mấy người cầu đản nhìn nhau không biết nên làm sao hừ chỉ là một khí linh mà thôi chủ nhân cô đã bị tôi đánh gục vậy mà cô còn dám hống hách trước mặt tôi sao không sợ tôi luyện hóa cô à đúng lúc này đường tuấn đứng dậy lạnh lùng nhìn về phía khí linh lúc anh ở gian hàng binh khí đã cảm ứng được thanh kiếm linh khí này cậu trình từng muốn thúc giục nhưng bị anh chấn giữ ngăn cản không hổ là khí linh đi theo cậu trình lâu ngày ngay cả ương ngạnh cũng học được vài phần. Khuôn mặt khí linh xinh đẹp phủ đầy hàn xương nói, anh có thể thử xem. Tôi là linh khí, là chủ nhân huyền tôn luyện ra, chủ nhân sớm đã dùng tinh huyết tế luyện, anh muốn luyện hóa tôi, sao có thể chứ, trừ khi anh bước vào cảnh giới hóa thần. Thần thái cô ấy đắc ý tự tin, rất nắm chắc, xuất thân đại năng thế ra, cô ấy hiểu rất rõ sự khác nhau giữa hóa thần và nửa bước hóa thần. Tiểu đoàn trưởng, hay là chúng ta trả lại những binh khí này đi cậu đàn hét lớn nói anh ta cảm giác được khí linh này thực lực rất mạnh có thể dễ dàng giết chết mình nên không muốn rước lấy phiền toái vì đường tuấn không cần chỉ là một khí linh mà thôi đường tuấn xua tay nói với khí linh buông cấm chế trong linh khí ra để cho tôi luyện hóa tôi bảo đảm sẽ không xóa đi lính đi của tôi luyện hóa tôi bảo đảm ý nghĩ hão huyền khí linh lạnh lùng nói tôi sẽ thay chủ nhân dạy dỗ các người một chút dứt lời thân kiếm rung động một cỗ kiếm ý tràn ngập trời kiếm như tia chớp đâm về phía mặt đường tuấn một chiêu này có thể sánh kịp với cảnh giới nửa bước hóa thần quả thật khí linh này rất mạnh kiếm dừng lại cách ấn đường đường tuấn một tấc không thể tiến vào được nữa hai ngón tay đường tuấn kẹp chặt thân kiếm thân kiếm vù vù muốn trốn thoát buông tôi ra em mờ thanh khí linh dãy dụa truyền ra từ trong kiếm nếu không nghe lời vậy tôi sẽ xóa linh trí của cô Đường Tuấn hờ hững nói. Anh không làm được. Em mờ thanh khí linh khinh thường vừa tuyên ra ngoài em mờ thanh khí linh khinh thường vừa truyền ra ngoài. Ngay sau đó đã cảm giác được một trận đau đớn kịch liệt. Thì ra lúc nói chuyện pháp lực của đường Tuấn đã vọt vào thân kiếm, giống như mãnh thú phát cuồng, không kiêng nể gì phá hỏng trận pháp khắc sâu trong kiếm. Những trận pháp này là khí linh bản nguyên, nếu tất cả bị phá hủy thì khí linh sẽ biến mất. Trong lòng khí linh khiếp sợ, sự kiêu ngạo vốn có trên mặt lần đầu lộ ra vẻ sợ sệt. Đừng mà, tôi thần phục, tôi thần phục, đừng xóa sạch linh trí của tôi. Bỗng nhiên khí linh cầu xin tha thứ, cô ấy vất vả mới có được linh trí nên không muốn bị mất đi như vậy. Muộn rồi, tôi không cần khí linh như cô, Đường Tuấn chỉ nói một câu. chương 1978 Pháp lực lại vọt vào thân kiếm, mặc cho khí linh cầu xin tha thứ Đường Tuấn đều thở ơ. Cuối cùng khí linh biến mất, linh khí vốn sáng bóng đã ảm đạm vài phần. Ngón tay Đường Tuấn búng linh kiếm xuống rồi nói, dụng cụ không tệ, có thể dùng một thời gian. Điều này, mấy người cấu đản giật mình 47. Tiểu đoàn trưởng mới này quá mạnh rồi, người khác đạt được linh khí đều cung phụng như tổ tông, còn anh thì lại trực tiếp xóa sạch khí linh. Lúc này, cậu Trình bay vào trong hồ lớn sâu thẳm trong thần đình, đang hướng đến phía Huyền Tôn để cáo trạng. Huyền Tôn, Đường Tuấn quá kiêu ngạo rồi lại bắt con quỳ xuống không để ý đến uy nghiêm của người người này phải giết cậu trình oán hận nói bốp thái thượng trưởng lão tát một cái vào mặt cậu trình rồi tức giận nói chẳng phải ông đã cho con một thanh linh kiếm sao cậu trình bịt mặt giống như người vợ ai oán nói pháp lực của anh ta quá hung mãnh đã chấn giữ con lại nên con không kịp phản ứng phế vật sớm đã bảo con chịu khổ tu luyện ngưng tụ thần tâm bây giờ bị một đường tuấn nho nhỏ làm cho mặt mày đầy bụi đất như vậy, thể diện của ông sắp bị con làm mất hết rồi. Thái thượng trưởng lão nói. Cậu Trình nghe vậy vội vàng nói, huyền tôn yên tâm, thanh linh kiếm kia là do con ngày đêm tế luyện, sớm đã thông suốt cùng tâm ý của con, anh ta không đoạt được đâu. Phút, bỗng nhiên cậu Trình phun ra một ngụm máu chợt nhợt, tươi. Sắc mặt chót tại NS in phun ra một ngụm máu tư. Có chuyện gì vậy? Thái thượng trưởng lão nhíu mày hỏi. Em thành thanh cậu trình khẽ run, nói anh ta đã xóa sạch khí linh. Tên này nên giết. Thái thượng trưởng lão đột nhiên đứng dậy, trong mắt bắn ra sát ý thực chất. Khí linh bị gạt bỏ thì linh kiếm sẽ bị phế hơn phân nửa. Vì luyện thanh linh kiếm đó mà ông ta đã hao phí rất nhiều bảo vật, hiện tại lại bị hủy đi khiến ông ta không thể dễ dàng tha thứ. Đi, chuyện này ông sẽ làm chủ cho con, để ông xem Bạch Thụy Du còn có thể bảo vệ cậu ta hay không, Thái Thượng trưởng lão nói thân hình ông ta có chút hư ảo, cậu trình thấy vậy có chút lo lắng, hỏi, huyền tôn, thân thể của người. Thái thượng trưởng lão nói, bản thể của ông đang tiềm tu, đây là hình chiếu phân thân ông giữ lại. Cũng đủ để đối phó với nửa bước hóa thần. Cậu trình lập tức mừng rỡ đi theo phía sau thái vọng trưởng lão muôn en thượng. Có rất nhiều người đang đứng nhìn bên ngoài tiểu đoàn 50. Chuyện đường tuấn truyền thần thông phát binh khí đã truyền ra ngoài, hơn nữa còn dạy dỗ cậu trình một trận, Mấy chuyện liên tiếp này khiến cho bọn họ tràn ngập tò mò đối với Đường Tuấn. Chắc chắn cậu Trình sẽ đi mời Thái Thượng trưởng lão đó, lần này tiểu đội trưởng Đường phải gặp họa rồi. Cậu Trình là thế hệ sau của Đại năng, sao có thể dễ dàng đắc tội chứ? Những người này ngoại trừ mấy binh lính thì cũng có mấy đệ tử thần đình, trong đó còn có mấy người A La Nạp, Chu Kính. Nhưng trạng thái của bọn họ không tốt lắm, trên người lại có vết thương, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ầm đùng đùng. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn từ đằng xa, "Đường Tuần, cắt ra đây cho tổng quát lớn từ đàn tôi." Hai người đó dần đến gần, chính là cậu Trình và Huyền Tôn của anh ta. Đám người đứng xem thấy vậy bắt đầu ồn ào. Chương 1979. Giọng nói đáng sợ vang vọng khắp quân doanh khiến cho nét mặt vô số người thay đổi. Đây mới đích thực là uy lực hóa thần, không thể địch nổi. Vẻ mặt cậu Trình âm trầm, đứng ở ngoài tiểu đoàn 50 nói, Đường Tuấn, mau ra đây tạ lỗi, tôi sẽ tha tội chết cho anh. Đám người cầu đàn chưa từng nhìn thấy uy phong như vậy, sợ đến nỗi hai chân run lên, nhưng ít nhất cũng tự biết bảo vệ chủ chứ không bỏ chạy. Một đám gà vườn chó nhà. Cậu Trình lạnh lùng hừ một tiếng rồi hất tay, cả đám người cầu đàn lập tức bị bay ngược ra ngoài, nôn. Vài ngụm máu tươi đã bị thương, ra vài ngụm máu tươi, đã bị thương thực lực hai bên cách biệt rất lớn nhưng cậu Trình không hề nương tay chút nào, chỉ muốn mượn việc chút giận lên người bọn họ để sỉ nhục Đường Tuấn. Đường Tuấn, anh là con rùa đen rụt đầu sao? Nếu vẫn không ra, tôi sẽ giết bọn họ. Cậu Trình vô cùng đắc ý, được huyền tôn chống lưng nên cậu ta tự thấy mình có thể nghênh ngang. Dám ra tay một lần, tôi lập tức bẻ gãy hai tay anh. Đúng lúc này, đường Tuấn từ trong quân trướng bước ra, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt sắc như kiếm nhìn chầm chầm cậu Trình mặt cậu trình tái xanh nhưng anh ta biết bản thân không phải là đối thủ của đường tuấn nên vẫn hơi kiêng rè thái thượng trưởng lão bỗng nhiên lạnh lùng nói cậu cứ việc xuống tay tôi coi thử anh ta bẻ gãy hai tay cậu bằng cách nào được cậu trình đáp lời ánh sáng trong mắt đột ngột tăng lên ánh sáng màu vàng trong mắt lóe lên như được mạ vàng anh ta không tin đường tuấn có đủ có đủ bản lĩnh và dũng khí đối nghịch với huyền tôn mấy luồng khí tức sắc bén từ trong tay cậu trình bắn ra tựa như một lưỡi kiếm sắc nhọn muốn lấy mạng của đám người cầu đàn. Tự tìm đường chết, đường tuấn hừ lạnh, chuẩn bị ra tay. Tôi cho phép cậu động đậy sao? Thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Ý niệm của ông ta tuôn trào mãnh liệt hóa thành một vùng trời đầy sao rồi đột một rơi xuống giống như những ngôi sao rơi xuống, trông cực kỳ cường đại và đáng sợ. Đây chính là uy lực của hóa thần sao, quả nhiên rất đáng sợ y. Tuy hóa thần và nửa bước hóa thần chỉ chênh lệch nhau có nửa bước, nhưng nó như con kênh rộng không thể bù bằng số lượng được. E rằng lần này đường Tuấn phải trả giá đắt rồi. Bên ngoài quân doanh, rất nhiều người đang nhỏ giọng bàn tán. Bọn họ cũng chẳng coi đường Tuấn là cái thá gì cả, hóa thần được coi là bá chủ một phương án, không phải không có nguyên nhủ một phư cũng không phải là không có nguyên nhân. Đường Tuấn liếc nhìn Thái Thượng trưởng lão rồi nói, chỉ là một hình ảnh phân thân, chẳng biết cách nơi này bao xa mà cũng dám ra tay với tôi. Hiểu biết của anh rất sâu rộng, từ khí thức chập chờn lúc ông ta ra tay anh đã nhận ra thực hư về thái thượng trưởng lão. Đường Tuấn lấy ra một thanh kiếm, chính là thanh linh khí lấy từ trong nhẫn không gian của cậu Trình. Mặc dù đã rút khí linh nhưng độ sắc bén vẫn còn đó. Anh bổ ra hai kiếm về phía hai người kia. Đường Tuấn thật ngạo mạn, anh ta lại muốn lấy một chọi hai. Nhiều người vô cùng hoảng sợ không in nổi biết nên kính để hành động của đường Tuấn hay nói anh ngu dốt. Suốt, sức mạnh thuần túy từ kiếm mang vô cùng đáng sợ xé rách bầu trời sao thành từng mảnh nhỏ rơi xuống, sau đó thế kiếm thế dày đặc đánh vào mi tâm của Thái Thượng trưởng lão. Đường kiểm này ngay cả hình ảnh cả hình ảnh phân thân của ngay cảnh giới hóa thần nhất tôn cũng không đỡ nổi. Cậu Trình còn thê thảm hơn, sau khi kiếm mang xẹt qua, hai cánh tay của anh ta cùng đứt lìa. Đường Tuấn nói anh ra tay thì sẽ chặt đứt hai tay của anh ta, không hề nuốt lời. chương 1980 À à, cậu Trình đau đến kêu lên, linh khí từ kiếm mang 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 theo kiếm ý bén nhọn, anh ta muốn miệng vết thương khép lại nhưng trong chốc lát lại không cách nào làm được. Cảm giác đau đớn kịch liệt tựa như chạm đến tận linh hồn khiến anh ta cũng không kìm nổi tiếng la ó. Cậu đã lĩnh mộ thần tâm sao? Thái thượng trưởng lão nói nhỏ, nếu như có người đứng ở trước mặt ông ta chắc đã có thể thấy được một vết nứt khoảng bằng ngón trỏ xuất hiện ở mi tâm của ông ta. "Vẫn chưa." Đường Tuấn nói. Người bình thường ăn lôi quả, tạo dựng tiên thiên lôi thể, có thể tự nhiên ngưng tụ thần tâm, đột phá vách ngăn tầng trên. Nhưng anh rất đặc thù thì đã có 99 chiêu thức đạo pháp cơ bản thì nguyên anh vẫn chưa hoàn thiện, không có cách nào để ngưng tụ thần tâm. Tuy nhiên thực lực không hề kém cạnh tu sĩ ngưng tụ thần tâm thái thượng trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt toát lên sát ý nồng nặc. Vẫn chưa ngừng tụ thần tâm mà đã cường đại như vậy, tương lai nếu như đột phá thì mình còn có thể là đối thủ của anh sao? Loại người này, phải giết chết. Trì trưởng lão. Đúng lúc này, một tiếng gọi khẽ đột nhiên vang lên. Một luồng sáng từ xa bay tới, nhanh chóng hạ. Xuống tiểu đoàn 50. Thánh Anh, trì trưởng lão nhận ra người tới. Khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc điện hạ cậu trình cùng rất nhiều đệ tử thần đình cũng cùng ngạc nhiên hô lên khoác lên mình bộ trang phục đỏ tươi tựa như một đám mây tuyệt mỹ vừa xuất hiện đã trở thành tâm điểm của tất cả mọi người khiến cho bất kỳ ai cũng không thể rời mắt người này chính là đồ yên nhi diện mạo của cô ta không thay đổi nhưng khí chất lại có sự chuyển biến rất nhiều trước kia cô ta giống như cô em gái nhà bên hay nũng nịu nhưng bây giờ lại thoát nên vẻ cao quý khiến cho lòng người kính sợ khí tức của cô ta cũng mạnh hơn trước kia rất nhiều, thậm chí còn có thể ngang với với bạch thụy du. sắc mặt đồ yên nhi lạnh lùng nhìn thái thượng trưởng lão, nói: chi trưởng lão, ông không nghe theo mệnh lệnh của lam thiên sứ hay sao? ông đã cướp mất bia vạn giới của đường đại ca, bây giờ còn muốn làm gì nữa? thái thượng trưởng lão bán tín bán nghi nhìn đồ yên nhi, nói: cô đã ngừng tụ thần tâm rồi sao? đồ yên nhi im lặng, cơ thể mềm mại của cô hơi run lên. Nguyên Anh nhất tôn như mặt trời từ sau lưng cô mọc lên, vị Nguyên Anh đầu đội thánh quan, lồng ngực khế phập phồng phát ra âm thanh thùng thùng như tiếng chống trận, kiên cường mà mạnh mẽ. Thần tâm, Thái Thượng trưởng lão khẳng định phỏng đoán của mình, thấp giọng lầm bẩm, xem ra Lam Thiên Sứ Đại Nhân đã tốn không ít sức lực để cho cô có thể ngưng tụ thần. Đồ Yên Nhi nói, có tôi ở đây, không ai có thể thể tổn thương đường đại ca. Thái Thượng trưởng lão nhìn thoáng qua đường Tuấn, nói, nếu Thánh Anh Điện Hạ đã lên tiếng, đương nhiên tôi phải nể mặt rồi, tuy nhiên chuyện này vẫn chưa xong đâu. Trừ phi điện hạ tiếp quản thần đình, nếu không sớm muộn gì tôi cũng sẽ giết hắn. Ông ta đã nhận ra không thể giữ đường Tuấn lại được, nếu không sẽ trở thành tai họa về sau. Nói xong, rào một tiếng, hình ảnh ông ta vỡ vụn mang theo cậu trình rời khỏi. Nếu Đỗ Yên Nhi không xuất hiện thì cơ thể của ông ta cũng không thể chịu nổi, một kiếm của đường Tuấn đã phá hủy ảnh của ông ta. Đường đại ca Lúc này Đỗ Yên nhà mới xoay bảy người lại đối mặt với Đường Tuấn, khuôn mặt lãnh lẽo như xương tuyết lộ ra ý cười tựa tia nắng ấm áp đầu xuân, nhưng nước nghiêng thành. Đường Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng hơi bùi ngùi. Xem ra lúc đó anh vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Đỗ Yên Nhi, trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành nửa bước hóa thần, lại ngưng tụ thần tâm, dù có thiên sứ và tài nguyên dồi dào từ thần đình giá lam thiên sứ và tài nguyên dồi dào từ thần đình giúp thì cũng không thể của Đỗ Yên Nhi, bỏ qua thiên phú cùng sự nỗ lực. Đám người dần dần tản đi, ai cũng mang dáng vẻ chưa thỏa mãn. Ban đầu, ai cũng nghĩ có thể đường tuấn vung một kiếm chém hóa thần, cuối cùng lại là thánh anh điện hạ tự mình ra mặt, dẹp yên hỗn loạn. chương 1981, tiểu đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Có vài người đang đi tới, là mấy người A la nạp. Đồ Yên Nhi nhận ra bọn họ, biết họ từng có xích mích với đường tuấn, biểu cảm lạnh lẽo, lập tức muốn ra tay đuổi người. Chúng tôi muốn gia nhập tiểu đoàn 50, Chu Kính vội vàng nói. Cũng được, chỉ cần thông qua khảo nghiệm. Đường Tuấn xua xua tay, không hề làm khó đối thủ cũ. Đường Tuấn và Đồ Yên Nhi đi vào quân trướng. Đường đại ca, anh thật sự muốn mang theo quân doanh 50 đi dẹp yên đám nổi loạn ở biển tinh tú sao? Đồ Yên Nhi quan tâm hỏi. Đường Tuấn gật đầu. Đúng lúc anh cũng muốn đi biển tinh tú tra xét một lượt mượn cơ chân áp nổi loạn cũng không tồi, hơn nữa anh muốn bồi dưỡng thế lực của mình, đến lúc đó đưa về trái đất, thậm chí chinh chiến với Trung ương Ngân Hà Thế Giới. Anh bắt đầu tính toán cho tương lai. Đồ Yên Nhi biết Đường Tuấn đã quyết định, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, Đường Đại ca phải cẩn thận, thầy nói cho tôi biết, chỉ trưởng lão có lai lịch rất sâu, có khả năng đã liên minh cùng khách đến từ ngoại, thiên. Khách đến từ thiên ngoại là những cường giả từ thế giới khác, cũng ở cảnh giới hóa thần hay thậm chí còn mạnh hơn, có thể ngang hàng với Kim Thiên. Thiên ngoại sao, Đường Tuấn khẽ nói, nhưng anh cũng không sợ. Tôi muốn bế quan lần nữa để củng cố tu vi, thời gian sắp tới sẽ gia nhập chiến trường thiên ngoại nên không thể đi cùng đường đại ca. Đồ Yên Nhi bỗng nhiên nói. Chiến trường thiên ngoại, đó là nơi nào? Đường Tuấn nhướng mày, dường như anh đã nghe Tiêu Xuân Minh nói qua mấy từ này rồi. Nét mặt Đồ Yên Nhi nghiêm trọng, nói, đó là không gian ngoại vực, rất nhiều nhóm cường giả trẻ tuổi đến từ nhiều thế giới tụ lại ở đó tranh đoạt, quyết định vận mệnh thế giới tương ứng với mỗi người. Người thắng có thể có được nguyên khí thế giới, đó là bảo vật của trời đất, có lợi ích rất lớn đối với việc tu luyện cảnh giới hóa thần. Cô phải hết sức cẩn thận, cường giả từ các giới tranh đoạt, mức độ nguy hiểm hoàn toàn có thể tưởng tượng ra, đường tuấn nghiêm túc dặn dò. Đồ yên nhi cong môi cười, nói, đường đại ca yên tâm, tôi hiện tại khác xưa nhiều, nói không chừng bây giờ anh cũng không phải là đối thủ của tôi. Cô đã bước đầu ngưng tụ thần tâm, thực lực tu vi sắp xỉ với Bạch Thụy Du nên rất có lòng tin. Đường Tuấn cười cười, cũng không giải thích gì nhiều. Ngưng tụ thần tâm, bất kỳ lúc nào anh cũng có thể làm được, nhưng vì để tu luyện lâu dài, anh lựa chọn ngủ đông, bùng nổ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chị trưởng lão đã động sát khí, đường đại ca nên rời đi, tuy biển tinh tú không ổn định nhưng lại là nơi ẩn nấp không tệ, đường đại ca cẩn thận một chút thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Cuối cùng, đội Yên Nhi nói thêm vài câu rồi rời đi. Dáng vẻ cô vội vàng, dường như việc tu luyện đã đạt tới thời khắc then chốt, lần này bởi vì sự tình của đường Tuấn nên mới hấp tấp xuất quan. Tiểu đoàn trưởng, bây giờ chúng ta phải làm gì? Đám người cầu đàn đi vào, biểu cảm hoảng loạn, đường Tuấn dùng kiếm giết hình ảnh hóa thân, chẳng mấy chốc sẽ vang dội khắp thần đình. Chuẩn bị xuất phát đến biển tinh tú. Đường Tuấn phát ra mệnh lệnh. Thông qua trận pháp thần đình, Đường Tuấn mang theo tiểu đoàn 50 đi đến biển Tinh Tú. Lúc này tiểu đoàn 50 đã có gần 100 người, A à La Nạp cùng rất nhiều đệ tử mộ danh gia nhập, đều là những đệ tử không có năng lực ở thần đình có ý muốn tìm nơi nương tựa. Một đám người vô cùng uy phong lẫm liệt điều khiển mấy chiếc thuyền hư không, hai ngày sau đã đến biên giới bờ biển Tinh Tú. Đường Tuấn chắp hai tay sau lưng đứng ở trước mũi con thuyền hư không, quan sát biển Tinh Tú. Đám người cầu đản, Ala nạp đứng ở phía sau anh, nét mặt cung kính. Trước mặt là một vùng đất có diện tích rộng lớn quanh năm bị sương mù bao phủ. Ở sâu trong màn sương, rất nhiều đốm sáng ánh lên, tựa như những vì sao xa xôi nơi hàng tinh. Cảnh tượng này chính là nguồn gốc cho cái tên biển tinh tú. Tiếng kêu trầm thấp như bị đè nén phát ra từ trong đám sương, tưởng thú nhưng lại không giống thú, tầm nhìn bị chặn lại nên không thể thấy được cảnh tượng cụ thể. Đường Tuấn nắm chặt bàn tay muốn đánh tan đám xương, nhưng ngay khi đám xương bị đánh tan thì ngay lập tức có đám xương khác lấp đầy vào. Tiểu đoàn trưởng, biển tinh tú đã bị sương mù bao phủ mấy vạn năm, từng có đại năng ra tay nhưng vẫn không thể loại bỏ. A à, La nạp lên tiếng. Lúc trẻ cậu ta từng đi khắp thế giới, đi nhiều nên hiểu rộng, cậu ta biết rất nhiều bí mật. Nghe nói chỗ sâu nhất trong đám sương mù có cơ duyên to lớn, nhưng đến nay chưa ai tìm được từng có vài vị đại năng liên thủ tiến vào biển tinh tú, muốn tìm hiểu đến cùng nhưng cuối cùng những người đó đều mất tích một cách thần bí, không xuất hiện lại. Đám xương này phạm vi rất lớn, tựa như không có điểm cuối. Vẻ mặt A la nạp nặng nề. chương 1982, Tà Tu. Đúng lúc này, đám xương trước mặt đường Tuấn bỗng nhiên quay cuồng, oành một tiếng, vài bóng người lao ra khỏi đám xương. Mấy người này mặc trang phục của binh lính từ thần đình, trên người có không ít vết thương còn hở miệng, Hơi thở uể oải. Không cần Đường Tuấn phân phó, ngay lập tức có binh lính Thần Đình ra tay, đón mấy người này lên trên hư không thuyền. Rất nhanh tin tức đã truyền tới chỗ Đường Tuấn. Ở Biển Tinh Tú có một đám trộm cướp đã đánh lén một quân doanh của Thần Đình, thủ lĩnh của đám thổ phỉ đó là một tu hành giả thuộc cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, bọn chúng càn quét qua quân doanh, chỉ còn mấy người này chạy trốn khỏi đó. Ở Biển Tinh Tú thì tổ chức hỗn loạn nhất là Diệt Thần, không lẽ đám thổ phỉ này bắt tay với Diệt Thần? Mấy người A La Nạp thấp giọng tự hỏi, "Đưa tôi đi xem thử." Đường Tuấn phất tay. Mấy người A La Nạp ở lại, Đường Tuấn mang theo đám người Cẩu Đản đi về phía quân doanh của Thần Đình ở Biển Tinh Tú. Diện tích Biển Tinh Tú rộng lớn mênh mông, Thần Đình cũng không thể canh giữ toàn bộ, chỉ có thể bố trí quân doanh ở vài nơi, khoảng chừng trăm cái, thường ngày giám sát tình hình của Biển Tinh Tú từ các phương hướng. Ở đây, Cẩu Đản đối chiếu với bản đồ trong tay nói với Đường Tuấn, ngón tay chỉ về một tòa quân doanh lụi tàn ở phía trước. Trên mặt đất là các thi thể mặc quần áo binh lính Trần Đình, cũng có một ít xác của đám trộm cướp. Thi thể của bọn họ khô héo, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ, giống như cả tinh khí và tu vi toàn thân đều bị sức mạnh thần bí nào đó cắn nuốt. Biển tinh tú có rất nhiều tu hành giả tu luyện tà thuật, có người dựa vào việc chiếm đoạt tinh khí người khác để tăng tu vi, cũng chuyện có đoạt lấy ba hồn bảy vía của người ta để luyện khí, nghe nói ma tu biến mất mấy ngàn năm đã xuất hiện lại. Nơi này đích thực là địa điểm nguy hiểm, không tồn tại bất kỳ chút đạo đức công bằng nào. Biểu cảm của cầu đàn hơi dùng mình, giọng nói khẽ run. Là binh sĩ ở quân doanh 50, anh ta từng tới biển tinh tú, chỉ là tu vi thấp kém nên đến tư cách làm con tốt thí mạng cũng không có, chỉ phụ trách việc dọn dẹp chiến trường và nhặt xác sau mỗi trận đánh lớn, vì vậy anh ta hiểu rõ sự tàn khốc vô biên tại nơi này. Đưa bọn họ về an táng đi. Đường Tuấn thở dài. Anh không có cách gì để thay đổi, chỉ có thể nỗ lực hết mình. Đúng lúc này, một luồng sáng đen từ trong quân doanh bắn ra, tốc độ cực nhanh, góc độ xảo quyệt. Người ra tay ngay từ đầu đã tính toán việc đánh lén. Một âm thanh bén nhọn và khó nghe vang lên, khạc khạc, không ngờ vẫn có thể câu được một một con cá lớn. Cờ quỷ vân, lấy máu tươi của bọn chúng. Tia sáng đen chớp mắt lại đến, đó là một mặt cờ cao gần bằng một người cột căng cờ lại là từng cái xương đầu lâu người, mặt cờ đen nhánh, khắc họa ba đám mây máu. Mây máu di chuyển khiến cho người ta có cảm giác quỷ dị. Theo sau âm thanh này vang lên, đám người cầu đàn ngay lập tức cảm thấy mạch máu toàn thân sôi sục tựa như muốn xé toạc cơ thể tuôn ra để nhập vào giữa mặt cờ kia. Tu vi của kẻ sử dụng cờ quỷ vân cao hơn bọn họ rất nhiều. Tà tu, trong mắt đường tuấn lóe lên tia sắc lạnh mang theo sát khí. Mặt cờ quỷ vân này rất đáng sợ, lại mang theo oán khí rất nặng, có lẽ đã nuốt chửng vô số người. Kha kha, có thể chết dưới cờ quỷ của lão là vinh hạnh cho đám tân binh các người. Nếu có kiếp sau thì nỗ lực tu luyện đi, ha ha ha. Một làn xương mù ngưng tụ, biến thành một lão già gầy quắt queo. Lão già bấn cợt vuốt hai sợi dâu dê lưa thưa, vô cùng đắc ý. chương 1983, Đại Nhân, người này là tà tu, đáng phải chết máu tươi sôi sục trong đám người cầu đàn lập tức bình ổn, mà sắc mặt của lão già dâu dê kia lại đột một thay đổi, phun ra một ngụm máu tươi, nói: "A, à, nửa bước hóa thần, đã phải ván sắt rồi." giọng nói vừa dứt, ông ta hóa thành luồng ánh sáng rồi hòa vào giữa đám xương bao quanh để chạy trốn. Lúc này, ngay cả cờ quỷ vân ông ta cũng không cần, còn muốn trốn, Đường Tuấn ném cờ quỷ vân trong tay ra, uy lực hung mãnh áp đảo, cờ quỷ vân như mũi tên rời dây cung oanh một tiếng đánh trúng lưng của lão già dâu dê một kích này đủ để xuyên thủng một ngọn núi nhỏ toàn bộ bả vai phải đến các lồng ngực của lão già dâu dê bị nổ thành một đám xương máu lão già dâu dê từ trên không trung rơi xuống trước mặt đám người đường tuấn lão già có tròm dâu dê quỳ trên mặt đất nửa người chảy máu ánh mắt sợ hãi nhìn đường tuấn không còn dáng vẻ kiêu ngạo phách lối như trước đại nhân tha mạng lão già cầu xin tha thứ ông ta đã nhìn ra nam tử trước mặt là cảnh giới nửa bước hóa thần, trong lúc giơ tay tên đã khiến ông ta trọng thương, là một nhân vật tàn bạo. Đám người cầu đàn sắc mặt coi thường mà nhìn lão già, nếu như không phải đường Tuấn ở đây, bây giờ bọn họ cũng đã bị đánh cả người toàn máu tươi. Đại nhân, người này là tà tu, đáng phải chết. Cầu đàn căm hận nói. Trong mắt đường Tuấn lập tức lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, sát ý hiện lên. Đại nhân tha mạng, tôi có thể dẫn cậu đến xào huyệt tiêu diệt toàn bộ. Lão già thấy thế, vội vàng nói, vì mạng sống, ngay cả bạn của mình ông ta cũng bán đứng. Dẫn đường, đường Tuấn thu lại ý định giết người, lạnh lùng nói. Anh vừa mới đến, cũng muốn dò xét qua tình hình của biển tinh tú một chút, đây có lẽ là một cơ hội tốt. Lúc nói chuyện, một đường thanh quang phun ra từ giữa ngón tay đường Tuấn, rơi vào vết thương không ngừng chảy máu của lão già. Vết thương lập tức cầm máu, thậm chí còn kết thành một lớp phẩy, có xu hướng khép lại. Theo tu vi đang sâu dần, y thuật của đường Tuấn càng ngày càng thần kỳ, đã vượt ra khỏi phạm vi mà con người có thể tưởng tượng được. Lúc này, ở một nơi bí mật bên trong biển tinh tú, ở đây xây dựng một tòa lâu đài, lâu đài hùng vĩ, chiếm phạm vi mấy dặm. Rất nhiều người tu hành tuần tra ở bên ngoài lâu đài, những người này khuôn mặt hung ác, khí tức mạnh mẽ, vừa nhìn đã không phải là bọn tốt lành gì. Ở chỗ cao nhất của lâu đài, một người trung niên nét mặt hung ác nham hiểm đang cùng một người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen nói chuyện. Người này mặc bộ giáp màu bạc, trên người mang theo sát khí như núi thây biển máu. Sở hải, anh muốn để chúng tôi ra tay, giúp anh giết chết vị thống lĩnh mới tới kia. Bàn về cấp bậc, anh ta chính là cấp trên của anh, chẳng lẽ anh không sợ sau khi sự việc xảy ra thần đình truy cứu sao? Người trung niên có khuôn mặt nham hiểm thản nhiên nói người đàn ông mặc áo khoác dài màu đen này lại là người trong quân đội thần đình tên là sở hải sở hải nhướng mày giọng nói mang theo một ý tứ sát phạt lạnh lùng nói biển tinh tú vốn là nơi loạn lạc thống lĩnh mới tham công liều lĩnh đi nhầm vào chỗ nguy hiểm bị người ta giết chết xảy ra chuyện như vậy cũng không phải là lần một lần hai cho dù thần đình truy cứu lại có thể tra được cái gì anh ta nhìn người đàn ông trung niên hung ác hỏi ngân lang vương cuộc làm ăn này ông có làm hay không nếu không làm, tôi tìm những người khác nữa." Ngân Lang Vương cười, vỗ tay một cái, nói, "Làm ăn kiếm bộn không lỗ thì tại sao không làm? Anh nói thông tin của vị thống lĩnh kia cho tôi biết, tôi chuẩn bị chặn giết giữa đường." Chương 1984, quỷ gia hình như bị thương rồi. Sở Hải ném cho Ngân Lang Vương một chục cuốn. Mở chục cuốn ra, bên trên có một bức ảnh cùng một ít chữ viết. Bức ảnh rất rõ nét, rõ ràng là dáng vẻ của Đường Tuấn thống lĩnh mới tên Đường Tuấn, trước khi gia nhập vào thần đình đã có thực lực của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Còn thực lực bây giờ, tôi cũng không rõ, nhưng thời gian anh ta gia nhập vào thần đình rất ngắn, không đến một năm, hẳn là chưa đến nửa bước hóa thần. Sở Hải nói, anh ta ở xa biển tinh tú, ở bên trong thần đình cũng không có thân tín nằm vùng gì, rất nhiều tin tức truyền đạt trễ. Ngân Lang Vương nhìn lướt qua thông tin bên trên, cười nói chuyện nhỏ. Cho dù anh ta đã là nửa bước hóa thần, Tôi cũng chắc chắn giết được anh ta." Sở Hải gật đầu một cái, cũng rất có lòng tin đối với Ngân Lang Vương, bởi vì Ngân Lang Vương đã từng giết chết một vị cảnh giới nửa bước hóa thần, thực lực hùng mạnh, có thể vượt cảnh mà chiến đấu. "Hai ngày này anh ta sẽ đến, ông kêu người chú ý một chút." Sở Hải nói xong những lời này thì rời đi. Ngân Lang Vương xem lại trục cuốn lần nữa, sắc mặt rất thoải mái. Ông ta thu trục cuốn vào, gọi một tên phụ tá đến hỏi quỷ lâm trở về rồi sao phụ tá lắc đầu nói vẫn chưa quỷ gia nói muốn ở nơi đó mai phục xem có thể có thu hoạch không ngân lang vương nhíu mày nói bảo ông ta nhanh chóng trở về đừng tế luyện cờ quỷ vân kia nữa có nhiệm vụ quan trọng phải làm phụ tá gật đầu đúng lúc này bên ngoài lâu đài đột nhiên vang lên một tràng tiếng kêu là quỷ gia ôn ta còn đưa vài người trở về đúng lúc phụ tá đứng ở cửa sổ Nhìn thấy tình hình bên dưới, Quỷ gia hình như bị thương rồi, phụ tá lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Ngân Lang Vương nhíu mày, hai đầu lông mày có sát ý. Quỷ gia là cao thủ thứ hai ngoại trừ mình ra, thế mà lại bị thương, ai có thể làm ông ta bị thương? Chẳng lẽ là những cao thủ hàng đầu trong biển tinh tú kia? Suy nghĩ trong lòng chợt hiện lên một chút, Ngân Lang Vương đi đến cửa sổ, sau đó thì trông thấy lão già có chòm râu dê và mấy người kia phía sau ông ta đến gần lâu đài ngân lang vương nhìn tình hình của quỷ lâm một cái chân mày nhíu lại phải sâu hơn ánh mắt của ông ta tùy ý quét về phía mấy người sau lưng quỷ lâm không để ở trong lòng chút nào đường tuấn lúc này đã biến đổi một khuôn mặt giấu kín khí tức đương nhiên ngân lang vương không phát hiện được nhưng khi ông ta muốn thu hồi ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy một động tác của quỷ lâm sắc mặt lập tức thay đổi nói khẽ với phụ tá, khởi động pháp trận trong lâu đài, đóng chặt tất cả cửa ra. Đại ca, ông đây là, phụ tá không hiểu. Ngân lang vương nói, quỷ lâm bị những người kia bắt giữ, vừa rồi ông ta đã dùng mật hiệu nói cho tôi biết. Phụ tá kinh hãi, lập tức truyền đạt mệnh lệnh có liên quan xuống. chương 1985, có người bảo tôi giết cậu, cậu chết cũng có ý nghĩa. Nụ cười của quỷ lâm chợt thu lại, nét mặt có chút cứng đờ nói lời này của đại nhân có ý gì ông ta không ngờ rằng động tác của mình vậy mà không giấu được đối phương lúc này bốn phía lâu đài sáng lên một vòng ánh sáng rơi lất phất mấy trăm người tu hành áp sát vào đây hiện ra thân hình đám người đường tuấn bị bao vây lối vào bị sương mù bao phủ đã tìm không thấy ha 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 cậu rất cẩn thận nhưng cũng đã muộn rồi thân hình quỷ lâm bỗng chuyển động bay về phía lâu đài tiếng cười đắc ý vang lên lại dám theo tôi trở về lâu đài ngân lang cậu chết chắc rồi ngân lang vương cũng xuất hiện ở trước mặt đường tuấn nói vậy mà có thể làm tổn thương quỷ lâm thực lực không tệ cho cậu một cơ hội vào dưới trướng của lâu đài ngân lang tôi tha cho cậu khỏi chết đường tuấn nhìn hai người còn có mấy trăm người tu hành xung quanh nói chỉ ít người như vậy quỷ lâm nói đến bây giờ còn muốn phách lối sao giết ngân lang vương ra lệnh một tiếng mấy trăm người tu hành đồng thời vận chuyển pháp lực, thúc giục trận pháp. Giữa không chung, một con sói khổng lồ màu bạc xuất hiện, gào thét, bổ nhào về phía đường Tuấn. Ngân lang vương cười khẩy một tiếng, đây là uy lực của trận pháp, đủ để ngang hàng với cảnh giới nửa bước hóa thần. Phá, đường Tuấn chỉ ra một ngón tay, con sói khổng lồ màu bạc kia lập tức tan vỡ. Anh không phải là nửa bước hóa thần bình thường, ngay cả cậu trình cảnh giới nửa bước hóa thần này cũng bị vài chiêu của anh đánh bại, huống chi là trận pháp. Sói khổng lồ màu bạc bị phá, vẻ mặt của mấy trăm người tu hành thúc dục trận pháp lập tức nản lòng, bị thương không nhẹ. Sắc mặt ngân lang vương chợt biến đổi, nói, rốt cuộc cậu là ai? Đường Tuấn biến trở về hình dáng ban đầu. Là cậu, ngân lang vương nhận ra đường Tuấn, chính là người trong trục cuốn. Không phải sợ hãi nói anh mới cảnh giới nguyên anh đỉnh cao sao? Sao lại mạnh như vậy? Đường Tuấn khẽ nhíu mày, con ngân lang vương này vậy mà lại biết mình. Anh vừa mới đến, tin chắc rằng mình chưa từng gặp ngân lang vương. Ngân lang vương cười ha ha một tiếng, nói, không nghĩ rằng cậu tự đưa tới cửa. Vừa dứt lời, ngân lang vương lắc mình biến hóa, hóa thành một con sói khổng lồ lông tóc màu trắng bạc, dài 7-8 mét. Đây là bản thể của ông ta, có thể phát huy ra thực lực vượt qua cảnh giới hiện tại, có thể tàn sát nửa bước hóa thần. Trong mắt sói khổng lồ lộ ra vẻ hung tàn, giọng nói lạnh lùng tới vô cùng có người bảo tôi giết cậu cậu chết cũng có ý nghĩa nói xong thì ngân lang vương động thủ ông ta vừa bộc phát tốc độ trong nháy mắt đạt đến gấp mười mấy lần vận tốc âm thanh không yếu ớt giống như cảnh giới nửa bước hóa thần ông ta là vương giả của bộ tộc ngân lang thân xác mạnh mẽ đến đáng sợ cái này cũng là vốn liếng để ông ta đứng sừng sững ở biển tinh tú oanh audio điện tử võ tấn bền Chương 1986, Ngân Lang Vương vô địch. Ngân Lang Vương và Đường Tuấn chém giết với nhau, toàn thân ông ta đều là vũ khí, có thể so với bảo khí cao cấp nhất, đặc biệt là một cặp móng vuốt và răng mang theo ánh sáng lạnh lẽo âm u, khiến cho người ta sợ hãi. Đường Tuấn dường như lâm vào tình huống khó khăn, không ngừng tránh né sự công kích của Ngân Lang Vương, không dám tiếp xúc mũi nhọn của ông ta. Quỷ Lâm cùng mấy vị cao cấp của lâu đài Ngân Lang thấy thế, đều cười rất vui vẻ không hổ là ngân lang vương ra tay hết sức ai có thể ngang hàng tên nhóc này tuy hung hãn nhưng cũng không phải là đối thủ của ngân lang vương phòng thủ lâu chắc chắn thua rất nhanh sẽ bị lang vương xé thành mảnh nhỏ trở thành vong hồn dưới móng vuốt ngân lang vương vô địch ánh mắt của đám người nhìn đường tuấn giống như đang nhìn người chết mang theo vẻ đắc ý và hài hước ha 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 cái thằng một mực trốn tránh có bản lĩnh gì có bản lĩnh cứng trọi với cứng cùng tôi giữa không trung ngân lang vương vồ hụt một phát lần nữa diễu cợt nói với đường tuấn ông ta có chút sốt ruột và buồn bực tên con người này thực lực chẳng ra sao cả nhưng tốc độ rất nhanh vô cùng linh hoạt khiến cho công kích của ông ta đều thất bại như ông mong muốn đúng lúc tôi thiếu một con thú cưỡi đường tuấn trên không trung đứng vững bình tĩnh nói vừa rồi anh chỉ là đang thử thăm dò thực lực của ngân lang vương Sinh vật của biển tinh thú và ngoại giới cùng cảnh giới so ra, quả thật mạnh hơn rất nhiều. Nhưng anh mạnh hơn, nếu như muốn định lượng, thực lực của anh bây giờ tương đương với khoảng chừng gấp 10 lần cảnh giới nửa bước hóa thần bình thường, có thể so với hóa thần bước đầu ngưng kết thần tâm. Đương nhiên, cảnh giới hóa thần chân chính, thực lực hơn gấp trăm lần nửa bước hóa thần. Mà con Ngân Lang Vương, thực lực thật sự chỉ miễn cưỡng đạt đến nửa bước hóa thần tiêu chuẩn. Thằng nhóc ngạo mạn Ngân lang vương tôi ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, ai dám nói muốn thu tôi làm thú cưỡi. Tôi quyết định không giết cậu, để cho cậu làm kéo xe cho bổn vương. Ha ha ha, một vị đại nhân thống lĩnh trại lính thần đình kéo xe, chắc hẳn là rất oai phong. Ngân lang vương cười ha ha. Lúc nói chuyện, ngân lang vương đã ra tay, ông ta lại đánh lén, không cho đường tuấn cơ hội phản ứng. Một đường ngân quang ngang qua bầu trời minh mông, trong nháy mắt đi đến trước mặt đường tuấn gào. Tiếng giống của ngân lang chấn động trời đất, ông ta mở miệng khổng lồ, muốn cắn nát đường Tuấn. Đường Tuấn đưa cánh tay ra, dường như muốn ngăn cản. Anh ta lại muốn dùng cánh tay ngăn cản lực cắn của ngân lang vương. Cho dù là bảo khí, cũng sẽ bị cắn đứt, anh ta đây là đang tìm chỗ chết, quỷ lâm cười khẩy. Ngân lang vương cắn lên trên cánh tay của đường Tuấn, phát ra âm thanh ken két, giống như âm thanh sắt va chạm phát ra, làm cho người ta ê răng. À, à, à. ngân lang vương bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết một hàm răng lại rơi mất năm sáu chiếc máu tươi chảy dòng đường tuấn nhíu mày nói ngân lang vương miệng ông rất thối vô cùng nóng này phải uống nhiều nước khi nói chuyện anh còn cố ý vẫy vẫy cánh tay như muốn vẫy hết nước bọt trên cánh tay cậu ngân lang vương khiếp sợ chỗ sâu trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi ông ta biết rõ lực cắn của chính mình chỉ có nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất mới có thể ngăn cản. Ông ta không ngờ rằng, cái tên trước mắt này lại là nửa bước hóa thần đạt trình độ cao nhất. Nghĩ tới đây, rốt cuộc ông ta sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Đường Tuấn cũng không cho ông ta cơ hội, cưỡi trên người ông ta, nắm đấm không ngừng nện ở trên đầu và lưng Ngân Lang Vương như mưa rơi, vang loạn lên ầm ầm, mặc cho Ngân Lang Vương phẫn nộ gào thét như thế nào, cũng không có tác dụng. Có phục hay không? Đường Tuấn không ngừng quát hơi. Đám người bên dưới lâu đài ngân lang ngơ ngác, đặc biệt là quỷ lâm, ông ta không ngờ người mình mang về lại là một đại cao thủ siêu cấp. chương 1987, tôi bằng lòng khuất phục. Khóe miệng của đám người cầu đàn run dày, cũng khiếp sợ không ít. Cuối cùng, ngân lang vương miệng đầy máu tươi, răng chỉ còn lại mấy chiếc, kêu thảm thiết nói tôi bằng lòng khuất phục. Ông ta ngang dọc biển tinh tú mấy trăm năm, chưa từng thảm hại như thế, hơn nữa ông ta cảm nhận được uy hiếp trí mạnh từ trên người đường tuấn không dám tiếp tục mạnh miệng đường tuấn dừng tay ngân lang vương chủ động ký kết thể ước chủ tớ với đường tuấn ông ta hóa thành hình dạng con người đi theo sau lưng đường tuấn như người đầy tớ già ngân lang vương quát lên với đám người ở lâu đài ngân lang ta đã đầu hàng chủ nhân về sau lâu đài ngân lang cũng là của chủ nhân đám người ở lâu đài ngân lang nhìn thấy cảnh tượng này run lên trong chốc lát sau đó đồng loạt quỳ xuống, nói, bái kiến chủ nhân. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hỏi Ngân Lang Vương, vừa nãy ông nói có người bảo ông giết tôi, là ai? Là sở hải, Ngân Lang Vương không dám giấu giếm, nói thẳng sự việc ra. Đại nhân, sở hải lại dám phạm thượng, chúng ta có thể lên bẩm với thần đình, cách chức của anh ta. Đám người cầu đàn cũng rất tức giận, đưa ra đề nghị. Trong mắt đường Tuấn vụt qua sát ý, nói không cần loại chuyện nhỏ nhặt này tôi có thể xử lý ngân lang vương ông theo tôi trở về còn lâu đài ngân lang thu xếp một chút bố trí vào trong quân đội của tôi đường tuấn phân phó quỷ lâm không ngừng cầu xin tha thứ chủ động lập thề ước cùng với đường tuấn đồng thời đồng ý không dùng mạng người luyện chế tả binh nữa đường tuấn mới bỏ qua cho ông ta một mạng lúc này vội vàng đứng ra nhận lấy nhiệm vụ này sau khi giao phó xong tất cả thì đường tuấn rời đi anh muốn đến quân doanh, xem phản ứng của Sở Hải khi nhìn thấy mình, chắc hẳn sẽ rất kinh ngạc vui mừng. Lúc này, ở trong một khe núi nào đó ở biển Tinh Tú, phá quân doanh của thần đình tọa lạc ở đây. Phá quân doanh chính là binh sĩ thuộc về Đường Tuấn, người đứng thứ hai là Sở Hải. Lúc này, Sở Hải ngồi ở trên ghế lớn của trung quân chướng, đại mã kim đao, vô cùng ngang ngược. Phía dưới là rất nhiều tướng lĩnh, một đám người đang uống rượu nói chuyện phiếm. Thống lĩnh Sở nghe nói thần đình đã phái một tên quỷ nhỏ còn chưa dứt sữa tới làm thống lĩnh chúng tôi thật sự rất giận muốn lên khuyên can thần đình để thống lĩnh sở trở thành chính thức thống lĩnh sở vì phá quân doanh làm ra nhiều cống hiến như vậy trước thống lĩnh chính thống lẽ ra phải do thống lĩnh sở tiếp nhận một tên quỷ nhỏ lông cũng chưa mọc đủ không biết hành quân đánh trận tu vi không đủ cũng muốn thống lĩnh một doanh trại thật đúng là chuyện cười chúng tôi chỉ thừa nhận thống lĩnh sở thống lĩnh chó má gì khác cũng không nhận mấy tên bách phu trưởng trong lúc nói chuyện rất tức giận kêu bất bình vì sợ hãi sợ hãi cười nhạt một tiếng nói vị thống lĩnh mới này của chúng ta chính là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao thậm chí còn mạnh hơn không yếu ớt chút nào hừ cảnh giới nguyên anh đỉnh cao mà thôi trình lão tam tôi không biết xiết bao nhiêu cảnh giới nguyên anh đỉnh cao trong biển tinh tú một người đàn ông thô lỗ để hai lưỡi búa bên cạnh người uống thanh nói bên trên hai lưỡi búa còn dính vết máu tanh mùi máu vô cùng chương 1988. Thanh âm ngoài cửa vừa vang lên, sắc mặt sở hải nhất thời trở nên khó coi, vô cùng bối rối. Anh vừa nói xong đường Tuấn có thể chết ở biển tinh tú, đường Tuấn liền xuất hiện, và mặt có nhanh hơn thế này không? Trong chốc lát sắc mặt biến hóa, sắc mặt sở hải u ám, đứng dậy, mặt cười nhưng tâm không cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp vị thống lĩnh đại nhân mới này một chút, có thể thuận lợi đến quân doanh, có lẽ thực lực không tệ, những người khác đều gật đầu, đựng dây đi theo. Vị trình lão tam kia tay cầm đôi diều, trêu chọc nói, muốn làm thống lĩnh phá quân doanh của chúng ta, thực lực ít nhất phải áp đảo chúng ta. Nếu như thực lực không đủ, bị mình chém mấy diều chết, vậy cũng sẽ không có tư cách làm thống lĩnh phá quân doanh. Những lời này trình lão tam không nói, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng. B4I Tam Bát -Sora đi sáp mang theo 78 bách phụ trưởng, sợ hải đi gặp đường. Tuấn, Bên ngoài quân doanh, đường tuấn phía sau gần trăm người từ tiểu đoàn 50 đi theo, bao gồm A La Nạp, vương cầu đàn bọn họ, ngoài ra còn có thêm một người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên dáng người cường tráng, mái tóc bạc xóa tung dài đến đầu vai, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng bá đạo. Đây là Ngân Lang Vương, chỉ là lúc này ông đã thay đổi diện mạo, sở hải không nhận ra. Cậu là thống lĩnh mới à? Sở hải nhìn đám người đường tuấn, thuận miệng hỏi. Đường Tuấn gật đầu, anh không để Ngân Lang Vương đứng ra vạch trần sở hải. Cho dù Ngân Lang Vương lên tiếng, sở hải cũng có thể phủ nhận điều đó, không có bất kỳ tác dụng gì. Còn án lệnh thì sao? Trình lão tam hít mắt nhìn đường Tuấn một cái, một tay ngoáy lỗ tai, tư thế coi thường hỏi. Không có án lệnh đường Tuấn tạc đầu, vị thái thượng trưởng lão kia bảo anh đến biển tinh tú chân áp động loạn, vốn không có hảo tâm, làm sao có án lệnh cho anh? bất quá thần đình hẳn là đã sớm đem một ít tin tức của anh truyền đến phá quân doanh trình lão tam búng đầu ngón tay xuống đột nhiên lạnh lẽo nói không có án lệnh thân phận của cậu đáng để hoài nghi sở hải quát không được vô lễ khi nói chuyện trên mặt anh mang theo ý cười nói thống lĩnh đại nhân không có án lệnh khiến chúng tôi rất khó tin tưởng thân phận của cậu nếu không như vậy trước tiên cậu lưu lại trong quân doanh tôi cùng thần đình xác nhận rồi nói sau Ồ, vậy mất bao lâu để anh xác nhận điều đó? Đường Tuấn hỏi. Sở Hải nói, ít nhất cũng phải 3 hoặc 4 tháng. Thần đình cao cấp mỗi ngày phải xử lý nhiều chuyện như vậy, loại chuyện nhỏ này sẽ không khiến cho người ta coi trọng. Bất quá đại nhân yên tâm, tôi sẽ thúc giục. Đó là một sự chậm trễ rõ ràng. Sở Hải tuy rằng không biết vì sao Ngân Lang Vương không giết chết Đường Tuấn, nhưng anh đã chuẩn bị hao tổn trước, sau đó lại tìm cơ hội sẽ xuống tay. Trình Lão Tam nghe vậy, cười lạnh nói, sở thống lĩnh thật sự là người tốt. cái thứ không rõ lai lịch này, muốn tôi nói, nên nhốt lại. ngay cả án lệnh cũng không có, lại dám nói mình là thống lĩnh mới. trò đùa à? với tôi phá quân doanh là nơi trẻ em, sống qua nhà hà. ông cầm hai cây diều, vung về phía đường tuấn, khinh thường nói, tiểu quỷ thối, thức thời thì mau cút đi. loại người như cậu, lão tử ở trên chiến trường không biết giết bao nhiêu người rồi. lúc nói chuyện đôi dìu trong tay ông ta bắn ra một luồng ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng lặng lẽo cắt xuống mặt đất trước người đường Tuấn. Đây là một mối đe dọa rõ ràng. Đường Tuấn mặt không chút thay đổi, hỏi sở hải, đây là ý của anh sao? Sở hải cười lắc đầu, nói cậu đừng trách, trình lão tam tính cách nóng này, là người chuẩn mực cầu toàn, ghét nhất kẻ xấu mượn cơ hội sinh sự. Mặc dù hành vi hơi quá mức, nhưng cũng là người tốt, cậu đừng để ý đến. Ai cũng nghe ra, Kẻ xấu trong miệng anh ta nói là Đường Tuấn. Sở Hải Thay trình lão Tam giải thích, nhưng lại không có một chút thành ý, giống như hành động của trình lão Tam chỉ là một trò đùa. Chương 1989. Phá quân doanh những người khác cũng chỉ là cười cười, đối với việc này không thèm để ý chút nào. Cho dù vừa rồi một dìu kia của trình lão Tam thật sự chém lên người Đường Tuấn, thì có thể như thế nào? Đó không phải ý của anh. Lúc này, Đường Tuấn bỗng nhiên nở nụ cười đám người sợ hãi trên mặt không khỏi lộ ra biểu tình châm chọc thật đúng là tỉnh tình tốt nha nhưng mà lời nói của đường tuấn lại khiến sắc mặt bọn họ nhất thời biến đổi lão ngân anh cảm thấy nên làm sao bây giờ đường tuấn hỏi ngân lang vương ngân lang vương híp mắt lại mang theo lạnh lùng nói dám uy hiếp chủ nhân nên giết tay không cần đường tuấn nói thêm ngân lang vương đã ra mấy người sợ hãi cùng trình lão tam chỉ nhìn thấy ánh sáng chợt lóe lên trong nháy mắt đi tới trước mặt trình lão tam ngân lang vương không có vận dụng sức lực bản thể chỉ cần một vuốt bắt được đôi rìu trình lão tam đỡ lấy quát lớn lớn mật anh dám động thủ khi nói chuyện móng vuốt của ngân lang vương đã hạ xuống đội rìu của trình lão tam chỉ là bảo khí không tồi làm sao có thể ngăn trở một vuốt này lập tức bị cào nát một vuốt của ngân lang vương uy lực không giảm bớt bao nhiêu chộp vào ngực trình lão tam bắt lấy một khối máu thịt, sâu đến mức có thể thấy được xương cốt. Nếu không phải Trình lão Tam phản ứng kịp thời, một phút này, thậm chí có thể cào nát trái tim Trình lão Tam, khiến ông ta mất mạng. Dừng lại. Sở Hải phản ứng lại, ngăn cản Ngân Lang Vương, nhưng Trình lão Tam đã bị trọng thương, ngã trên mặt đất. Sở Hải vẻ mặt tức giận, Trình lão Tam là thuộc hạ trung thành của anh, thực lực không tệ, cư nhiên ở trước mặt anh bị người ta đả thương thành bộ dạng như vậy anh hung tợn nhìn chằm chằm đường Tuấn, nói cậu dám làm như thế. Đường Tuấn nói, nếu anh không biết dạy thủ hạ, tôi sẽ dạy cho anh. Anh nhìn trình lão tam, nói, loại người thực lực như ống, các trình hào nót, lâu linh Ghiêu đi thơ lúc nhu rông một cái tát của tôi không biết có thể đập chết bao nhiêu. Anh nói thật, trình lão tam bất quá chỉ là cảnh giới nguyên anh đỉnh cao, thực lực còn không bằng ngân lang vương. Đường Tuấn có chút hoảng hốt, bất chi bất giác, anh đã mạnh đến mức có thể coi thường cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao. Cậu, Trình lão tam lại cảm thấy Đường Tuấn đang châm chọc ông. Vừa rồi ông nói mình không biết đã giết bao nhiêu người như Đường Tuấn, bây giờ Đường Tuấn nói ngược lại, làm cho ông rất khó chịu. Những người khác cũng rất tức giận, chỉ cần Sở Hải ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ ra tay. Lúc này, Sở Hải nhìn ngân Lang Vương, có chút do so dự. Anh ta từ trên người đối phương cảm giác được khí thế cường đại, thậm chí có cảm giác quen thuộc anh lại nhìn Đường Tuấn, trong lòng bất giác tuôn ra một tia hàn ý cùng kiêng kỵ. Loại người tàn nhẫn này, cùng tình báo anh biết có chút khác biệt. Hừ. Sở Hải sắc mặt không tốt, đè nén lửa giận trong lòng, nói: "Chuyện này là Trình lão Tam có sai trước, tôi sẽ xác nhận với thần đình về việc bổ nhiệm của cậu. Nếu cậu không phải là thống lĩnh mới, hậu quả vô cùng nghiêm trọng." Anh ta đối với thân phận Đường Tuấn căn bản cũng không có hoài nghi hoài nghi chính là bối cảnh và thực lực của đường tuấn anh nhất định phải chứng thực một chút nếu như thực lực và bối cảnh của đường tuấn đều bình thường anh sẽ không từ bỏ ý đồ mấy ngày nay cậu ở doanh trường phía trước không mấy ngày nay cậu ở doanh trướng phía tây trước không có mệnh lệnh của tôi không được phép rời đi nói xong câu đó mấy người sợ hãi cùng trình lão tam liền rời đi những lời này tương đương với quản thúc tại gia trá hình thưa chủ nhân bây giờ thì sao có muốn đại khai sát giới hay không? Ngân Lang Vương hỏi. Đường Tuấn lắc đầu, cười nói, nếu anh ta muốn chơi, chúng ta hãy cùng anh ta chơi một chút đi. chương 1990 Nhìn nụ cười của Đường Tuấn, Ngân Lang Vương nhất thời cảm thấy lạnh lẽo, trong lòng vì sở hải thắp một nén hương. Thực lực của sở hải giống như ông, thật sự đánh nhau có thể còn không bằng anh ta. Loại thực lực này, ở trước mặt vị chủ nhân này, căn bản không đủ nhìn đâu trở lại trung quân đại trướng, sắc mặt sở hải rất âm trầm, trình lão tam đã được đưa đi chữa trị, không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cần nghỉ ngơi một thời gian, nhưng khẩu khí này, anh nuốt không trôi. Âm, sở hải một trường đánh nát một cái bàn cát thật lớn đặt ở trong trướng. Sở thông tin, khẩu khí này trong thành buộc của sở thống lĩnh, khẩu khí này không thể nhịn được, cậu ta tấn công trình lão tam, tương lai sẽ dám động đến chúng ta. Thống lĩnh đại nhân, giết đi vận dụng sát trận trong quân tôi không tin cậu ta còn có thể sống sót sở hải rất phiền não trong mắt tràn ra sát ý lạnh lùng nói không vội tôi sai người hỗ trợ ở trong thần đình hỏi thăm một chút trong vòng hai canh giờ có thể biết căn cơ của cậu ta nếu như không có bối cảnh cùng thực lực gì đương nhiên tôi sẽ giết cậu ta thần đình là một không gian phép kín muốn biết tin tức bên trong coi như là sở hải đều phải trả giá không nhỏ vốn anh không để đường tuấn ở trong lòng không nghĩ tới muốn làm như vậy. Nhưng hiện tại anh có chút hồ nghi, coi như là phải trả giá lớn, anh cũng nhận. Các bách phu trưởng khác nghe vậy, cũng chỉ có thể im lặng, trong lòng lại oán thầm, một đường tuấn mà thôi, có thể có căn cơ gì, chẳng lẽ có thể lật ngược thần đình sao? Lúc này, trong doanh trướng phía tây, mấy người vương cầu đản nhìn doanh trướng chất đầy tạp vật, trên mặt lộ ra tức giận. Đây đâu phải là doanh trướng gì, căn bản không phải là chỗ cho người ở, chính là nơi chất đống tạp vật ở góc, cũng có thể thấy chuột đi ngang. Đại nhân, bọn họ lại dám bất kính như thế. Lấy thân phận đại nhân, cho dù bọn họ không có biện pháp xác nhận, cũng nên an doanh ba ở ốc, hiện tại lại có thể an bài mọi anh chẳng phía đông du trước, đáng ghét. Một chỗ đống tạp vật, quá. Chúng ta đi tìm bọn họ tranh luận. Mấy người vương cầu đàn nhìn nhau, đều rất phẫn nộ. Bọn họ vì đường tuấn mà bất bình, đi về doanh trướng phía đông, muốn hỏi rõ nguyên nhân nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ trở lại với những vết thương trên cơ thể của mình. Mấy người vương cầu đàn trên mặt đều mang thương tích, quần áo bị xé rách, vết thương sâu có thể thấy được xương, một đạo khí tức âm u lạnh lẽo lưu lại trong miệng vết thương, tra tấn bọn họ, phát ra tiếng kêu đau đớn. Ai đã làm tổn thương mọi người? Đường Tuấn hỏi. Vừa rồi Ngân Lang Vương đã thương trình lão tam, đã lập uy, không nghĩ tới còn có người dám động thủ với người của anh. Trong mắt mấy người vương cầu đàn mang theo thần sắc áp bức lăng nhục, nói là một người phụ nữ, tự xưng là một vợ nhỏ của sở hải, ở doanh trướng phía đông. Thực lực của cô ta không mạnh, nhưng một cái roi rất sắc bén. Khó trách sở hải không an bài bọn họ vào doanh trướng phía đông, thì ra hắn đã an bài cho tiểu thiếp của mình, công phòng dùng riêng. Ngay sau khi nói xong, bên ngoài doanh trướng vang lên một giọng nói của một người phụ nữ đầy mỉa mai. Một đám chó chết chủ, hóa ra trốn ở đây. Mấy người vương cầu đàn nghe vậy, có phẫn nộ có xấu hổ. Vốn định vì đường Tuấn mà bất bình, không nghĩ tới ngược lại lại làm đường Tuấn mất mặt. Đi đi, ra ngoài xem, đường Tuấn nhìn bọn họ một cái. Bên ngoài doanh trướng, một người phụ nữ khuôn mặt tinh xảo, cầm nhọn ngẩng đầu nhìn mấy người đường Tuấn đi ra. Nhôm máy lên mỗi cây rối dài đen nhánh thần thái trong bên hông cô treo ngạnh. Mấy tên thủ hạ của anh rất kém cỏi, lại dám chất vấn tôi, tôi giúp anh giáo huấn một chút, anh có ý kiến gì không? Trình lão tam bị đả thương, sợ Hải có thể nhịn, nhưng cô nhịn không được, mấy người vương cầu đàn bất quá chỉ là ngòi nổ. Mấy người vương cầu đàn, trên mặt tức giận bừng bừng, người đàn bà này ỷ vào quan hệ với sợ Hải, không chỉ ở lại doanh trướng phía đông vốn thuộc về đường Tuấn, hiện tại càng khiêu khích như vậy. Audio điện tử võ tấn bền chương 1991 Ngân Lang Vương đứng ra, lạnh lùng nói, hồ mai, cho dù là Sở Hải cũng không dám nói như vậy. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, không ngờ người đàn ông tóc bạc này lại biết mình. Ngân Lang Vương đã sớm nghe về Hồ Mai từ lâu, hôm nay vừa thấy, ngay cả ông ta cũng có chút tức giận. Hồ Mai nói, đó là tính khí của tôi tốt. Lông mày cô nhướng lên, hiện ra một chút sát ý, nhìn. Đường Tuấn, nói tôi không chỉ muốn giáo huấn bọn họ, còn muốn giáo huấn anh. Thức thời, tự mình ra khỏi quân doanh tránh cho tôi dùng roi. Lúc nói chuyện, cô rút ra roi dài màu đen bên hông, ném về phía mặt Đường Vân. Roi đánh trên không trung, như rắn thần nhập vào xuất ra, tỏa ra từng trận khí lạnh, tựa hồ muốn đóng băng không gian. Roi này là một bảo khí đứng đầu, đây cũng là chỗ dựa để Hồ Mai có thể dễ dàng đánh bại mấy người vương. Cầu đàn, muốn chết đúng không?" Ngân Lang Vương hét lớn một tiếng. Ông đưa tay, một hành động vô cùng xuất sắc bắt được cây roi mặc cho hồ mai dùng sức thế nào cũng không rút về được buông ra tôi là vợ sở hải ông dám vô lễ với tôi tôi bảo anh ấy đem các ngươi xử tử cho tới bây giờ hồ mai vẫn như cũ kiêu ngạo không có nửa điểm tỉnh ngộ cô không sợ hãi ngược lại nâng cổ nói ông có dám không ngân lang vương cực kỳ tức giận nhìn về phía đường tuấn nếu như bình thường ông đã sớm ăn tươi nuốt sống hồ mai rồi các người đang làm gì vậy ngay sau đó một tiếng hét vang lên sở hải mang theo người tới anh ta lạnh lùng nhìn trăm dương tuân cùng ngăn lang vương không chứa nhiều đi chú đường tuấn cùng nói buông ngân lang vương không che giấu địch ý uy phong thật lớn coi quân doanh là địa bàn nhà mình giam lỏng cấp trên ngân lang vương cười lạnh ông có bằng chứng gì sở hải nhíu mày càng cảm thấy người này quen thuộc em giết ông ta hồ mai hô lên tử quỷ ông ta đối xử với em như vậy anh phải không giúp thống lĩnh đại nhân khởi động sát trận đi mấy bách phụ trường thì thầm lộ ra sát ý sở hải do dự chuẩn bị động thủ bỗng nhiên anh lấy ra một khối ngọc giản truyền tin ngọc giản lóe lên ánh sáng anh sai người tìm hiểu tin tức của đường tuấn đến rồi chờ tôi sẽ xử lý anh sở hải nhìn đường tuấn lạnh lùng nói tinh thần của anh ta chìm vào ngọc giản sau một khắc trong nháy mắt cứng đờ ngọc giản rơi trên mặt đất. Tử quỷ, nhanh tay động thủ, bằng không đừng hòng lên giường em. Hồ Mai khẩn cấp, muốn nhìn thấy dáng vẻ đường tuấn quỷ gối trước mặt cô. Bốp bốp, sáu vừa dứt lời, sở hải đánh mạnh vào mặt có hai dài. Sở cô hải rất dùng sức, khóe miệng hồ mai tràn máu, trên khuôn mặt xinh đẹp mang theo dấu ngón tay đỏ tươi. Sở hải, anh làm gì vậy? Hồ mai sửng sốt một chút, điên cuồng quát. Sở Hải nói, còn không xin lỗi thống lĩnh đường. Anh đi tới trước mặt đường Tuấn, hơi không người, mang theo ý kính trọng, nói thống lĩnh đại nhân. Sở Hải đột nhiên thay đổi làm cho người ta khó hiểu, những bách phụ trưởng khác nước nhau một cái, nhặt lên ngọc giản. Chỉ điều tra một chút, bọn họ cũng giật mình. Đoạt được tiên thiên lôi quả, giết tiêu xuân minh. Đánh bại công tử, đánh vỡ phép chiếu của thái thượng trưởng lão. Vài câu ngắn ngủi, lại làm cho người ta kinh hãi chương 1992. Nhìn bộ dáng của mấy bách phu trưởng, Hồ Mai cũng biết sự tình lớn, không dám ẩm ý, nhanh chóng cúi đầu xuống. Cô ấy biết lần này cô ấy đã đá vào tấm sắt. Ngân Lang Vương lúc này cũng khôi phục bộ dáng bản thể, Sơn Hải, nơi tổ ở Hải Anh hai tôi thật thành nhìn Sở Hải, nói, Sở Hải, anh hại tôi thật thảm. Nếu không phải Sở Hải, làm sao ông lại trở thành tỏa kỵ của Đường Tuấn? Nhìn thấy Ngân Lang Vương, sắc mặt sở hải đột nhiên biến đổi, giải thích thống lĩnh đại nhân, đây là hiểu lầm. Đường Tuấn ngược lại nở nụ cười, sao lại hiểu lầm? Anh phái người giết tôi, làm cho người ta làm nhục tôi. Đó có phải là sự hiểu lầm không? Sở hải nghề vậy, liền biết không ổn rồi, trầm giọng nói. Đại im nhân thật sự muốn bức bách tôi sao? Không sợ tôi cá chết lưới rách sao? Khi nói chuyện, trong tay anh ta cầm một thanh đao gãy, ánh mắt lộ ra sát khí. Sở Hải không muốn chết, anh ta cảm thấy mình kiểm soát đại trận trong quân, lại có mấy trăm binh sĩ, có thể một trận chiến. Thật sự tàn sát, anh ta có lòng tin. Đại nhân, chuyện này đến đây bỏ qua đi." giọng nói Sở Hải thả lỏng một chút, anh ta cũng không muốn liều mạng với Đường Tuấn, sẽ trả ra cái giá không nhỏ. Đường Tuấn cười, "Đến bây giờ, cậu còn muốn uy hiếp tôi?" Sở Hải nói, "Không phải uy hiếp anh ta truyền âm cho Đường Tuấn, Ngân Lang Vương là đối tượng thần đình truy nã đuổi giết, anh mang theo ông ta vào quân doanh, nếu như tôi nói anh cùng với ông ta cấu kết, hẳn là sẽ có người tin tưởng. Buông tha Hồ Mai, anh tôi bình an vô sự. Đến bây giờ, anh ta vẫn còn muốn cứu vợ nhỏ, một dáng vẻ bắt mạch Đường Tuấn. Câu trả lời của Đường Tuấn rất dứt khoát, Ngân Lang, giết. Cô ta. Được. Ngân Lang Vương tiến hành pháp lực, Hồ Mai hét lên một tiếng nổ tung tại chỗ, mất mạng ngay. Á, à, thay đổi quá nhanh, sở hải cũng ngăn cản không kịp, đường tuấn vậy mà lại không chịu sự uy hiếp, sát phạt quả quyết, nằm ngoài dữ liệu của anh ta. Lửa giận trong mắt anh ta hừng hực, giọng nói lạnh như băng, mang theo sát ý, phá quân doanh nghe lệnh, thống lĩnh mới cấu kết ngân lang vương, tiền trảm hậu tấu. Âm ầm anh ta ra lệnh một tiếng, phá quân doanh diện tích hơn 10 dặm lập tức phát ra khí tức mạnh mẽ, kim quang nhàn nha lưu chuyển, quang vệ. Mấy trăm tên binh sĩ đứng ở khắp nơi của quân doanh, khí tức tương liên, tụ hợp vào trong cơ thể của sở hải. Khí tức của sở hải theo đó tăng vọt, trong nháy mắt phá vỡ vào bán bộ hóa thần. Đây là oai nghiêm của trận pháp, nhưng đủ để cho sở hải phát huy ra sức mạnh của bán bộ hóa thần. Ngân lang vương bị khí tức đáng sợ đẩy lui, trên mặt lộ ra. Vẻ hoảng sợ, giết. Sở hải phun ra một chữ, nằm chặt đoạn đao, nhìn về phía đường Tuấn. Hôm nay, đã không có cách nào thân thiện rồi, thế thì chỉ có giết đối phương. Có lẽ còn có thể dựa vào việc này tạo dựng mối quan hệ với vị thái thượng trưởng lão của thần đình kia, nhân họa đắc phúc. Trong nháy mắt, sợ hãi suy nghĩ rất nhiều. chương 1993 Đoạn đao trong tay chém xuống, phát ra một vùng sáng màu đen, bao phủ đường Tuấn. Đường Tuấn khẽ nhíu mày, đoạn đạo này tuy không phải là linh khí, nhưng lại cho anh một loại cảm giác khác thường, lại có chút quen thuộc với khí thức của anh. Sở hải nhìn ánh sáng đen bao phủ đường Tuấn, lộ ra nụ cười ác độc. Đoạn đao này là anh ta có được từ bên trong một nơi nguy hiểm của biển tinh thần, uy năng siêu phàm, lúc đối CN có thể lan với pháp lực của đối thủ văn nhân đạo của chiến cộng giã quả. Anh ta từng dùng đoạn đạo vài lần, mọi việc đều thuận lợi. Hôm nay, cũng giống như thế. Nhưng sau một khoảnh khắc, con người sở hải chợt co rút lại, trên mặt hiện ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. đường tuấn vậy mà tay không đỡ lấy đoạn đao, ánh sáng đen lưu chuyển cũng không có chảm đạo quả của anh. binh khí thú vị. đường tuấn cảm nhận được một luồng khí tức ở chỗ sâu của đoạn đạo. luồng khí tức này chịu sự dẫn dắt của anh ta, chui vào trong cơ thể của anh ta. trong nháy mắt, đường tuấn có loại cảm giác bơ sữa tưới lên đầu, hiểu ra tất cả. chín người chín chữ cổ không ngừng phát sáng, có khuynh hướng sắp dung hợp lại cùng nhau. Đủ loại cảm mộ thần thông, pháp tắc xuất hiện ở trong đầu của anh. Luồng khí tức kia tiến vào trong cơ thể Đường Tuấn, đoạn đạo phát ra âm thanh ken két, nứt thành mảnh vụn. Sở Hải hoàn toàn cứng đờ, nhìn hai tay chống chân, không biết chuyện gì xảy ra. Đường Tuấn thở dài, anh có thể đoán được là luồng khí tức kia dẫn đến 99 chữ cổ xảy ra dị biến, thế nhưng luồng khí tức kia quá ít, dị biến rất ngắn ngủi. Anh có cảm giác, loại khí tức kia nếu như đủ nhiều, có lẽ 99 chữ cổ sẽ có biến hóa. To lớn, bây giờ còn chưa được. Anh vốn là muốn giết sở hải, cho phá quân doanh xảy ra thanh tẩy lớn, nhưng bây giờ anh đã thay đổi chủ ý. Thống lĩnh đại nhân, tôi sai rồi, bỏ qua cho tôi đi. Sở hải đón lấy ánh mắt của đường Tuấn, trong lòng khế run, vội vàng quỳ xuống. Lần này là thật sự cúi đầu. Bây giờ còn muốn chu diệt tôi không? Đường Tuấn hỏi. Sở hải lắc đầu, giống như chống bỏi, nói ban nãy là đầu óc tôi nóng lên mạo phạm thống lĩnh trình lão tam trước đó chống đối đại nhân tôi lập tức bảo người xử tử anh ta thực lực của đường tuấn khiến cho anh ta kinh hãi không cúi đầu không được ánh mắt của đường tuấn đảo qua đám người trong quân doanh đến mức những binh sĩ kia và bách phụ trưởng đều cúi đầu bày tỏ lòng cung kính đoạn đao đến từ nơi nào để đám người cầu đản và ngân lang vương đi giao nhận phá quân doanh đường tuấn mang theo sở hải tiến vào quân trướng hỏi thẳng. Sở hải sững sờ, tiếp đó vội vàng nói, là ti chức vô tình nhặt được ở vùng hỗn loạn. Đường Tuấn nhíu mày, trước đó đến biển tinh thần, anh từng làm qua bài tập, biết vùng hỗn loạn là nơi nào. Biển tinh thần có sức mạnh thần bí bao trùm, hơn nữa không chỉ một có thường nguyên nhân, có chung nói nhiều loại năng lượng loại, vùng hỗn loạn vào nhất, vô nguy hiểm. Đồ, nghe nói, chỗ trung tâm nhất của vùng hỗn loạn thậm chí có thể tiêu diệt hóa thần, là một trong những cấm địa của biển tinh thần. Đường Tuấn có chút động tâm đối với khí tức khó hiểu bên trong đoạn đao, nhưng cũng không lập tức đi tới vùng hỗn loạn, chuẩn bị qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Để cho sau khi sở hải rời đi, tâm trạng đường Tuấn chìm vào thức hải. Chín người chín tia chấp sáng phát ra ánh sáng ở nơi sâu trong thức hải, vốn những chữ cổ này là từng ký hiệu chữ viết xưa, đại diện cho các loại sức mạnh trong trời đất, mạnh ai làm việc nấy. Nhưng bây giờ có biến hóa, khí tức của những chữ cổ này lờ mờ nối liền với nhau, lộ ra hương vị không câu nệ. Cảnh giới đường tuấn không thay đổi, nhưng thực lực lại tăng cường không ít, mà đây chỉ là công lao của một luồng khí túc. chương 1994 phế bỏ hai chân, anh ta không bỏ chạy được. Nếu như có nhiều khí tức hơn, nói không chừng chữ cổ sẽ xảy ra biến chất. Đường Tuấn thầm nghĩ, thời hạn rời khỏi trái đất càng ngày càng tới gần, hơn nữa còn có thái thượng trưởng lão họ trình cường địch này, anh nhất định phải nhanh chóng tiến quân hóa thần, mới không cần người khác bao che. Chỉ cần tiến quân hóa thần, dựa vào nội tình của anh, Tiêu Diệt Thái thượng trưởng lão rất nhẹ nhàng, mối nguy của trái đất cũng có thể giải quyết. Ở trong quân doanh tu luyện mấy ngày, Đường Tuấn đang chuẩn bị nghĩ biện pháp liên lạc với Thủy Thanh Lam và Cố Vân Minh. Hôm nay, có người đưa thiệp mời cho Sở Hải, mời anh ta tham gia một hội đấu giá. Chuyện phá quân doanh đổi thống lĩnh không có công khai cho nên rất nhiều người vẫn tưởng rằng sở hải là thống lĩnh sở hải rất tự giác giao thiệp mời cho đường tuấn đồng thần tổ chức nghe nói lần này có không bao ho biến thời giải thích hội đấu giá là nhà họ đinh thế ra trong biển tinh thần tổ chức nghe nói lần này có không ít bảo bối có mấy món là liều chết mang ra ngoài từ vùng hỗn loạn anh ta biết đường tuấn cảm thấy hứng thú đối với vùng hỗn loạn đặc biệt nhấn mạnh biển tinh thần xuất hiện ở thế giới man hoang rất lâu có người mạo hiểm ở nơi này có được cơ duyên định cư lại, trăm ngàn năm qua đi, đã trở thành thế gia khổng lồ. Mà nhà họ đình chính là một trong những thế gia này. Đường Tuấn nhìn sở hải một cái, nói, vậy thì đi xem một chút đi. Lúc này, tại một nơi khác của biển tinh thần, một đám người đang chiến đấu kịch liệt, một phe trong đó lại là Thủy Thanh Lam và Cố Vân Minh. Kha kha, cô cố, có thể trở thành thiếp thất thứ 17 của công tử nhà tôi, là vinh hạnh của cô. Một phe khác, một lão già hai tay giấu trong tay áo lạnh lùng nhìn Cố Vân Minh, nói, đừng vùng vẫy nữa, đội vệ binh nhà họ đinh tôi cũng không phải ăn chay. Chống cự nữa, tên hộ vệ này bên cạnh cô sẽ chết. Người ông ta nói là Thủy Thanh Lam. Khí lúc này, Thủy Thanh Lam toàn thân vết thương chồng chất, tức suy yếu tới cực điểm. Nếu là gia chủ nhà tôi ở đây, một cái tát đã có thể đập chết bọn bay. Thủy Thanh Lam giống to. Lão già ra tay, một trưởng đánh bay Thủy Thanh Lam, trên người Thủy Thanh Lam truyền ra âm thanh xương cốt gảy lìa, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Chủ nhân nhà cậu là thứ gì? Anh ta dám xuất hiện, không cần công tử nhà tôi, tôi cũng có thể ung dung chân áp, làm cho anh ta quỷ mọp xuống. Bộ dạng của lão quản gia già, nói chuyện rất lạnh lùng, vinh mặt hất hàm sai khiến. Ông ta từng bước tới gần, ánh mắt xíu cợt, cười khẩy nói, cô cố, cô suy nghĩ một chút đi. Công tử nhà tôi thấy người miến cứng có chút sắc đẹp, tu vi cũng được, mới cho phép cô trở thành thiếp thất nhà họ Đinh. Đây là thân phận bao nhiêu người tha thiết ước mơ, cô nên trân quý. Oanh! Ông ta đạp một cước xuống, giẫm nát bắp chân Thủy Thanh Lam, trên mặt lại mang theo nụ cười mỉm, đau thật nhỉ, vậy thì kêu lên đi, dù sao cũng không có ai nghe thấy. Ánh mắt cố vân minh lạnh lùng, nói, nhà họ đinh các người không phải là muốn lấy được công pháp tôi tu luyện sao? Quản gia cười nói, cô cố nói đùa, sau khi gả vào nhà họ đinh, Cô chính là người của nhà họ Đinh, công pháp cô tu luyện đương nhiên cũng là của nhà họ Đinh. Trong lòng Cố Vân Minh không cam tâm, vốn cô đã ngưng kết 12 đạo thần văn, muốn tiếp tục tích lũy, nhưng lại mâu thuẫn với nhà họ Đinh, bị buộc phải đột phá trước thời hạn. Khi đột phá động tính quá lớn, gây nên sự chú ý của cậu chủ lớn nhà họ Đinh kia, mới có cảnh truy sát ở trước mắt. Nhà họ Đinh muốn lấy được công pháp từ trên người cô, nếu không phải vậy thì đã sớm ra tay giết chết quản gia lại nhấc chân lên lần nữa tôi đồng ý gả vào nhà họ đinh mắt thấy quản gia muốn phế bỏ thủy thanh lam cố vân minh cuối cùng cũng không đành lòng suốt trên đoạn đường này thủy thanh lam bảo vệ cô rất lâu cô không có cách nào làm như không thấy rất tốt quản gia cười tiếp đó đạp một cước xuống giẫm nát bắp chân phải của thủy thanh lam ông lửa giận trong mắt cố vân minh trong mắt lửa giận gần như muốn phun ra quản gia lại một nét mặt bình thản nói, phế bỏ hai chân, anh ta không bỏ chạy được. Ông ta nhìn Cố Vân Minh, nói công tử nhà tôi rất thích cô, định ngày cưới vào năm ngày sau, đến lúc đó nhà họ đinh tôi sẽ có một hội đấu giá long trọng, cường giả tập hợp, hôn lễ sẽ rất linh đình, sẽ không bạc đãi cô. Đinh chấn, trong biển tinh thần có 24 chấn, mỗi một chấn đều có một thế gia. Nói là chấn, nhưng quy mô cũng không nhỏ, tương đương với một thành phố nhỏ, có thể so với một phần ba thành man thú. 24 thế gia kết thành một liên minh, đối đầu với thần đình. Nghe nói một vài thế gia trong 24 nhà, có mối quan hệ không rõ ràng cùng với tổ chức diệt thần. chương 1995, anh ta chọc tôi trước. Đi trên đường ở Đinh Trấn, sở hải giới thiệu với đường Tuấn. Anh ta rất nhiệt tình, thậm chí có chút nịnh hót, không có một chút bộ dạng phách lối trước đây. Có liên kết với diệt thần sao? Đường Tuấn lầm bẩm nói nhắc đến thì không biết Lương Thiên Lam thế nào rồi. Trong tay anh còn có một chút để tâm đến đối phương. Điều này có liên quan đến việc có thể đạt được hóa thần hay không, anh không tin Lương Thiên Lam sẽ từ bỏ. Nhà họ Lương, nhà họ Sở, còn có nhà họ Thu, là ba nhà được công nhận mạnh nhất trong 24 nhà, đều chấn giữ bán bộ hóa thần lâu năm, dựa vào cổ binh của gia tộc, có thể chiến đấu với hóa thần mà không thất bại. Những nhà khác cũng sẽ không kém, Sở Hải nói đường tuấn nghe thấy nhà họ lương trong lòng khẽ lay động nhà họ lương này phải chăng có quan hệ cùng với lương thiên lam sở hải mang theo đường tuấn đi tới phòng đấu giá ở chỗ nhà họ đinh cửa chính phòng đấu giá đèn lồng màu đỏ treo thật cao vô cùng nổi bật ngay cả hộ vệ ở mấy cái cửa ra vào quần áo cũng là màu đỏ chót thống lĩnh sở anh đã đến nhìn thấy sở hải một người hộ vệ trong đó lập tức tiến lên đón rất nhiệt tình, rõ ràng quen biết sở hải. Sở hải cũng mỉm cười hỏi thăm, hỏi, nhà họ đinh các cậu lại muốn tổ chức ngày vui gì? Chẳng lẽ cậu chủ lớn nhà họ đinh lại muốn cưới vợ nhỏ sao? Tên hộ về kia nói, thống lĩnh sở đúng là vừa đoán một cái là chuẩn. Đúng là cậu chủ lớn nhà tôi muốn cưới vợ nhỏ. Sắc mặt sở hải hơi thay đổi, nói cô chủ nhà nào có số may mắn có thể trở thành vợ nhỏ nhà họ đinh như thế hộ vệ thấp giọng nói là cố vân minh nhà họ cố. Trên mặt anh ta lộ ra một loại nụ cười sâu xa, nói, nhà họ cố, đây chính là thế gia bậc nhất, nhưng bây giờ thiên nữ của nhà họ cố lại làm vợ nhỏ cho cậu chủ nhà tôi. Nếu là truyền ra ngoài, nhà họ đinh tôi nhất định sẽ tăng mạnh danh tiếng. Không chỉ có như thế, hộ vệ của cố vân minh lại là một vị ma tộc hắc ám. Ma tộc hắc ám thuần huyết sao? Sở hải lộ vẻ xúc động. Ma tộc hắc ám thuần huyết, đó là có thể xếp vào huyết mạch mạnh mẽ của chục ngàn tộc dưới bầu trời sao đạt được hóa thần vô cùng nhẹ nhàng. hộ vệ lắc đầu nói chủng tộc đẳng cấp kia làm sao có thể làm hộ vệ cho nhà họ cố chỉ là một nhánh bên của ma tộc hắc ám dính lấy chút huyết thống của ma tộc hắc ám nhưng cũng phi phàm tương lai nói không chừng có cơ hội tiến quân hóa thần lần này cậu chủ lớn nhà tôi cũng sắp đem tên hộ vệ này ra đấu giá xem như mọi người đều vui. Nghe nói tên ma tộc hắc ám này còn có một người chủ nhân, cảnh giới Nguyên Anh nhập môn mà thôi. Cậu chủ nhà tôi đã nói, nếu như đối phương dám đến thì một tay chấn áp anh ta. Đúng thật là nhà văn nổi tiếng, không hổ danh là cậu chủ lớn nhà họ Đinh. Sở hải thở dài một tiếng. Anh ta quay đầu, lại phát hiện ra sắc mặt đường Tuấn tái xanh, u ám giống như muốn chảy ra nước. Từ trong những lời này, đường Tuấn đã đoán ra tên ma tộc hắc ám kia là Thủy Thanh Lam nói cho công tử nhà cậu biết, tôi ở đây chờ anh ta. Đường Tuấn nói với người hộ vệ. Hộ vệ không hiểu cho lắm, nhìn về phía sở hải. Audio điện tử võ tấn bền. chương 1996, xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào. Tinh thần lực của anh như sóng gợn lan rộng bốn phía, rất nhanh đã phát hiện ra một nơi. Nơi đó có cấm chế, ngăn cản anh dò xét. Mấy tên hộ vệ đang đi tuần, nói tới ma tộc hắc ám. Đường Tuấn đi vòng sang đường khác, đi đến chỗ đó. Sở Hải nhanh chóng ngăn cản, nói: "Đại nhân, nơi đó là chỗ dành riêng cho nhà họ Đinh, cấm người ngoài đi vào." Đường Tuấn đẩy Sở Hải ra, giọng nói rất lạnh lùng tránh ra. Sở Hải chỉ có thể tránh ra, nhưng vẫn nói: "Đại nhân, cẩn thận đó." Đường Tuấn không nghe nữa, tinh thần lực của anh đã đột phá cấm chế, nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Một lồng giam được chế tạo từ kim loại màu bạc trên lồng giam xoay vòng ánh sáng điện. Trong lồng giam, tứ chi của Thủy Thanh Lam bị người ta khóa lại bằng dây xích kim loại vĩnh hằng, hai chân rũ xuống, đã phế bỏ. Một lão già tay cầm một cây roi, không ngừng quật Thủy Thanh Lam. Trên roi mang theo từng cây gai ngược hiện lên ánh sáng bạc, một roi quất xuống đều có thể mang theo một miếng máu thịt. Lão già này chính là tên quản gia truy sát Cố Vân Minh và Thủy Thanh Lam kia. Vẫn chưa khuất phục sao? Thoải mái tinh thần để tôi gieo nổ ấn xuống. Quản gia quát lên, bởi vì phải đấu giá Thủy Thanh Lam, để đảm bảo an toàn, nhất định phải gieo nổ ấn xuống trước, đây là quy tắc. Thủy Thanh Lam toàn thân máu me đầm đìa, cắn răng nói, đừng hòng. Xem cậu có thể mạnh miệng tới khi nào. Quản gia cười khẩy, đưa tay quấn ánh sáng điện trên lồng giam lên trên roi. Chát, roi đánh vào trên người Thủy Thanh Lam, mang theo một miếng máu thịt, đồng thời vết thương bị ánh sáng điện bao trùm, rất nhanh cháy đen một mảnh. đúng lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi thanh âm ầm ầm. sắc mặt quản gia đột ngột thay đổi, nói: ai dám tự tiện xông vào nhà họ đinh tôi? quản gia cầm cây roi trong tay, trong đôi mắt phòng ánh sáng nhìn ra ngoài chỗ cấm. đường tuấn cùng sở hải chậm rãi bước vào với vẻ mặt lạnh lùng. sở hải, cậu không biết ở đây là vùng cấm nhà họ đinh sao? ai cho cậu vào đây? cút ra ngoài quản gia tức giận hét lên khi nhìn thấy sở hải. Sở hải giận dữ, dù sao anh ta cũng là nhân vật cấp bậc thống lĩnh doanh trại thần đình, là người có thân phận, còn tên quản gia này chỉ là đầy tớ trong nhà họ Đinh mà lại dám nói với anh ta như vậy. Đinh Phúc, hôm nay, tôi đến không phải để gây rối với nhà họ Đinh các người. Sở hải cười lạnh lùng, kho mình đứng sau lưng đường Tuấn. Đinh Phúc nhìn đường Tuấn, nhíu chặt mày và nói cậu là ai? đột nhập vào vùng cấm nhà họ Đinh là muốn chết sao. Chủ nhân, Thủy Thanh Lam bỗng hét lên với giọng nói có vẻ yếu ớt. Đinh Phúc nở nụ cười đáng sợ, nói, thì ra mày là chủ nhân của cậu ta. Rất tốt, tao sẽ bắt mày để chúc mừng cậu chủ. Sứt lời, Đinh Phúc xông đến đường Tuấn. Tuy ông ta là quản gia nhà họ Đinh nhưng tu luyện rất đáng kinh ngạc. Ông ta đã đạt đến cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao và rất là mạnh. Pháp lực xoay chuyển, một khuôn mặt già nua có ánh sáng óng ánh, thêm một chút dữ tợn. Nắm đấm nuốt nhả ánh sáng như một vị hung thần. Sở hải thấy vậy, trong lòng mỉa mai Đinh Phúc không biết tự lượng sức mình. Đinh Phúc có mạnh cỡ nào thì làm sao có thể trở thành đối thủ của Đường Tuấn được. Âm âm, Đinh Phúc liên tiếp hai đấm lên người Đường Tuấn, nụ cười trên khuôn mặt ông ta càng rực rỡ. Hai cú đấm này đè nén tuyệt kỹ dưới đáy, cho dù là một ngọn núi nhỏ cũng sẽ bị nổ tung. Trường 1997, đừng có mơ nhưng lát sau, nụ cười của ông ta cứng đờ. Pháp lực lớn mạnh tấn công lên người đường Tuấn như từng đợt sóng, nhưng đường Tuấn lại rất thở ơ, thậm chí ngay cả góc áo cũng không chút động đậy. Đường Tuấn cúi đầu nhìn Đinh Phúc và nói, chỉ có chút sức mạnh này ư. Đinh Phúc kinh ngạc và hoang mang tột độ, dùng sắc thịt chống cự lại hai nắm đấm của ông ta, ngay cả nửa bước hóa thần cũng không làm được. Chẳng lẽ, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Đinh Phúc khiến ông ta dựng đứng tóc gáy giờ đinh phúc mới biết mình là nhân vật khiêu khích đến đáng sợ của nhà họ đinh nhưng không kịp thông báo cho nhà họ đinh rồi ông ta bỗng lơ lửng hai chân trên không mặt đỏ bừng và phát ra tiếng ối ối đường tuấn bóc cổ đinh phúc và nhấc bổng ông ta lên rất nhẹ nhàng như bóc cổ một con vịt ầm ầm đường tuấn liên tiếp tung cú đá vào hai chân của đinh phúc cơn đau dữ dội sộc lên thần kinh của đinh phúc sắc mặt ông ta đột một thay đổi khuôn mặt nổi gân xanh rất khủng khiếp nhà họ đinh sẽ không tha cho mày đâu đinh phúc biết hôm nay mình phải chết ông ta nhìn đường tuấn với ánh mắt hung dữ kêu bọn họ đến đây đường tuấn nói hai tia năng lượng bắn ra từ giữa các ngón tay của anh ầm ầm hai tiếng hai cánh tay của đinh phúc nổ thành một đám xương máu đinh phúc có thái độ cao ngạo thủy thanh lam làm gãy hai chân của anh ta nên giờ đường tuấn để ông ta phải trả giá phong ấn đinh phúc rồi ném xuống đất bất chấp ánh mắt thù hằn của ông ta anh mở khóa phong ấn và xiềng xích tứ chi của Thủy Thanh Lam. Sau khi chữa trị đơn giản, tinh khí của Thủy Thanh Lam cũng được phục hồi lại một ít. Thủy Thanh Lam bước đến đá bay đầu Đinh Phúc. "Chủ nhân." Thủy Thanh Lam hổ thẹn quỳ trước mặt Đường Tuấn. Đường Tuấn lắc đầu nói, "Chuyện này không phải lỗi của anh." "Cố Vân Minh đâu rồi?" Thủy Thanh Lam nói, "Ở nhà họ Đinh." Ánh mắt Đường Tuấn nghiêm nghị, anh nói với Sở Hải, "Thông báo nhà họ Đinh." xem bọn họ định làm thế nào để xoa dịu cơn giận của tôi. Nghe xong, sở hải thay đổi sắc mặt, anh ta nhìn đường tuấn với ánh mắt kỳ lạ, cuối cùng là ai muốn xoa dịu cơn giận đây? Anh ta ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói, đại nhân, nhà họ đinh chế tạo vũ khí, có hợp tác với phá quân doanh và rất nhiều doanh trại khác, e rằng sẽ khiến rất nhiều người thấy khó chịu. Anh liếc nhìn Thủy Thanh Lam và nói, vì một tên đầy tớ mà gây hấn với nhà họ Đinh thì không đáng. Giờ Đinh Phúc đã chết rồi, Tôi đến nhà họ Đinh nói giúp đại nhân, chuyện này kết thúc ở đây. 24 nhà ở biển Tinh Tú đều có thực lực bên trong rất lớn mạnh, cho dù là tu sĩ cảnh giới hóa thần cũng không dám dễ đắc tội. Đường Tuấn không phản ứng gì, anh tìm ghế ngồi xuống và nói, kêu bọn họ đến là được rồi. Sở Hải im lặng, anh ta nghĩ đến câu chuyện của Đường Tuấn mới miễn cưỡng nhận lời. Đây là kẻ hung bạo dám đại náo thần đình, nhà họ Đinh nhỏ bé kia thì đã là gì? Cậu chủ Đinh Thành nhà họ Đinh mặc áo dài lớn màu đỏ với vẻ mặt đắc ý nhìn Cố Vân Minh đang ở trong phòng, cậu ta cười và nói cô cố, hãy nói công pháp ra đi. Đợi đến khi nhà họ Đinh vùng dậy, tôi sẽ nhớ đến cô. Đừng có mơ, Cố Vân Minh trả lời. chương 1998, bấy kể là ai, đắc tội với nhà họ Đinh thì phải chết. Cô có sức mạnh như ngày hôm nay là nhờ vào đường Tuấn, không liên quan gì đến công pháp nhà họ Cố, nhưng cho dù là vậy thì cô ấy cũng sẽ không đưa ra công pháp nhà họ cố. Đinh Thành nói, cô cố tiếp tục ương ngạnh, nhân vật như thiên nữ nhà họ cố trở thành vợ nhỏ của nhà họ Đinh. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì không biết nhà họ cố có còn chấp nhận cô nữa hay không? Ha ha ha! Anh, cố Vân Minh vô cùng tức giận, nhưng không biết làm thế nào, sức mạnh tu luyện toàn thân của cô ấy đã bị phong ấn. Lúc này, có một tên đầy tớ nhà họ Đinh từ ngoài cổng chạy thật nhanh vào trong và nghẹn ngào nói cậu chủ. Phúc quản gia bị giết rồi. Cái gì? Đinh Thành nhìn chằm chằm tên đầy tớ và nói chuyện gì đã xảy ra. Cụ thể nói nghe xem. Đinh Phúc là trở thủ đắc lực của cậu ta, vậy mà có người lại dám ra tay sát hại. Tên đầy tớ nhanh chóng kể lại những chuyện xảy ra ở sàn đấu giá. Ánh mắt Đinh Thành đỏ bừng dâng trào, vô cùng đáng sợ vẻ mặt u ám nói, một gã không biết từ đâu chui ra, lại dám đắc tội với nhà họ Đinh. Cậu ta liếc nhìn Cố Vân Minh, nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt cô, trong lòng không kìm được sự tức giận, cười lạnh lùng và nói, cô tưởng anh ta đến đây thì có thể dẫn cô đi sao? Cô thật quá ngây thơ rồi, tôi dẫn cô đến đó để cô nhìn thấy tôi giết anh ta như thế nào. Cậu ta tóm lấy Cố Vân Minh và hóa thành ánh sáng lấp lánh bay đến sàn đấu giá. Trong phút chốc, sàn đấu giá hiện ra trong mắt cậu ta ánh sáng đỏ trong mắt cậu ta nhấp nháy ánh mắt đảo qua sàn đấu giá cùng rất nhiều cấm chế bên trong rồi xuống người đường tuấn dám giết đinh phúc còn không ra đây chịu chết đinh thành nói với sát khi đằng đằng âm thanh vang vọng khắp sàn đấu giá đó là đinh thành là cậu chủ nhà họ đinh hôm nay là ngày vui của cậu ta nhưng lại có người dám giết đinh phúc vậy là muốn gây thù chuốc oán với nhà họ đinh rồi Đinh Thành đã là tu sĩ của cảnh giới Nguyên Anh đỉnh cao, bố của cậu ta Đinh Thanh Công cũng là một trong những đại cao thủ của nhà họ Đinh. Đắc tội với nhà họ Đinh, người đó có 10 lá gan hay sao? Bấy kể là ai, đắc tội với nhà họ Đinh thì phải chết. Hôm nay sàn đấu giá thật náo nhiệt, Đinh Thành hét ra câu nói kia là muốn thu hút sự chú ý của nhiều người, bọn họ bàn tán xôn xao. Bên trong sàn đấu giá, ánh mắt của đường Tuấn cũng xuyên qua những tòa nhà nhìn Đinh Thành ánh mắt của hai người chạm nhau trên không trung và tỏa ra làn sóng lớn mạnh. Đinh Thành lạnh lùng nói, sợ Hải, anh còn không giúp tôi bắt lấy anh ta. Một phần ba vũ khí của phá quân doanh thuộc về nhà họ Đinh, chắc anh cũng biết nên làm thế nào. chương 1999, đợi tôi xử lý xong chuyện này rồi tính. Trong sàn đấu giá, sợ Hải tê ra đầu, hận chỉ muốn băm dầm Đinh Thành. Ban đầu anh ta muốn trung lập, nhưng giờ không thể không đứng ra với nét mặt oai phong lẫm liệt nói, Đinh Thành. Đây là thống lĩnh mới của phá quân doanh, anh đang nói cái quái gì vậy? Nghe xong, Đinh Thành biết ngay vấn đề nằm ở đâu. Cậu ta nói với ánh mắt ủ rũ, cho dù là thống lĩnh của phá quân doanh, dám xúc phạm nhà họ Đinh thì phải trả giá. Tính mạng đầy tớ nhà họ Đinh còn quý báu hơn các người, quỳ xuống nhận tội đi, có lẽ tôi sẽ tha chết cho các người. Giọng nói Đinh Thành không chút che giấu, Đinh trấn vốn là địa bàn của nhà họ Đinh có thể nói là vua một gói ở đây, còn Ninh Thành là nhân vật như thái tử, hành sự lỗ mãng quen rồi. Anh tự mình quỳ xuống đi, để người nhà họ Đinh đến chuộc anh. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên, ầm ầm. Đinh Thành lơ lửng trong không trung, bỗng nhiên trên đầu cậu ta xuất hiện một bàn tay khổng lồ, lòng bàn tay rất rộng, che cả nửa bầu trời. Anh còn dám ra tay? Đinh Thành tức giận, đôi mắt cậu ta phóng ra hai ánh sáng đỏ như muốn phá vỡ lòng bàn tay. Si, hai ánh sáng đỏ có thể xuyên qua núi, nhưng không thể lay chuyển được lòng bàn tay khổng lồ. Lòng bàn tay đột nhiên rơi xuống, trên người phóng ra một chùm sáng, sau đó là những tiếng giòn răng rắc. Âm, uhm. đợi đến khi mọi người hoảng hồn lại thì Đinh Thành đã quỳ trước cổng lớn của sàn đấu giá với vết máu trên môi. Cậu ta nghiến chặt răng, đầy xấu hổ và tức giận. Bộ dạng này thật quá nhục nhã. Cậu ta rất muốn đứng lên, nhưng năng lượng toàn thân đã bị phong ấn, không cử động được thân là thái tử gia nhà họ Đinh, giờ bị ép quỳ xuống, nếu truyền ra ngoài thì nhà họ Đinh sẽ trở thành trò cười. Xung quanh không thiếu người đứng ngoài xem, lúc này nhìn thấy Đinh Thành đang quỳ xuống, sắc mặt thay đổi, có nhạo báng, có thương cảm, còn có những người hả hê trên nỗi đau của người khác. Đinh Thành đắc tội với không ít người ở Đinh Trấn, lúc này có thể nói là hả lòng hả dạ, nhưng mọi người đã trao mày ngay sau đó khi nhìn về nơi sâu phòng đấu giá, bọn họ xì sầm bàn tán dù có thế nào thì Đinh Thành cũng là cậu chủ nhà họ Đinh, đại diện cho nhà họ Đinh, lần này bị người khác lăng mạ như thế, có lẽ nhà họ Đinh sẽ không buông tha. Người ở bên trong tuy có thực lực mạnh nhưng sẽ không đấu lại nhà họ Đinh. Chà, đợi mà xem, lần này có lẽ nhà họ Đinh sẽ phát điên, trường tôn quỳ gối trước sàn đấu giá của mình, đó là một sự sỉ nhục lớn. Tại sàn đấu giá, sợ hải kinh hãi, anh ta không ngờ đường Tuấn lại đoạn tuyệt như vậy một bóng người xinh đẹp từ ngoài cửa đi vào, đó chính là Cố Vân Minh. Cô đến cùng Đinh Thành, Đường Tuấn ra tay với Đinh Thành cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Cô nhìn Đường Tuấn với vé mặt phức tạp, cô không có tình cảm sâu đậm với Đường Tuấn, nhưng Đường Tuấn chẳng những đã chỉ dạy bí kíp, mà giờ còn cứu cô nên trong lòng cô thấy rất khó chịu. Đường Tuấn, Cố Vân Minh định mở miệng. Đường Tuấn giơ tay, nói, đợi tôi xử lý xong chuyện này rồi tính. Anh nhìn theo hướng nhà họ Đinh, đôi mắt khẽ lim dim. Anh cảm nhận được hơi thở lớn mạnh kia đang đến gần, chắc là người nhà họ Đinh. Một ánh sáng lấp lánh phóng ra từ nhà họ Đinh, ánh sáng tản đi, một người đàn ông trung niên có khí chất nho nhã hiện ra. chương 2000, giờ gây ra chuyện lớn rồi. Là Đinh Thanh Công, bố của Đinh Thành. Nghe nói người này là cao thủ thứ hai của nhà họ Đinh, pháp lực vô cùng mạnh mẽ, có thể đấu lại nửa bước hóa thần. Trong đám đông, có người nhận ra người đàn ông trung niên niên gào thét. Bố, Đinh Thành hét to. Đinh Thành công lạnh lùng hừ một tiếng, nói, nhà họ Đinh bị mày làm cho mất mặt rồi, đợi quay về rồi sẽ tính sổ sau. Ông ta chắp tay nhìn sàn đấu giá, ánh mắt sáng rực và nói, các hạ là thống lĩnh mới của phá quân doanh, công việc là trấn áp biển tinh tú và bảo vệ sự an nguy của mọi người. Nhưng hiện giờ các hạ lại đánh con trai tôi, khiến cho nhà họ Đinh chịu nhục nhã, anh đã làm trái với ước nguyện ban đầu của Thần Đình và bị nghi ngờ lạm dụng quyền lực. Ông ta bỗng lạnh lùng nói, nếu đã như vậy thì chúng tôi muốn thống lĩnh như anh làm gì nữa. Hôm nay, tôi thay mặt các tu hành giả bãi bỏ chức thống lĩnh của anh. Cho dù truyền đến Thần Đình đi nữa cũng không ai dám nói gì. Ông ta nói năng có khí phách, chứng tỏ bản thân đứng về phía chính nghĩa, còn Đường Tuấn là nhân vật phản diện lạm dụng quyền lực. Khẩu khí lớn nhỉ. Đáng tiếc thái thượng trưởng lão của thần đình cũng không làm gì được tôi, ông là cái thá gì. Đường Tuấn điềm tĩnh nói. Người anh em này mạnh mẽ quá, có người kinh ngạc hét lên. Thần đình thái thượng trưởng lão là tu sĩ cấp bậc hóa thần. Trong miệng người anh em thì lại không đáng để nhắc tới. Ngông cuồng, Đinh Thành công trao mày nói. Ông ta bay xuống phía trước Đinh Thành, hai tay tóm lấy vai của Đinh Thành. Vận dụng pháp lực, ông ta muốn mở phong ấn, trả lại tự do cho Đinh Thành. Âm ầm trên người Đinh Thành vang lên tiếng nổ tung, Đinh Thanh Công vui mừng, thì thầm tôi còn tưởng phong ấn mạnh đến mức nào, thì ra còn không chịu nổi một đòn. Nghịch từ này, thường ngày tu hành chậm chạp, giờ mới đã người ta chấn áp. Trong lúc Đinh Thanh Công đang nghĩ như vậy thì phong ấn trên người Đinh Thành phát nổ, năng lượng lớn mạnh quấn lấy cánh tay của Đinh Thanh Công. Chuyện này, Đinh Thanh Công thay đổi sắc mặt, ông ta cảm thấy pháp lực của mình không cản được sức mạnh này, liên tục bị chèn ép lúc này, ông ta mới ý thức được bản thân đã quá khinh suất. Pháp lực chấn áp Đinh Thanh Công, rồi sau đó sức mạnh bùng nổ. Âm, uhm, Đinh Thanh Công mất đi khả năng phản kháng nên cũng quỳ xuống. Mọi người xung quanh sừng sờ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Đinh Thanh Công không phải đến để cứu Đinh Thành ư, sao ông ta cũng quỳ xuống rồi. Hai bố con cùng quỳ, chuyện này mà truyền đi chắc chắn sẽ quét sạch danh dự nhà họ Đinh và trở thành trò cười của 24 nhà. Đinh Thanh Công nghiến răng, trên khuôn mặt như muốn nhỏ giọt máu, trong đôi mắt bùng cháy ngọn lửa tức giận. Đáng đời, người này để nhà họ Đinh chịu sự nhục nhã như vậy, đáng giết. Trong lòng Đinh Thanh Công gào thét, không còn bộ dạng nho nhã như trước đây nữa. Trong sàn đấu giá, sợ hãi mở miệng thật to, không biết nên nói gì. Cả hai thế hệ nhà họ Đinh đều quỳ rồi, chỉ còn lại người mạnh nhất. Đó chính là ông nội của Đinh Thành, nghe nói đã trở thành nửa bước hóa thần, có thể coi là vô địch khắp các nơi đinh trấn. Giờ gây ra chuyện lớn rồi, trong lòng Sở Hải có chút run rẩy, không biết nên làm gì. Lúc này, trong phòng khách nhà họ Đinh, một ông lão mặc áo xanh đang chơi cờ với một cô gái trẻ xinh đẹp, ván cờ sắp kết thúc, ông lão mặc áo xanh đang ở thế tốt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2000.